Chương 261, Huyết Linh Đại Pháp. Trong nháy mắt, những bạch quang Hàn Lập hóa ra và Huyết Vân sau lưng đã một trước một sau đuổi tới, nhưng mà cự ly giữa hai người đã dần dần kéo gần còn khoảng mười mấy trượng. Hàn Lập lòng thầm kêu khổ không thôi, không hề biết Vương Thiền đang điều khiển Huyết Vân phía sau cũng đang cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, huyết độ thuật của Huyết Linh Đại Pháp tuy không dám xưng là đệ nhất lục tông, nhưng tốc độ tuyệt đối xếp trên bí pháp của Ngũ tông còn lại, nhanh hơn nhiều so với những loại đỉnh cấp pháp khí phi hành thông thường nhưng ngày hôm nay hắn toàn lực phi độn lại nhất thời không cách gì bắt được kẻ đang thúc đẩy tiểu châu bay thoát đi là hàn lập vương thiền cảm thấy bất ngờ đồng thời sát ý trong lòng cũng càng nặng hơn hàn lập cũng biết cứ tiếp tục chạy lồng lên như vậy thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà khẳng định mình sẽ bị đối phương cắm đầu cắm cổ đuổi kịp bắt buộc phải làm cái gì đó mới được vì vậy tay mò trong bao chữ vật vừa đụng vào thì liên châu hỏa cầu phù đã xuất hiện trong tay liền sau đó thân ảnh hơi khựng lại một chút không thèm suy nghĩ gì đã ném vài tờ về phía sau rồi tiếp tục chạy như điên, phía sau lập tức chuyển đến tiếng nổ đùng đùng. Hàn lập cầm lòng không đặng ngoảnh đầu liếc về phía sau, chỉ thấy đoạn đầu của huyết vân cuồn cuộn như sóng dữ, tựa hồ đã bị nổ tan tác khá nhiều, lơ thơ một vài cái, còn lờ mờ hiện ra thân hình của thiếu chủ của quỷ linh môn. Hàn lập trong lòng rất mừng, đang muốn đem mấy tờ còn sót lại kích phát ra thì vương thiền đang ở trong huyết vân, đột nhiên phất tay, một đạo lục quang phóng thẳng đến hàn lập từ nhỏ biến thành lớn dần, thật không ngờ lại là phi thoa thoa, đinh ba, pháp khí mà Vương Thiền vốn đạp dưới chân. Hàn Lập bất đắc dĩ đem phù lục trong tay lập tức chuyển hướng bay đến cây thoa màu xanh thay vì Huyết Vân, hai ba mươi quả hỏa cầu liên tiếp nổ tung, đem cự thoa phát ra hắc khí kia đánh lộn nhào mấy lần liên tục, nhất thời không cách gì lại gần hắn. Nhưng trong thời gian chậm trễ ngắn ngủi, Huyết Vân trước mặt đã khôi phục lại hình dáng, lại một lần nữa lồng lộn phóng tới. Chính vào lúc này, trong miệng Vương Thiền đột nhiên phát ra mấy tiếng hú ngút trời kèm theo tiếng hú xé trời này huyết vân bỗng chợt phỉnh to lên trong chớp mắt đã bao phủ khắp bầu trời không ngờ có cả uy thế che lấp cả thiên địa nhật nguyệt ngay sau đó huyết vân cuồn cuộn này tốc độ lập tức tăng cao gấp mấy lần như sóng cả điên cuồng trong chốc lát đã quét từ phía sau đến phía trước thần phong châu lại còn lăn ra rất nhanh trong chớp mắt đã bao vây hàn lập cả người lẫn pháp khí giữa không trung hàn lập kinh hãi vội vàng rừng thần phong châu thiếu chút nữa là đâm sầm vào huyết vân từ trong túi chữ vật lôi ra một cặp pháp khí đen thui giống như móng vuốt vậy lúc này cây thoa quỷ dị màu xanh lục từ phía sau vô thanh vô tức tấn công lần nữa đi hàn lập giống như sau lưng mọc mắt trầm giọng gầm một tiếng đem đôi pháp khí đó ném về phía sau vừa ra khỏi tay cặp móng vuốt này bèn lập tức hóa lớn mấy trượng mạnh mẽ chụp về phía cây thoa màu xanh lục đang tấn công tới lục thoa không hề chịu kém phóng ra mấy cỗ hắc khí trên đầu mũi thoa trong chớp mắt đem cự chảo quấn mấy lớp trong đó xem ra không cách gì động đậy chút nào. Hàn lập thấy vậy liền bắt quyết, đôi cự chảo đó chợt phát ra một hắc mang, hắc mang, dâu đen dài mấy xích một xích một trên ba mét, xoàn. Xoạt một hồi liền đem hắc khí quanh mình xé nát không còn thành hình được nữa. Không tệ, không tệ, quả nhiên không phải đỉnh cấp pháp khí phổ thông, không ngờ có thể dễ dàng phá vỡ âm ma ti của bích âm thoa này, xem ra thật không uổng công ta đích thân ra tay một lần này. Âm thanh của vương thiền phiêu hư bất định từ bên ngoài huyết vân vang đến, đồng thời cây thoa màu xanh lục sau khi phát ra một tràng tiếng u liền lùi về, biến mất trong huyết vân không thấy tung tích. Hàn Lập cũng đem đôi đỉnh giai pháp khi ô long đoạt, được luyện chế bằng máu giao long này thu về trước người, cảnh giác nhìn chung quanh. Hắn bây giờ đã hoàn toàn bị gói trong huyết sắc che lấp ánh mặt trời, cũng không có bất kỳ một kẽ hở nào có thể chạy thoát, trong không khí chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu muôn ói. Xem ra, không dùng sức mạnh để mở ra một thông lộ thì không có cách gì thoát thân rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, bèn muốn phóng ô long đoạt ra lần nữa. Nhưng hắn chưa có hành động thì trong huyết vân phía trước đột nhiên cuồn cuộn, tiếp theo sau đó nhảy ra hai quái vật màu đỏ như máu đang nhè nanh múa vuốt. Hai quái vật này có sừng ngắn, một cái đôi nhọn, hai con mắt đỏ quạch y như vương thiền, dương móng vuốt sắc bén hướng về Hàn Lập vồ tới. Đây là Hàn Lập lần đầu tiên thấy yêu thú này, xem bề ngoài lại y hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết, khiến Hàn Lập trong lòng sợ hãi hoang mang đem ô long đoạt phóng ra mỗi chảo chộp một cái nhẹ nhàng đem tiểu quỷ bóp nát một lần nữa hóa thành huyết vân bay về chỗ cũ hàn lập an tâm một chút thì ra cũng không khó đối phó a à, nhưng ý niệm này của hàn lập còn chưa đi qua tiếng cười chế giễu của vương thiền từ bốn phương tám hướng đã chuyển đến ha ha các hạ đừng lơ là quá sớm huyết quỷ của huyết linh đại pháp của ta có thể không đơn giản như vậy là có thể giải quyết được đâu trò vui tiếp theo mới bắt đầu thôi nghe lời này Hàm lập trong lòng nặng chịu, nhưng tâm trí của hắn cũng coi là vững như bàn thạch, cũng không vì lời nói của đối phương mà khinh động, không kể 3721 dùng pháp khí xoay tít đập mạnh về hướng huyết vân. Hàn lập trong lòng vừa mừng, nhưng trong chớp mắt, đôi ô long đoạt bỗng đờ ra, lắc lư như là sắp mất khống chế rồi. Hàn lập đại kinh, lập tức thu lại toàn lực pháp khí, rốt cuộc trước khi hoàn toàn mất đi khống chế cũng đem ô long đoạt, hút ra khỏi huyết vân, bay trở về bên mình. Ý pháp khí này của ngươi lại không linh huyết của ta làm ô nhiễm, bổn thiếu chủ càng muốn lấy được. Vương Thiền kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó không giấu giếm mà lộ ra ý tham lam. Lúc này, huyết vân ở bốn phương tám hướng cũng đồng thời nổi dậy cuồn cuộn, sau đó từ bên trong huyết quỷ con này nối tiếp con kia bò ra, bọn chúng chen lấn tranh nhau vồ về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập thần sắc đờ đẫn, múa đôi ô long đoạt đến mức mưa gió không xuyên được, khiến cho đám huyết quỷ vừa đụng vào liền bị cắt nát, lại biến thành huyết vân, lúc hàn lập một hơi tấn công giết liền hơn trăm huyết quỷ thì thấy quỷ vật từ khắp mọi phương hướng vẫn đang ồ ạt không ngừng được sinh ra trong lòng thở dài quả nhiên tình hình tồi tệ nhất xuất hiện mấy quái vật này chém giết không hết tiêu diệt được một con thì từ trong đám huyết vân kia vẫn sẽ lại sản sinh ra một con khác luôn luôn duy trì khoảng ba mươi mấy con xem ra quỷ linh môn thiếu chủ chính là muốn làm cho hắn tiêu hao đến chết ở đây nghĩ đến đây hàn lập tự nhiên không chịu cứ tiếp tục như vậy hắn dùng tay vỗ lên túi chữ vật lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, cũng có khoảng 7, 8 cái. Sau đó, một hơi ném toàn bộ về một bên huyết vân, ngay lập tức, hỏa cầu băng chùy các loại xối xả bay đến, lại thêm bản thân Hàn Lập còn trong chớp mắt phát ra mấy hỏa xả bám sát theo sau. Sau khi Liên Châu hỏa cầu bay đến lúc này có thể đánh tan một chút huyết vụ, Hàn Lập sớm nhớ thầm trong lòng, bây giờ kỳ vọng chút pháp thuật này có thể giúp hắn đánh mở một thông đạo đi ra. Muốn trốn vậy sao? Giọng nói thấp trầm u ám của Vương Thiền hét lên trên người hàn lập bỗng nhiên có nhiều phù lục như vậy thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn dầu gì sơ cấp phù lục thì trừ bậc cao ra những cái khác đối với tu sĩ trúc cơ kỳ có lẽ không có tác dụng bao nhiêu nhưng mà vị quỷ linh môn thiếu chủ này cho dù tâm cao khí ngạo nhưng vẫn không dám để cho huyết vụ của mình đi ngạnh tiếp mấy pháp thuật này dầu gì huyết linh đại pháp của hắn chỉ luyện thành hai tầng mà thôi có thể không thể chịu nổi oanh tạc đại trà của nhiều pháp thuật như vậy về phần công kích của pháp khí bởi vì đặc tính ô của huyết vụ hắn ngược lại không lo sợ gì nhiều. Theo tiếng thét của Vương Thiền, một vài khô lâu đầu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong huyết vân, trước khi mấy pháp thuật này đến, sau đó đồng thời há miệng, mấy cỗ hắc khí phun ra, lập tức ngăn chặn mấy pháp thuật đã đến trước mặt. Kết quả sau một tràng bùng bùng, điên cuồng, trừ mấy khô lâu đầu này lắc lự vài cái, huyết vân sau lưng bọn chúng không động một tí nào. Hàn lập sắc mặt nặng nề, bất giác nhíu mắt nhìn về những phương hướng khác. Nhưng chưa đợi hắn ra tay thì huyết vân ở các phương hướng khác cũng đồng dạng xuất hiện hắc sắc khô lâu đầu. Tiếng cười lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền đến, ngươi tưởng là vẫn có thể chiếm cơ hội à? Hãy ngoan ngoãn làm bữa trưa trong miệng huyết quỷ đi. Ta thật sự muốn xem xem kết cục các hạ bị huyết quỷ chia nhau ăn, dám chắc cảnh máu me đầm đìa kia khẳng định sẽ cực kỳ tuyệt vời, ta thật là nôn nóng muốn xem. Sau khi tiếng cười ngặt nghẽo của vị quỷ linh môn thiếu chủ một lần nữa truyền lại, ý điên cuồng cực kỳ rõ ràng. Đồ điên! Hàn lập một bên sai khiến ô long đoạt, ứng phó với huyết quỷ đang một lần nữa hóa hình xuất hiện, một bên mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra mà cấp bách nghĩ kế sách ứng phó. Hàn Lập bây giờ đã lấy ra một khối linh thạch bậc trung, nắm chặt trong bàn tay, bắt đầu bổ sung một chút pháp lực. Dù gì đám huyết quỷ siết chặt liên miên không ngừng như vậy thật sự khiến cho hắn đường đường là trúc cơ kỳ, tu sĩ cũng cảm thấy ăn không tiêu vô cùng, mà Vương Thiền đang ngồi xếp bằng tại đỉnh cao nhất của huyết vụ, không ngừng bấm quyết liên tục thúc sinh ra huyết quỷ, trong lòng cực kỳ thư thái. Tu sĩ Hoàng Phong Cốc này tuy pháp lực không cao nhưng pháp khí trên người thì đúng là có hơi cổ quái, xem ra có vẻ rất không tệ. Vừa nghĩ đến chuyện sau trận này, thì pháp khí ở trong túi mình lại sẽ có thêm vài kiện tinh phẩm, trong lòng hắn không khỏi có hơi đắc ý, ngay cả tính điên khác máu trong lòng hắn cũng tựa hồ giảm nhẹ không ít. Đột nhiên một tiếng bụp, trong huyết vân xuất hiện một cỗ xương nồng đậm màu xanh đỏ, trong chớp mắt liền giấu thân hình hàn lập vào trong, còn chậm chậm mở rộng ra, không lâu cũng đã bao trùm những huyết quỷ vào trong, lại còn pha lẫn với huyết vân ở gần đấy. Vương Thiền bắt đầu kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bèn phát hiện mê vụ xanh. Đỏ này vừa tiếp xúc với huyết vân của mình liền lập tức sẽ bị huyết vân hấp nạp, mới an tâm trở lại. Mê vụ tuy bị huyết vân không ngừng hấp nạp, nhưng sau một thời gian ngắn vẫn có vẻ một chút cũng không thấy thưa thớt. Vũ khí màu xanh đỏ nồng đậm đó làm cho vị quỷ linh môn, thiếu chủ này thủy chung không cách gì nhìn rõ hành vi lúc này của Hàn Lập, khiến cho hắn trỗi dậy lòng nghi ngờ. Chương 262: Thoát thân. Chốc lát, trong huyết vân vẫn là một cụm sương mù mờ mịt, không tiếng động gì, mấy tiểu quỷ chỉ cần lại gần chỗ sương mù đậm đặc nhất liền bị cắt nát, chẳng dò thám được bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Vương Thiền không thể ngồi yên được nữa. Đôi bàn tay của hắn vừa bấm quyết, mấy khô lâu đầu đang lơ lửng trên bề mặt của huyết vân há lớn miệng, mấy chục cổ hắc quang to cỡ cái bát đồng thời phun ra, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của Hàn Lập. Một tiếng bùng khẽ chấn động. Trong mê vụ lờ mờ có bạch quang lấp lánh, lúc hai đạo hắc bạch quang mang va chạm kịch liệt một bức màn ánh sáng màu trắng như có như không xuất hiện trong mê vụ khiến cho thiếu chủ của quỷ linh môn hơi sợ hãi nhưng liền nghĩ ngay tới việc hàn lập vừa vào đã dùng ngay lân thuẫn màu trắng đó vương thiền nhíu nhíu mày trù trừ một lúc xong lại lẩm bẩm tự nói chứng kiến nhiều tinh phẩm pháp khí muốn tới tay như thế này thì đành tổn thất chút tinh huyết thôi tránh bị tiểu tử này thi triển quỷ kế gì đó mà chạy mất nói xong vương thiền đột nhiên đem ngón trỏ tay phải để chỗ khóe miệng cắn nhẹ một cái, sau đó từ lỗ thủng nặn ra một giọt máu tươi đặc quánh, nhẹ nhàng nhỏ vào trong huyết vân bên dưới. Tiếp theo hai tay cắm sâu vào trong huyết vân, tập trung tinh thần thúc động công pháp trỗi dậy. Theo chú ngữ trong miệng Vương Thiền trầm chậm, chậm niệm ra, huyết vân màu đỏ tươi vốn đang bao vây Hàn Lập từ từ chuyển động, càng lúc càng nhanh, từ từ siết chặt tại trung tâm, mà huyết quỷ lại tự động tan chảy, biến mất không còn dấu vết. Mê vụ màu xanh đỏ theo huyết vân xoay nhanh, nhanh chóng bị huyết vân cuốn theo và sáp nhập vào trong, làm cho bên trong càng lúc càng rõ ràng lộ ra một vòng ánh sáng màu trắng rất lớn vòng ánh sáng này lấy một tấm lân thuẫn màu trắng làm trung tâm làm thành một cái chén úp ngược đậy lại mà tại trung tâm dưới tấm màn ánh sáng hàn lập một tay nâng một tiểu đao có tay cầm hình dáng kỳ quái chiếu ra ánh sáng màu vàng kinh người còn tay kia đang cầm một xấp phù lục phát ra ánh sáng lấp lánh tư thế đang muốn tấn công ở bên cạnh còn lơ lửng hai quả cầu một xanh một đỏ tiếp tục tuôn ra sương mù màu xanh đỏ dày đặc Tất cả đều bị vương thiền thấy rõ mồn một. một. Ngươi, quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình hình này, cười lạnh vài tiếng, đang muốn chế diễu vài câu. Nhưng hắn vừa mới phun ra được một chữ, thì chỉ thấy hàn lập bên dưới đột ngột vung tay, tiểu đao theo đó nhẹ nhàng bay xoẹt qua, hóa thành một vệt sáng màu vàng trói mắt dài mấy trượng, bắn thẳng đến vương thiền. Đồng thời lúc này, sấp phù lục ở trên tay kia cũng bị ném tới, giữa không trung hiện ra rõ ràng là mười mấy đạo hỏa long, nóng cháy hừng hực, toàn bộ tấn công lại tiểu tử, pháp khí không phá được huyết linh đại pháp của ta đâu, trừ phi. Vương Thiền vốn không thèm để ý, một lần nữa đem khô lâu đầu điều ra, phun ra hắc khí. Nhưng đang lúc tự đắc, nói đến hai chữ trừ phi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Sắc mặt lập tức đại biến, nhất hạc sung thiên, bay khỏi huyết vân. Mà đồng thời lúc này, mấy vệt sáng màu vàng kia kia phập phập, bắn xuống, liên tục đánh nát bấy mấy khô lâu đầu cản đường, rồi cùng với hỏa long đồng thời đánh tan huyết vân từ chỗ mà hắn ngồi lúc đầu điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo sau đó, một đạo bạch quang từ khe hở bay ra, cấp tốc bay về, đường ánh sáng màu vàng theo sau cũng quay đầu bám sát đi theo nó. Phù bảo, vương thiền, vừa kinh vừa nộ quát. Hắn đã nhất thời sơ hở, không nghĩ tới mục đích hàn lập vừa rồi sử dụng mê vụ chính là kéo dài thời gian để khởi dụng phù bảo. Nếu không, dù cho đối phương có phù bảo, hắn cũng sẽ tuyệt đối không để đối phương có thời gian phát động. Bất quá, xác suất một chút cơ sơ kỳ tu sĩ có được phù bảo thật sự rất thấp, đến nỗi hắn đã bỏ sót chuyện này. Tuy đối phương có phù bảo, nhưng dựa vào thân phận thiếu chủ quỷ linh môn của hắn lại làm sao phải sợ chứ, trên mình hắn cũng đem theo hai kiện phù bảo. Trong đó, một kiện còn là phù bảo thuộc tính đặc thù, phi thường hiếm thấy, tự nhiên sẽ không để Hàn Lập chạy thoát như vậy. Vương Thiền cực kỳ bực tức, nhún mình bay vào huyết vân, một lần nữa đem những huyết vân này cuộn lại, thúc huyết độ truy đuổi nhanh như sao băng. Sau thời gian khoảng chừng đốt cháy một cây hương, Hàn Lập đạp lên thần phong châu, lạnh lùng nhìn chăm chú huyết vân lại một lần nữa sắp đến gần. Hắn bỗng vẫy một tay, ngay sau đó một vệt sáng màu vàng bỗng chợt hồi mã thương, xuất kỳ bất ý đâm ngược về phía sau, bắn thẳng về hướng thiếu chủ quỷ linh môn đang ngồi trong huyết vân. Nhưng Vương Thiền sớm đã có phòng bị, đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra, một khô lâu đầu kim quang sáng lòa, vừa mở cái mồm to đã ngoạm vệt sáng màu vàng trong miệng, khiến cho nó không có cách gì tiến về phía trước thêm chút xíu nào hàn lập thất kinh vội vàng thâu lại mấy lần nhưng vệt sáng màu vàng đó ngoại trừ nhảy nhót trong miệng kim khô lâu đầu vài cái xong thì cũng không làm gì được nữa vương thiền cười gần vài tiếng huyết vân bên người lại một lần nữa dâng cao khiến cho hàn lập trong lòng rét run mắt thấy lại sắp lập lại màn bị vây khốn nhưng chính vào lúc này huyết vân bỗng nhiên xếp cờ ngưng trống vương thiền đang bấm quyết làm phép sắc mặt càng đại biến không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại, mà còn lờ mờ phủ một lớp xanh đen. Hàn Lập vẫn luôn chú ý đối phương, thấy cảnh này mà sửng sốt. Tiếp theo, thì thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ sợ hãi, rít một tiếng dài, ngay cả Kim Khô Lâu đang rằng co với Hàn Lập cũng không màng, người bám chặt lấy huyết vân, nhanh như thiểm điện mà bay ngược theo đường cũ, khiến cho Hàn Lập ngơ ngác không thôi, vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hiểu gì hết, chỉ có thể ngập ngừng đem Kim Khô Lâu đầu cùng, với vệt sáng màu vàng hóa thành hai đạo phù lục, dễ dàng thu vào trong tay sau đó dõi mắt nhìn về hướng vị thiếu chủ quỷ linh môn đang từ từ rời xa mất hút bóng dáng không biết thế nào mới tốt bảo hắn đuổi theo sao hình như vẫn chưa có gan lớn như vậy bất quá nghe tiếng rít từ từ nhỏ dần của đối phương hàn lập tức thì hiểu ra điều gì đó vội vàng thúc giục thần phong châu thay đổi phương hướng biến mất ở chân trời không lâu sau đó hàn lập vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh sau khi suy nghĩ kỹ càng mới cực kỳ hối hận hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về đối phương đã trúng độc mà lại là mặc dao chi độc kỳ độc vô bì toàn bộ việc này bắt nguồn từ việc đối phương cả gan đem một lượng lớn độc vụ do thanh hỏa trướng phóng ra hấp thu vào trong huyết vân một ít mê vụ này trong lúc tế luyện có thể dựa theo yêu cầu của hắn đem đan độc còn sót lại của hắc dao cùng luyện hóa trong đó hôm nay khi một ít mê vụ bị hấp thu thì huyết vân cũng có một lượng lớn độc tố trong lúc phi độn truy đuổi hàn lập khẳng định là lúc bị vị thiếu môn chủ này vận công một lần nữa đã hấp thu vào trong người, vì vậy, hắn làm sao có thể không trúng độc, sau đó kinh hoàng rút lui. Hàn Lập càng nghĩ, trong lòng càng cực kỳ hối hận, càng nghĩ lại chuyện hôm nay, khẳng định là não của hắn có bệnh rồi. Một cơ hội thật tốt để chém giết cường địch, đoạt được càng nhiều bảo vật trên người đối phương thì lại dương mắt bỏ lỡ, điều này thật khiến Hàn Lập có chút buồn bực, bất quá, đối phương vì sao cả Kim Khô lâu đầu là một bảo lợi hại như vậy mà cũng không thu lại mà người đã chạy mất tiêu hắn vẫn có chút không hiểu. Hàn Lập không biết, gã đó cũng thận trọng vô cùng, Quỷ Linh môn thiếu chủ thấy tình thế bất diệu liền co giò chạy mất, lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói. Mà ở bên hắn chính là hai kết bàn, tu sĩ huynh đệ họ Lý đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực. Thì ra, Vương Thiền cuống cuồng chạy về được một đoạn đường thì gặp phải hai vị Quỷ Linh môn, trưởng lão này, người đã bắt chọn lưới tu sĩ của bảy phái khác. Hai người họ bởi vì hơi không yên tâm cho an toàn của vị thiếu chủ, phải suy nghĩ chu toàn mới tìm được lúc này vừa thấy vương thiền bị trúng độc dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm giúp hắn nhanh chóng bức độc ra mà vị thiếu môn chủ mà độc tính mới được giải này cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao mình trúng độc nhưng hắn đem hành động vô ý của hàn lập biến thành việc cố ý xếp đặt cạm bẫy để lừa hắn điều này làm cho vương thiền một kẻ trước giờ chưa từng nếm mùi thất bại như vậy hận hàn lập đến thấu xương còn xem hắn là kình địch đã có hai cách nghĩ này vương thiền có hơi không cam tâm bỏ qua không thèm quan tâm đến thân thể vẫn còn hơi yếu nhược một lần nữa theo phương hướng ban đầu đem theo hai lão già điên cuồng truy đuổi mấy trăm dặm nữa sau đó lại vẫn trắng tay quay về nhưng nỗi niềm ảo não trong lòng lại y như một cái xương cá vĩnh viễn nghẹn trong tim về cái phù bảo kim khô đầu kia bởi vì đối phương đã cầm tức thời không cách gì thu lại được nên không thể không từ bỏ hắn ngược lại không để tâm lắm rốt cuộc đã sử dụng nhiều lần ước tính pháp khí đã chóng hết uy năng tuy bị hàn lập lấy đi cùng lắm là dùng một hai lần nữa thôi cũng không phải là hữu dụng lắm nhưng việc càng khiến hắn lửa phun ba trượng ý nói dẫn đến nỗi phun ra lửa chính là vừa mới về tới đỉnh núi có sắp xếp mai phục thì có một tên quỷ linh vệ bẩm cáo với hắn là một nhóm người thuộc hợp hoan tông trong ma đạo lục tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng tuy không có người thương vong nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi rồi xem kiểu dung xuất chúng như vậy của người lãnh đạo thì chính là điền bất khuyết con trai thứ hai của tông chủ hợp hoan tông một nhân vật độc ác sau hắn một đời thanh danh chắc chắc không dưới hắn sau khi nghe tin này, Vương Thiền tuy bề ngoài mục quanh chỉ hơi âm trầm một chút, nhưng trên thực tế trong lòng lại tự hồ như có cảm giác ói máu. Hàn Lập và Điền Bất Khuyết, hai kẻ này coi như đã có tên trong danh sách cần phải giết của Vương Thiền. Đi, nói cho Yến gia lão tổ, lập tức bắt đầu rút lui. Một hồi lâu sau đó, Vương Thiền thở ra một hơi dài, rốt cuộc lạnh như băng, nói. Mà lúc này Hàn Lập một chút cũng không dám chậm trễ, một mạch bay trở lại Hoàng Phong Cốc, nhưng giữa đường lại chạm mặt một nhóm tu sĩ của hóa đao ổ và yểm nguyệt tông đang lố nhố đi ra sau đó dưới tuyên bố của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cầm đầu hắn bất ngờ bị điều động đi chương 263, thực lực hàn lập nhìn đi nhìn lại tờ khả trưng điệu du lịch đệ ý chỉ có thể điều động các đệ tử đang du lịch trên tay do trưởng môn các phái ký tên mà trong lòng cực kỳ buồn bực trưng điệu lệnh chắc là thật chứ không phải giả bởi vì linh huy kia đại biểu cho trưởng môn một phái cái đó không thể nào làm giả được nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tổng sự như vậy. Từ miệng đối phương, Hàn Lập đã biết được tin tức ma đạo lục tông xâm nhập, biết một trường đại kiếp tu tiên giới của Việt Quốc khó tránh khỏi. Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt Quốc thất phái có thể vượt qua cửa ải này hay không, nhưng trong đó những tu tiên giả sẽ bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn hàng vạn, ngay cả tu sĩ kết bàn kỳ cùng sợ là không ít người phải bàn toái nhân vong. Vì vậy vừa hay tin tức kinh người này, việc Hàn Lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ ngay lập tức rồi bế quang 10 năm không ra bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là một hy vọng hão huyền mà thôi. Thân là một đệ tử của thất phái, làm gì có thể dễ dàng thoát thân khỏi cuộc trường đại sát phạt này. Hàn Lập đang nghĩ ngợi, vị nam tu sĩ yểm nguyện môn, trước mặt người đã tuyên bố hắn đã bị trưng điệu lúc này mặt mày tươi cười nói, vị sư đệ này phải chăng đã xem rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh và nơi tu luyện không, chúng ta sau này còn cần phải hợp tác nhiều. Hàn Lập định thần, nhìn tới nhìn lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn, trong đó trúc cơ hậu kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử luyện khí kỳ mà thôi, khiến cho Hàn Lập an tâm một chút, ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có độ khó cao gì. Nghĩ đến đây, Hàn Lập ôm quyền nói, Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, trúc cơ sơ kỳ. Tuy cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, tu vị của nhau chỉ liếc một cái là biết. Nhưng về việc lễ mạo, Hàn Lập vẫn phải thật thà nói ra, dù gì đối phương có thể là trúc cơ hậu kỳ, tu vị so với hắn có thể cao hơn không chỉ một điểm hay nửa điểm hắn thật không muốn tùy tiện đắc tội với đối phương nhưng ngay sau đó hàn lập có chút nghi hoặc hỏi huynh đài làm sao khẳng định thân phận của tại hạ không có vấn đề trực tiếp chặn đường tại hạ mà đưa ra trưng điệu lệnh không phải chỉ dựa vào bộ y phục của hoàng phong cốc chứ hàn lập lúc đầu nhìn thấy đội tu sĩ của hóa đao ổ và yểm nguyệt tông vốn là muốn đổi hướng tránh xa cho nhanh nhưng không ngờ gã này cực kỳ tinh mắt vừa lóe vài cái đã chặn đường rồi tuyên bố trưng điệu mình ha ha lần trước trong huyết sắc thí nghiệm Tại Hạ đã gặp qua sư đệ một lần, không ngờ vài năm không gặp, Hàn sư đệ đã thành công đến chúc cơ kỳ, đây chính là một chuyện đáng chúc mừng. Vị nam tử Yểm Nguyệt Tông khoảng ba mươi mấy tuổi khẽ cười, nói ra một câu làm Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ. "Các hạ." Hàn Lập bị đối phương nói như vậy, mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp lúc huyết sắc thí nghiệm. Tại Hạ tuyên nhạc, là một vị đối ngoại quản sự của Yểm Nguyệt Tông. Lần trước, lúc ta theo nghe thường sư thúc dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kiệt tác làm người ta sửng sốt của hàn lập sư đệ lúc đó nam tử cười nhẹ một tiếng nói ra đầy thâm ý lúc này hàn lập mới giật mình nhớ ra người này không ai khác chính là một trong bốn trúc cơ lĩnh đội của yểm nguyệt tông chỉ là hắn lúc đó đã không cách nào lưu ý rồi vì vậy ấn tượng hơi mơ hồ nhưng hàn lập nghĩ lại vừa nghĩ tới đã giật mình năm ấy chỉ bất quá vội vàng thoáng gặp mà người này đã lâu như vậy vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra mình thật hơi khó tin tại hạ biết hàn sư đệ đang vội vàng lên đi đường thế này khẳng định có một chuyện gấp nào khác nhưng nhân thủ cho nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự không đủ đành phải nhờ sư đệ có thể hiệp trợ một tay tuyên nhạc dùng lời lẽ rất khách khi nói nhưng hàn lập nghe lời này khoái miệng giật giật một chốc không thể không cười khổ muốn nói ngươi là một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại còn đưa trưng điệu lệnh ra ta có muốn không nghe cũng không được a à. sợ là lời này vừa nói thì sẽ bị chụp một cái mũ kháng lệnh bất tùng Ý chỉ kháng cự không phục tùng mệnh lệnh. Hàn Lập nghĩ như vậy, lại nhìn tới nhìn lui ba vị trúc cơ kỳ tu sĩ còn lại ở phía sau tuyên nhạc, chỉ đành miễn cưỡng đáp lời, "Tuyên sư huynh đã nói như vậy, Hàn Lập dĩ nhiên tuân mệnh." "Bất quá, tại hạ còn có một yếu sự phải bẩm rõ với bổn môn trưởng môn, mong Tuyên sư hung phái người đưa tin là được." Tiếp theo, Hàn Lập bèn đem toàn bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo, dành mạch chi tiết nói ra hết, còn chuyện mình làm sao thoát thân thì Hàn Lập đương nhiên chỉ nói lướt qua mơ hồ mà thôi nhưng chỉ như vậy cũng khiến đám người tuyên nhạc nghe mà sợ sắm mặt bọn họ vội vàng phái hai đệ tử luyện khí kỳ tách ra đi trước để đưa tin cho các phái sau đó với thần sắc có chút khó coi tiếp tục dẫn hàn lập lên đường dựa vào thực lực của bọn họ dù cho biết do yến gia và ma đạo cấu kết với nhau cũng không dám hưng binh hỏi tội đi cứu người chỉ đành đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ý chỉ chuyện khó khăn giao cho những người khác được bảy đại phái phái đi đương nhiên tính xác thật của tin tức này của hàn lập vẫn cần người phía sau đi nghiệm chứng một lần mới được. Trên đường đi, Hàn Lập cuối cùng từ miệng hắn biết được nhiệm vụ của chuyến đi lần này chính là đi tăng cường cho một linh mạch có trữ lượng khá lớn, cảnh vệ vốn có căn bản không đủ để chống đỡ tập kích bất ngờ của một tiểu đội ma đạo tu sĩ. Biết nhiệm vụ không phải đi làm thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong ma đạo lục tông, Hàn Lập cuối cùng thở nhẹ một hơi. Kỳ thật, cứ cho là có thể trở về đến Hoàng Phong Cốc, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị phái đi mà nhiệm vụ được nhận chưa hẳn là tốt hơn cái này nhiệm vụ này tuy vẫn có chút nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận một chút khả năng có thể toàn thân trở về vẫn rất lớn dầu gì linh thạch khoáng này của bọn họ chỉ một cái lớn cỡ mười mấy tòa đối phương nếu muốn đánh lén khoáng nguyên của bảy phái sợ cũng là cũng muốn tìm trước mấy tòa lớn nhất hạ thủ rồi mới nói hàn lập nghĩ như vậy cảm giác đối lập trong lòng tự nhiên tiêu biến trong mấy ngày sau đó cùng với mấy đám tuyên nhạc tu sĩ quen biết thêm không ít sau mấy ngày đội tu sĩ bọn họ rốt cuộc đã đến một hoa nguyên rộng lớn trong lãnh nội Việt Quốc. Linh thạch khoáng đó chính là ở trong một hiệp cốc khe núi, lớn sâu đến hơn trăm trượng ở trong hoa nguyên. Một nhóm người theo lệnh của tuyên nhạc, lập tức bay vào trong hiệp cốc bị trận pháp che phủ, đồng thời, từ nơi này một số tu sĩ của bảy phái cũng bay ra phía trước để đón bọn họ. Thủ vệ thủ lĩnh có ở Linh khoáng nguyên là một lão già trúc cơ, sơ kỳ niên kỷ không nhỏ, thuộc thiên khuyết bảo. Năm sáu người khác chỉ ở trình độ luyện khí kỳ. Lực lượng thủ vệ bạc nhược, như vậy, hèn chi cấp trên của bảy phái ruột nóng như lửa đốt như vậy, phái nhân thủ chi viện. Một lão già tự xưng là từ hưng cho bọn họ vào trong một giao động, nhà hầm, hang khoét vào vách núi làm chỗ ở của người vùng cao nguyên hoàng thổ Tây Bắc Trung Quốc, theo từ điển Hán Việt, của viện ngôn ngữ học rất lớn trong hiệp cốc, trong đó đám người Hàn Lập, nghe hắn tường thuật một lần tình hình chi tiết của Linh Thạch Khoáng. Sau đó, tuyên nhạc bố trí việc phòng thủ như sấm rền gió cuốn, ý chỉ, nhanh chóng, nghiêm chỉnh, hắn lấy ra mười mấy trận kỳ và trận bàn để chúng tu sĩ tại hạ phương của ảo trận lại bộ trí thêm một tứ sát trận có khả năng công kích lẫn phòng thủ rồi đem bọn hàn lập chia thành mấy tổ luân phiên đi tuần cảnh giới khu vực gần linh khoáng để tránh có ngoại địch đánh lén tu sĩ nào không trong phiên trực thì có thể xếp bằng tu luyện pháp lực hàn lập rất vừa lòng với cách an bài của tuyên nhạc như vậy thì hắn sẽ có thời gian bù đắp cho những sơ hở thực lực cho tốt sau khi trải qua trận quyết đấu với quỷ linh môn thiếu chủ hàn lập rõ ràng đã cảm thấy phương pháp trước đây dựa vào thân pháp nhanh nhẹn và mưu lược để khắc chế địch tạo thành thắng lợi căn bản không đủ để ứng phó với sự tranh lệch rất lớn về thực lực đụng phải nhân vật lợi hại giống như quỷ linh môn thiếu chủ những gì trước đây hắn dằn lòng tự kiềm chế toàn bộ điều hiện rõ là mờ nhạt vô lực ngay cả pháp bảo mà hắn gửi chọn niềm hy vọng lớn lao cũng suýt chút nữa bị đối phương nhất tay một cái đã lấy đi rồi không thể lại xuất hiện hiệu quả kỳ diệu có tiếng nói cuối cùng như trước nếu như không phải độc vân của thanh hỏa trướng vô tình phát huy công hiệu chỉ sợ là hắn sớm đã chôn xương dưới Hoàng Sơn rồi, thậm chí ngay cả hồn phách cũng có thể bị đối phương lấy đi để chịu trăm lần tra tấn. Chỉ nghĩ tới kết quả đáng sợ sống không bằng chết này, Hàn Lập cảm thấy trong lòng lạnh căm căm, hàn khí cứ tuôn ra. Đối với huyết linh đại pháp đỉnh giai bí pháp này của ma đạo, Hàn Lập đã nảy sinh một cảm giác vô cùng sợ hãi. Hắn biết rất rõ, nếu như gặp lại vị quỷ linh môn thiếu chủ đó, hắn sợ là chỉ có nước thúc thủ chịu chết dưới bí pháp của đối phương mà thanh nguyên kiếm quyết không tu luyện đến kết đan kỳ thì căn bản không đủ thần thông đánh ngang tay với đối phương mà khi ma đạo lục tông này xâm nhập việt quốc trong thời kỳ hỗn loạn lúc thất đại phái vùng dậy phản kích sợ là việc tu tiên giả đánh sáp lá cà là chuyện cơm bữa trong thời kỳ như vậy việc trường sinh tự hồ đã biến thành thứ yếu ngược lại việc nhanh chóng gia tăng thực lực để bản thân trong lúc loạn động có thể bảo toàn tính mệnh đã trở thành mục đích quan trọng nhất như vậy trình tự tiến hành tu luyện theo kế hoạch ban đầu của hắn bắt buộc phải thay đổi Thanh Nguyên kiếm quyết tạm thời phải để đấy, mà lên kế hoạch trước hết tu luyện đại diễn quyết, có thể gia tăng thực lực rất nhiều. Sau khi biết qua tính bá đạo của cơ quan khôi lỗi, Hàn Lập tin tưởng rằng, tuy chỉ luyện thành một tầng của đại diễn quyết, cũng đủ để cho hắn có sức tự bảo vệ nhất định, dù gì trên người hắn hiện đã có sẵn mười mấy cơ quan khôi lỗi. Đương nhiên kinh nghiệm thực tế về khôi lỗi thì hắn cũng phải nghiên cứu một chút, hy vọng trong thời gian ngắn có thể chế tạo một vài cơ quan khôi lỗi đơn giản, như vậy đại diễn quyết mới có thể trở thành một cách bảo trì sức chiến đấu cho một chút cơ kỳ như hắn. Suy đi nghĩ lại mấy lần, Hàn Lập cảm thấy quyết định này của mình không sai, ngoài giờ luân phiên trực, những lúc khác đều tu luyện đại diễn quyết. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng một ít tài liệu đơn giản có trong tay, bắt đầu thử chế tác sơ cấp cơ quan thú, một loại chỉ biết nhảy lên cắn, giống như con rối đồ chơi. Chương 264, cơ quan khôi lỗi và đại diễn quyết. Trên hoang nguyên, một con thần lằn dài mấy xích, một xích một trên 3 mét, thập thò trèo ra từ trong một khối phong hóa, chuẩn bị bắt đầu buổi đi săn cho ngày mới nhưng lúc nó vừa mới leo ra khỏi ổ rời khỏi nham thạch mới có mấy trượng đột nhiên một quái vật màu vàng dài hơn trượng một trượng ba một trên ba mét bỗng phóng ra từ trong một bên cát cùng một lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác vồ chúng con thằn lằn thong thả nghiến đứt cổ sau đó ngậm thi thể cấp tốc chạy điên cuồng về một phương hướng nào đó bốn móng vuốt cái đuôi dài và cái lưỡi nhọn của quái thú này xem ra cũng giống một con thằn lằn khổng lồ chỉ là toàn thân nó trên dưới cứng ngắc lúc chạy vẫn phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch, thì ra là một món đồ chơi bằng máy. Con quái thú này chạy rất nhanh qua hơn một dặm, đến bên cạnh một người mặc áo vàng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá phẳng, sau đó đem thi thể vứt bên cạnh người này, rồi lại chạy đi. Người áo vàng sắc mặt không đổi, không hề kinh ngạc. Hắn thong thả ngoắt tay một cái, thi thể của con thằn lằn kia bay lên phía trước người, lơ lửng cách mặt đất mấy xích một xích một trên ba mét, bất động. Tiếp đó, người áo vàng chỉ ngón tay trò điểm nhẹ lên đầu thằn lằn trong miệng lầm rầm niệm chú một lát sau ngón tay trỏ đang chỉ ra từ từ sáng lên phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt trong tính niệm chú bạch quang càng ngày càng sáng dần dần có cảm giác sáng trói mắt tật người áo vàng nhìn thấy hỏa hầu hơi quá rồi trầm giọng gầm một tiếng bạch quang trên ngón tay nhiên bắn ra một tia màu trắng từ đầu ngón tay chốc lát đã xuyên vào sâu trong sọ của con thằn lằn sau đó người áo vàng chậm chậm xé về phía sau một cách khó nhọc thần tình khẩn trương mà lại còn cẩn thận đến cực điểm Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm cẩn thận của người áo vàng, tia sáng trắng, từ trên thi thể con thằn lằn đã chết hút ra một quang cầu màu xanh lục, nó nhẹ lâng lâng, chỉ lớn bằng ngón tay cái. Người áo vàng nhìn thấy thế, như là thu hoạch được bảo vật to lớn. Tay còn lại chợt sáng, một cái bình ngọc nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo phốc một tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra mấy tia sáng, đem quang cầu màu xanh lục cuốn lại rồi hút vào trong. Lúc này, người áo vàng mới như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, rồi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, có thể thấy lần cử động vừa rồi chắc chắn đã hao phí không ít tinh lực của hắn. Khiên hồn thuật này, thật là không phải chuyện mà chút cơ sơ kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thi triển, sát suất có thể thành công cũng quá thấp, ba bốn lần thi triển pháp thuật mới có thể thành công một lần. Xem ra cả ngày hôm nay đều phải ngâm ở trong đây rồi, người áo vàng nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, lẩm nhẩm tự nói, trên mặt hiện ra vẻ không còn chọn lựa nào khác. Người này chính là Hàn Lập đang học và luyện đại diễn quyết. Lý do tại sao hắn xuất hiện tại hoang mạc cách linh thạch khoáng gần trăm dặm này, chính là giống y như sự việc đã làm trước mặt, đó là đang thu thập hồn phách của vài động vật. Cái việc mà thông thường chỉ có người của Ma đạo mới biết làm lại xuất hiện trên người Hàn Lập, hoàn toàn bởi vì hắn nghiên cứu khôi lỗi chân kinh. Vốn dĩ, sau khi nghiên cứu sơ bộ về khôi lỗi luyện chế thuật, Hàn Lập phát hiện luyện chế khôi lỗi không chỉ cần một vài tài liệu dùng để luyện chế pháp khí thông thường, mà còn cần một vài hồn phách của sinh linh và tài liệu hòa chung để luyện mới có thể chân chính đại công có thành. Nếu không những khối lỗi chế tác ra sẽ không có linh tính gì hết, so với mấy con rối đồ chơi thông thường cũng không khác biệt gì. Khối lỗi đẳng cấp càng cao thì hồn phách dùng trong ngưng luyện càng cường đại càng tốt, như vậy mới có thể phát huy công hiệu của khối lỗi đến cực hạn. Vì lý do này, ở cuối khối lỗi chân kinh còn đính kèm khiên hồn thuật, ngưng hồn thuật, luyện hồn thuật, là ba môn pháp thuật mà người trong ma đạo thường dùng đến. Khiên hồn thuật trong đó chính là một môn pháp thuật đem hồn phách từ trên thi thể dẫn ra mà hàn lập, mới thi triển xong. Pháp thuật này không chỉ uy lực nhỏ, tỷ lệ thành công thấp, mà còn chỉ có thể sử dụng đối với thi thể mới chết không lâu. So sánh với bí pháp của ma đạo chuyên tấn công hồn pháp, thì uy lực có thể nói là kém hơn đến 10 vạn 8 ngàn dặm, bất quá. Điểm tốt duy nhất của pháp thuật này chính là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp, trúc cơ trung kỳ đã có thể sử dụng bình thường đương nhiên chúc cơ sơ kỳ tu sĩ cỡ hàn lập miễn cưỡng cũng có thể vận dụng nhưng tỷ lệ thành công không cao lắm mà ngưng hồn thuật lại là một loại pháp thuật ngưng tụ hồn phách dầu gì thì một hồn phách cường đại chắc chắn không dễ kiếm thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp còn cần mấy cái mười mấy cái thậm chí vài chục cái ngưng hợp cùng với hồn phách nhân tạo cường đại loại hồn phách này tuy không tiện dụng như hồn phách mạnh mẽ bẩm sinh nhưng nhìn chung thì so với sử dụng hồn phách cấp thấp có thể mạnh hơn nhiều bởi vậy, loại pháp thuật này cũng là bắt buộc phải học nếu như muốn nghiên cứu khôi lỗi thuật. Cuối cùng là luyện hồn thuật, giống như tên của nó, là một loại pháp thuật để luyện chế cải tạo hồn phách. Dù gì, muốn dung luyện cùng với khôi lỗi, linh hồn sống thông thường chắc chắn không được, mà là phải được cho qua thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện chế nhất định, mới được. Cơ quan thú gần giống thằn lằn lúc nãy là cơ quan thú thứ nhất, mà Hàn Lập tự tay luyện chế thành công sau khi Hàn Lập tu luyện đại diễn quyết, phân ra được một thần niệm độc lập đầu tiên những hồn phách luyện chế khác cũng chỉ là vài con sóc hắn thuận tay bắt được mà thôi nhưng trước đây hàn lập đã luyện chế thất bại bảy tám lần rồi tỷ suất thành công thật sự không thể nói là cao bao nhiêu lúc hàn lập đem phân thần ký gửi lên người con khôi lỗi này ra lệnh cho nó hành động có một loại cảm giác thật là kỳ diệu vô bì đã không giống cảm giác mơ hồ bất định lúc thao túng pháp khí mà cũng không thật như thao túng chân tay trên thực tế phân thần của hắn và khôi lỗi thú này giống như là quan hệ giữa thượng cấp và bộ hạ hắn vừa có ý nghĩ gì thì khôi lỗi thú liền chiếu theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự cụ thể đối phương hành động ra sao điều này vẫn phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú mà hoàn thành bất quá tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe thấy hàn lập cũng có thể cảm ứng được rõ ràng điều này khiến cho hắn vui mừng ngạc nhiên lần đầu hàn lập thao túng khôi lỗi thú tính ham vui của trẻ con chợt trỗi dậy ngoài sơ cấp khôi lỗi thú mình tự chế tạo ra hắn còn đem mấy cơ quan khôi lỗi thú hơi cao cấp trên người ra đủ nghịch thao túng một phen, làm cho hắn trải qua cơn nghiện chơi rối mà lúc còn nhỏ hắn đã từng mơ tưởng. Trong lúc thao túng mấy con khôi lỗi này hoạt động, Hàn Lập dần dần từ kinh nghiệm phát hiện ra một vài hạn chế của cơ quan khôi lỗi. Trước hết, mấy khôi lỗi này chỉ có thể hoạt động trong phạm vi ba dặm chung quanh hắn, vượt qua cự ly này, mấy cơ quan khôi lỗi liền không cách gì chuyển động, mà phân thần cũng sẽ không bay về. Hàn Lập đoán là điều này phải có liên quan đến cự ly cực hạn mà phân thần của hắn có thể trở về chủ thể đợi đến khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên thần cao hơn điều này còn có thể cải thiện thêm nhưng khiếm khuyết tiếp theo lại là điểm không hoàn thiện của bản thân khôi lỗi thuật không có cách gì bổ khuyết được chính là những khôi lỗi này có một khoảng thời gian chậm trễ giữa lúc tiếp thu mệnh lệnh và lúc hành động không có cách gì tùy tâm mà động điều này trong lúc chiến đấu thật sự rất có thể sẽ bị đối thủ xoáy vào khoảng trống này mặc dù có hai khiếm khuyết như vậy khôi lỗi thuật này cũng vẫn là không phải là đồ bỏ chỉ cần phân ra thêm vài thần niệm, luyện thành tầng thứ nhất của đại diễn quyết, là đủ để sánh ngang với sự lợi hại của trúc cơ kỳ. Dầu gì bên mình có thêm mười mấy, mấy trợ thủ, tuy chỉ có trình độ luyện khí kỳ nhưng cũng dư sức cho hắn tự bảo vệ. Điều cơ bản nhất chính là, lúc hắn bị quỷ linh môn thiếu chủ kia vây khốn lần nữa, thì cũng không sợ đại quân huyết quỷ trùng trùng điệp điệp của đối phương vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp thấp chỉ tiêu hao chỉ tiêu hao linh thạch cấp thấp thôi. Chỉ có cự hổ khôi lỗi mà tên Hoàng Long của Thiên Trúc giáo cưỡi, do uy lực quá lớn, nên mới tiêu hao đến trung giai linh thạch. Bất quá hàn lập ước tính, đó chắc chắn có lẽ là một khôi lỗi thú trên cấp 3, ngay cả hộ cháo của mấy tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ phóng ra, cũng không dám đỡ liền hai lượt công kích, có thể thấy sự khủng bố của uy lực đó. Chỉ tiếc là, khôi lỗi này bị vị lôi sư bá của mình dùng pháp bảo đánh thành cho bụi. Nếu không, nếu lọt vào tay thì nhất định là một sát thủ giản, sắt bén vô bì. Vừa nghĩ đến điểm tốt của cự hồ khôi lỗi đó, Hàn Lập liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Đối với việc luyện chế cơ quan khôi lỗi này càng để tâm hơn. Rốt cuộc, sau khi luyện chế ra mấy chục cỗ cơ quan khôi lỗi sơ cấp, Hàn Lập quyết định sẽ thử chế luyện khôi lỗi cấp 2. Hồi trước hắn cũng đã thấy qua, chính là khôi lỗi chiến đấu chủ đạo mà đám người Thiên Tú giáo sử dụng. Chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp này cũng chế luyện được, thì từ dày về sau không cần phải sợ tiêu hao khôi lỗi nữa. Nhưng luyện chế khôi lỗi cấp 2 có lẽ không thể dùng đồng nát sắt vụng làm nguyên liệu, như trước được tất cả những tài liệu khác tựa hồ như cùng đẳng cấp với một kiện thượng giai pháp khí đặc biệt là một lượng lớn thiết mộc mấy trăm năm trở thành nguyên liệu chủ yếu để luyện chế có lẽ phải tốn kém không ít kỳ thật nếu như hàn lập đang ở trong động phủ của mình thì trồng vài cây thiết mộc có niên phận căn bản không thành vấn đề nhưng hiện giờ trên người có nhiệm vụ hàn lập chỉ có thể bấm bụng kêu mấy người ở chợ xa thu thập nhiều nhiều đem qua cho hắn bây giờ tài liệu có rồi nhưng còn phải thu thập hồn phách thích hợp dầu gì hồn phách của sóc vàng thường gặp nhất và có nhiều nhất trong hiệp cốc, mà hắn dùng lúc trước thật sự quá yếu, dù ngưng hợp lại một khối cùng không có để thăng được rõ rệt lắm. Vì vậy Hàn Lập mới nhắm đến kẻ thù tự nhiên của giống sóc vàng, chính là thằn lằn ở Hoang Nguyên. Lúc này Hàn Lập đã trải qua 3-4 tháng khổ luyện trước, sau đã phân ra mấy thần niệm. Sau đó hắn dùng mấy phân thần này thao túng mấy con khôi lỗi thú cấp thấp, khắp nơi trên toàn Hoang Nguyên càn quét xào huyệt của thằn lằn. Việc này chỉ mới mở màn thôi, Hàn lập đem cái bình nhỏ đang chứa hồn phách của thần làn xong, rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, từ từ nuôi lớn nguyên thần của bản thân. Đại diễn quyết này mới là điểm mấu chốt của việc vận dụng khôi lỗi thuật. Hàn lập nào dám lơ là, nhưng phải nói, đại diễn quyết thật không thể là chấn giáo pháp quyết của thiên trúc giáo. So với đại diễn quyết, thì bí pháp phân thần bình thường đơn giản là không đáng nói đến. Bí thuật phân thần bình thường đều chỉ bất quá là đem thần niệm vốn có biến thành cứng rắn, tách ra một bộ phận nhỏ mà thôi có thể chia ra bao nhiêu thần niệm hoàn toàn phải xem mức độ cường đại của nguyên thần của mỗi người, mà xác định không có cách nào cải biến thêm sau đó. Mà đại diễn quyết vừa khéo bổ sung cho chỗ đáng tiếc trên phương diện này. Sau khi trải qua tu luyện, hắn có thể đem nguyên thần vốn có từ từ nuôi lớn, đủ để mạnh bằng những tu sĩ có nguyên thần thiên phú cường đại dị thường. Mà những phương pháp phân liệt thần niệm khác đã dùng cũng an toàn thuận lợi hơn nhiều so với phương pháp thông thường, có thể khiến cho thần niệm chia ra càng nhỏ càng nhiều hơn, mà không trở ngại nguyên thần như thường. So sánh với điều này, hèn gì người thiên trúc giáo xem đại diễn quyết như căn bản lập giáo, mà Lâm Sư Huynh lúc nào cũng nhớ mãi không quên ba tầng khẩu quyết phía sau. mươi 265, Chiến Huống Chiếu theo những gì nói trong đại diễn quyết, sau khi luyện thành tầng thứ nhất, nguyên thần liền có thể thần niệm không thành vấn đề. Đến tầng thứ hai thì có thể chi ra trên trăm cái, tầng thứ ba thì giống như Lâm Sư Huynh, có thể phân thần hơn mấy trăm cái. Vừa nghĩ đến tầng thứ ba, tình hình đồng thời khống chế mấy trăm cơ quan khôi lỗi tranh đấu với người, bản thân Hàn Lập cũng cảm thấy thật sự có hơi biến thái. Bất quá cái biến thái này, theo ước tính của Hàn Lập cũng chỉ có thể đánh ngang tay với trúc cơ kỳ thôi. Sau khi đến kết bàn kỳ, trừ phi có thể luyện chế ra mấy trăm khôi lỗi cấp 3 trở lên có trình độ, bằng trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không khống chế được nhiều hơn, cũng không thể chịu được một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Tình hình bữa đó tên mập họ lôi quét sạch mấy trăm khôi lỗi cấp 2, của Thiên Trúc giáo, chính hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng a, à, luyện chế khôi lỗi cấp 2 đã cần dùng tài liệu của thượng giai pháp khí rồi, vậy luyện chế khôi lỗi cấp cao hơn nữa thì có lẽ tối thiểu phải cần tài liệu của đỉnh đỉnh giai pháp khí mới được, bởi vì vậy, tu sĩ kết đan kỳ nào tu luyện khôi lỗi thuật, muốn dùng lực áp chế những tu sĩ kết đan kỳ khác giống như trúc cơ kỳ, tối thiểu cần mấy trăm đỉnh giai pháp khí tài liệu, điều này khiến cho Hàn Lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời, càng không phải nói trong đó những tài liệu luyện chế thất bại lãng phí và mấy trăm hồn phách cường đại căn bản, không đâu tìm được. Đây sợ cũng là thiên trúc giáo khôi lỗi thuật, hiếm có người biết nguyên nhân chủ yếu. Dầu gì, thực lực của một môn phái vẫn là, ước lượng dựa trên có bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ. Thiên trúc giáo trên phương diện hơn thua về tu sĩ kết đan, kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác, trúc cơ kỳ đệ tử trong giáo tuy lợi hại, nhưng vẫn chỉ có thể du rú ở một phương, xưng bá một nơi mà thôi đương nhiên những điều này chỉ là do hàn lập suy đoán sau khi tu luyện đại diễn quyết và khôi lỗi thuật mà thôi nhưng khôi lỗi thuật có thể giúp cho thực lực trúc cơ kỳ của hàn lập được tăng thêm nhiều điều này không hề giả bởi vậy bây giờ hàn lập mới không màng đến thị phi sau này dầu gì trận đại chiến này động chạm đến tu tiên giới của mấy nước này mới bắt đầu thôi chẳng bao lâu sau khi hàn lập đến phòng thủ linh khoáng này một trận đại chiến đánh lén và mai phục giữa ma đạo lục tông và việt quốc thất phái ở một hoang sơn hẻo lánh đã triển khai tình hình cụ thể Lúc này Hàn Lập đã dần dần biết được, thì ra Linh Thú Sơn, trong thất phái không ngờ lại vốn là một phân nhánh của Ma đạo Ngự Linh Tông, là mấy nghìn năm trước người trong Ma đạo, trước đó đã ngầm chôn ở Việt Quốc một tiềm phục âm trang. Lục Tông lần này xâm nhập thất phái, cái phục bút, Đoạn Văn trước gài ý cho Đoạn Văn sau này dĩ nhiên cần phải khởi dụng rồi, Ma đạo hy vọng có thể dẫn đến kỳ hiệu giống như lúc trước nhất cử đã nắm được Khương Quốc và Sa Kỵ Quốc. Nhưng ai biết được lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn, khi truyền thừa mấy ngàn năm nay đã sớm không muốn tự nhận mình là một phần của ngự linh tông càng không muốn trên đầu mình bỗng đâu lại lòi ra một thái thượng hoàng kết quả là sau khi cùng lục phái khác qua lại tin tức một chặp bèn không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho người trong ma đạo tin thật mà phái người đến đánh lén một cứ điểm của tu sĩ thất phái mấy ngàn tu sĩ đánh lén ở giữa đường thì bị tu sĩ của thất phái đã mai phục sẵn dựa vào ưu thế tuyệt đối đón đầu tấn công một trận khiến cho người của ma đạo bị thua một vố không nhỏ thậm chí đương trường đã tử chiến hai tu sĩ kết đan kỳ cú đánh thẳng vào đầu ma đạo, lục tông này tự nhiên khiến cho người trong thất phái ăn mừng không thôi, sĩ khí đại trấn. Mà ma đạo lục tông thì thẹn quá hóa giận, đã tấn công trên quy mô lớn. Thất phái cũng không chịu kém, dàn trận thế để đón đòn tấn công. Song phương ở ranh giới của Việt quốc với Khương quốc và Sa Kỵ quốc đại chiến liên tục 10 trận, tu sĩ tử thương đã vượt xa hơn vạn rồi. Ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận 7-8 người, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Tu sĩ đến vận chuyển linh thạch hôm đó, lúc tường thuật lại cho bọn họ vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ không thôi, khiến cho Hàn Lập và những tu sĩ khác có mặt ở đó đều cực kỳ kinh tâm, thầm tự chúc mình may mắn không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô như thế. Chỉ cần thấy, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng chết trận nhiều như vậy, thì có thể tưởng tượng tràng cảnh đó đáng sợ biết bao nhiêu, bất quá, ma đạo lục tông không thể là một trong hai đại thế lực của khu vực thiên nam, thực lực thật sự mạnh, tu tiên giới của Việt Quốc không thể sánh bằng. Sau 7-8 trận đánh nhau, Thất phái dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không xuể rồi. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình đã có bố trí mấy cấm chế đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà dựa thế hiểm yếu ngoan cố chống cự, thì sợ là đã sớm không đánh lại thua te tua rồi. Nhưng cho dù như vậy, thất phái cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu nữa. Nhưng chính vào thời khắc Việt quốc đang hết sức nguy cấp, ứng lời mời gọi của Việt quốc, những người tu tiên của những quốc gia lân cận Việt quốc như Nguyên Vũ quốc, Tử Kim quốc vân vân, cuối cùng cũng đã gấp rút đến chi viện. Từ đầu, thất phái trước khi khai chiến với Ma đạo Lục tông thì sớm đã biết rõ, nên phái người giỏi ăn khéo nói làm sứ giả đưa tin đến hai nước kia cầu viện. Những môn phái tu tiên của hai nước vừa nhận được tin này, tự nhiên cũng lo sợ Ma đạo mà nắm được Việt quốc thì bọn họ hai nước cũng sẽ bị nuốt trọn giống như vậy. Không cần sứ giả đưa tin phí lời cầu viện, đã vì cùng căm thù một kẻ địch chung, mà tập hợp đại bộ phận tu sĩ của hai nước, đêm hôm trước đến chi viện. Có thêm của tu sĩ hai nước gia nhập, thực lực việt quốc và ma đại lục tông coi như không tranh lệch mấy thất phái dựa vào uy lực của đại trận phòng thủ vẫn cứng rắn tiếp thế công của ma đạo vì thế cho nên ý đồ của ma đạo lục tông định đánh một hơi hạ luôn việt quốc tự nhiên bị phá vỡ tranh đấu giữa song phương dấn vào bế tắc biến thành tiêu hao chiến ý chỉ đánh cho đối phương tiêu hao sức lực dần dần xem ai cố được lâu hơn vì vậy mà trận chiến lớn ít đi nhưng trận đánh bất ngờ quy mô nhỏ tại hậu phương của việt quốc và ma đạo lục tông không hẹn mà cùng tăng nhiều hơn đặc biệt một vài nơi sản xuất nguyên liệu và linh thạch càng là mục tiêu đánh úp chủ yếu của thất phái và ma đạo nhưng mỏ linh thạch khoáng này của hàn lập không biết có phải là do cách biên giới giao chiến quá xa không mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng hứng chịu sự quấy nhiễu của đối phương điều này không thể không nói là một kỳ tích phải biết những linh thạch khoáng quy mô tương đương đều đã bị đánh lén ba bốn lần rồi nhưng càng như vậy thì người trong thất phái càng có chút không an tâm về nơi này nửa tháng trước lại phái một đội hai mươi tu sĩ đến tri viện người đứng đầu là một tu sĩ linh thú sơn trúc cơ hậu kỳ. Bởi vậy, phòng ngự của linh khoáng dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Lập lại từ trong cảm ứng được một loại cảm giác sơn vũ dục lai, sơn vũ dục lai phong mãn lầu, một câu thơ trong bài Hàm Dương thành đông lầu của Hứa Hồn đời đường, Trung Quốc. Nghĩa của câu thơ là mưa núi sắp tới, gió đã đẩy lầu. Nay được dùng để hình dung bầu không khí căng thẳng trước khi cuộc xung đột, cuộc chiến tranh xảy ra theo từ điển Hán Việt của Viện ngôn ngữ học đối với việc tu luyện đại diễn quyết lại càng cần cù hơn nhiều, việc đột phá cự ly tầng thứ nhất đã thấp thoáng có thể trông mong rồi. Bất quá, trong những tu sĩ luyện khí kỳ trong nhóm chi viện thứ hai, Hàn Lập bất ngờ chạm mặt một người quen, đó là hán tử xấu xí Trung Ngô đã từng gặp mặt một lần lúc huyết sắc thí luyện. Trung Ngô cũng đã nhận ra Hàn Lập. Nhưng đối diện với tu vi trúc cơ kỳ ngày nay của Hàn Lập, vẻ mặt người này biến đổi mấy lần, kinh ngạc, đố kỵ, hâm mộ, vân vân, rất nhiều cảm xúc lần lượt lộ ra, thật khiến cho Hàn Lập kinh thán không thôi. Cuối cùng, Trung Ngô cười khổ một lát, mới bước ra phía trước kiến lễ Hàn Lập một cái, hơi không cam tâm kêu một tiếng tiền bối. Mà Hàn Lập cố nhịn cười, nhàn nhạt trả lời một tiếng. Vừa nghĩ đến biểu tình thay đổi năm màu của Trung Ngô lúc đó, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng, trên mặt không thể không ngầm hiểu mà tức cười, mở mắt ra. Lúc này, tâm cảnh của hắn thật sự không thích hợp tiếp tục tu luyện đại diễn quyết, hay là đợi tâm cảnh bình tĩnh lại rồi hãy nói, thời gian trôi qua như bay, trong khi hàn lập non nửa thời gian để luân phiên trực cảnh giới còn lại hơn nửa thời gian dùng để tu luyện đại diễn quyết và chế luyện khôi lỗi thú cũng đã qua một tháng rồi hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được là tầng thứ nhất của đại diễn quyết đã sắp viên mãn rồi điều này làm cho hàn lập vừa bất ngờ vừa vui mừng nói thẳng ra hàn lập bất luận là tu tập ngũ hành đạo pháp hay thanh nguyên kiếm quyết tư chất biểu hiện ra đều là có hơi thấp kém nhưng tu luyện đại diễn quyết này lại cực kỳ thuận lợi không có một tí cảm giác khó tu luyện nào đơn giản có cảm giác thủy đáo cư thành, khi có nước đen thì sẽ thành con kênh. Ý chỉ khi các điều kiện cần thiết đã đủ thì bảo đảm thành công, điều này khiến cho Hàn Lập ngoài hưng phấn ra, trong lòng còn thầm xưng thần kỳ, mà con khôi lỗi thú cấp 2 đầu tiên, sau khi thất bại mười mấy lần, rốt cuộc hai ngày trước đã luyện chế ra. Tuy so với khôi lỗi của đám người thiên tú giáo hơi thô lậu, uy lực cũng cảm giác ít hơn không bằng, nhưng cũng khiến cho Hàn Lập vui mừng hớn hở, chuẩn bị sau khi kêu mấy tu sĩ khác đem vật liệu lại, sẽ chế tác số lượng lớn, nhưng mà hôm nay, ngay lúc Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong tịnh thất, bên ngoài bỗng chuyển đến một tiếng huyết cực kỳ chói tai. Tiếp theo lại có người lớn tiếng hét loạn bên ngoài, không hay rồi, người của ma đạo đến tấn công. Mọi người toàn bộ đi ra, chuẩn bị tiếp chiến. Hàn Lập trong lòng rúng động, sắc mặt trịnh trọng, đi ra khỏi tịnh thất. Lúc này, tu sĩ của thất phái vốn đang tịnh tọa nghỉ ngơi trong thổ động, đều vội vàng đi ra giống Hàn Lập, sau khi đưa nhìn nhau một cái mới lần lượt đi ra khỏi giao động, nhà khoét trên vách núi. Tuyên nhạc, của Yểm Nguyệt Môn và Linh Thú Sơn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Lỗ Thiên Mông, không có biểu hiện gì trên mặt lơ lửng tại hạ phương của tứ sát trận, ngước nhìn lên phía trên của đại hiệp cốc. Mười mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ, thần sắc đều phấp phỏng lo sợ. Nhưng sau khi thấy đám người Hàn Lập lại chi viện, thần tình cuối cùng chấn định rất nhiều. Mà Hàn Lập thuận theo mục quang của đám người tuyên nhạc, phía trên đại hiệp cốc quả nhiên phát hiện tông tích của địch nhân, nhân số tự hộ không nhiều, chỉ có hai ba mươi người. Nhưng Hàn Lập lại rất rõ ràng, đã dám xâm nhập vào sâu trong lòng địch để đánh úp, sợ là những người đến đều là đẳng cấp trúc cơ hậu kỳ, không thể nào có thể đem đám con ghẻ luyện khí kỳ theo. Vì vậy, về mặt thực lực bọn họ vẫn tuyệt đối kém thế hơn. Trận đánh này, sợ là không phải dễ đánh như vậy đâu. Chương 266: Kích đấu. Cho nên dưới sự tiếp đón của tuyên nhạc, Hàn Lập cùng các tu sĩ hướng tứ sát trận bay đến. Yên lặng nhìn chăm chú các hành động của địch nhân. Hàn Lập lúc này mới có thể nhìn kỹ hình dáng của của những tu sĩ ma đạo đó đối phương phần lớn đều mặc quần áo màu hồng và vàng, có vẻ như là tu sĩ của phân trúc nhị phái. Đứng đầu chính là một hồng y nữ tử, cũng một hoàng sam lão giả khoảng 6-70 tuổi. Tu vi của hai người này cũng không hề có gì kinh người, phân biệt là trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đều đang mỉm cười nói với nhau điều gì đó. Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của ma diễm môn với thiên sát tông lữ thiên mông, người đã có kinh nghiệm vài lần giao thủ với ma đạo lục tông lên tiếng nói, tựa hồ rất kiên kỵ với hai tông phái này. Hàn Lập nghe tu sĩ này nói vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, càng cẩn thận hơn. Lúc này, hồng y nữ tử đã đình chỉ nói chuyện, xoay người lại thản nhiên nói điều gì đó. Hàn Lập bởi vì cách bọn họ quá xa nên căn bản không thể nghe rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người theo sau cô gái đồng loạt phi thân tiến, về hạp cốc phía dưới sát trận đi, đến. Cùng lúc đó, hoàng y lão giả liền vung tay lên, nhất thời có 10 hoàng y tu sĩ biến thành 10 đạo hoàng quang bay thẳng, đến đánh úp 4 sát trận. Tuy xuất phát sau nhưng lại có thể đến trước, điều này làm cho bọn người hàn lập trong trận đều có chút hô hấp khó khăn, cấp bách xuất pháp khí trực tiếp bay ra ngoài mấy hoàng y tu sĩ này, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp tiến vào sát trận mà là, dừng cách sát trận khoảng hơn 10 trượng, sau đó các loại pháp khí trên người bay ra, hung hăng lao thẳng đến đại trận thanh, hồng, lam, hoàng, hào quang của tứ sát trận và hào quang của các pháp khi va chạm nhau mãnh liệt, phát ra âm thanh cuồng bạo tựa như là thiên lôi oanh tạc, làm tu sĩ của thất đại phái phía dưới sắc mặt hơi đổi một nữa số người ra tay đối phó với lại tu sĩ của thiên sát tông không thể để cho bọn họ đem đại trận phá hỏng đi nữa còn lại tập trung chú ý đến tu sĩ của ma diễm môn yểm nguyệt tông tuyên nhạc trầm ngân trong một chút liền quyết đoán nói sau đó liền bay ra ngoài xuất ra một tiểu kiếm bạch khiết lập tức biến thành một đạo cầu vòng, lao ra tứ sát trận ngăn cản một thanh phi đao cùng một một pháp khí hình trái châu nghe vậy theo sau tuyên nhạc là một đội tu sĩ lập tức xuất ra pháp khí hướng ra ngoài trận tiếp sự công kích của đối phương Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó, hắn xuất ra chính là kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất sở dĩ Hàn Lập chọn pháp khí này công kích, chính là đối phương cũng là trúc cơ tiền kỳ giống hắn, cho nên khi đánh nhau, tuy kim quang và thanh quang từng đoàn bay loạn lên, tựa hồ cực kỳ kịch liệt, nhưng thật ra Hàn Lập lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế được tình huống này, hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn trộm qua các trường chiến đấu bên cạnh. Tình hình trông cũng khá tốt, phía Hàn Lập đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được ước chừng năm sáu người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được sự công kích của tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng bởi vì còn có trận pháp thủ hộ nên mấy tu sĩ này tùy thời có thể trốn vào trong đại trận khi có nguy cơ nên trong nhất thời không có xuất hiện thương vong cho nên một vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn cùng ngăn cản một gã hoàng y là đánh nhau có thanh có sắc mà thôi đất là thực lực của ma đạo lục tông sao hàn lập thấy có chút kỳ quái nếu địch nhân thực lực như thế này thì bảo vệ cho linh quáng không thành vấn đề đang nghĩ ngợi đến đây, hồng y nhân của ma diễm, môn rốt cuộc cũng đã yên yên lặng lặng hướng về bên cạnh sát trận đi đến. Điều này làm cho những tu sĩ chưa ra tay của Lữ Thiên Môn, kinh hãi nhìn chăm chú bọn họ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi của thất phái có chút không chờ được muốn thử. Hồng y nhân vẫn chưa lập tức gia nhập trận đánh, mà cùng nhau tạo thành một cái trận hình kỳ quái. Theo lời phân phó của một người trong đó, mỗi người bọn họ đều lấy ra một đại kỳ màu đỏ rực như lửa. Mặt trên kim ô liệt dương tán xạ hồng quang ra xung quanh, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường. Không được, những người này là cuồng diễm tu sĩ, bọn họ muốn phóng thanh dương ma hỏa, mau ngăn cản bọn họ lại. Những hồng y nhân của Lữ Thiên Môn nghe vậy không hề có bộ dáng kinh hoàng, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Nhìn bọn họ tạo thành một trận thế kỳ lạ mà rút ra đại kỳ, thì liền nhớ đến ngày đó, tham gia trận chiến với ma đạo lục tông thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hô lên. Vị linh thú sơn tu sĩ này tiếp theo không hề suy tư, lập tức chạy ra ngoài đại trận vội vàng lấy một cái áo ra bên hông ném ra lập tức liền xuất hiện hai con phi thiên ngô công bên trong bay ra hai con rết này cả thân mang một những đường sọc vàng đen thật dữ tợn trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc tại trên không huýt lên mấy tiếng nhãn thần hung hăng hướng về các hồng y nhân vọt tới tuy không biết cuồng diễm chiến sĩ và thanh dương ma hỏa là cái gì nhưng có thể làm cho một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc như vậy thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ tất cả đều không do dự mà xuất thủ theo sát sau đặc biệt vài vị tu sĩ trúc cơ kỳ của Lữ Thiên Mông theo sát sau tiến lên, pháp khí của bọn họ, cũng theo sau hai con ngô công mà hướng trước mấy người hồng y nhân vọt tới. Lúc này, hơn 10 người của ma diễm môn này vẫn đứng bất động, tay vẫn cầm đại kỳ tiếp tục niệm chú, đối với thế công trước mắt tựa như là vô hình vậy, điều này làm cho các tu sĩ của Lữ Thiên Mông mừng rỡ. Một trong hai con rết đã đến trước người của các tu sĩ này, hung hăng mở cái miệng rộng phun ra một khối độc khí màu xanh biếc hướng tới nhưng ngay trong lúc này sự tình xảy ra làm cho mọi người trong đương trường sợ hãi độc vụ của con rết này vừa được phun ra khỏi miệng lập tức có mấy đạo ngân sắc bao quanh thân thể của nó tiếp theo dấu vết của mấy đạo ngân sắc này thân thể ngô công bị tứ phân ngũ liệt biến thành từng khối từng khối rơi xuống các tu sĩ của thất đại phái chỉ biết trợn mắt há mồn nhìn những diễn biến này xảy ra đồng dạng xảy ra với con ngô công còn lại cũng phải chịu số phận chung với đồng bạn của nó những tu sĩ của lữ thiên mông sắc mặt đại biến lập tức dừng lại phát ra một một tiểu thuần ngăn, trước người các tu sĩ phía sau cũng hoảng sợ, lập tức các loại phòng ngự pháp khí cùng phù lục đồng thời xuất hiện, cái chết của những con ngô công kia thật là khủng bố. Nhưng mà sự tình đáng sợ đã xảy ra. Một ít pháp khí công kích theo sát phía sau con rết đang tiến lên, thì bỗng nhiên trong không gian phía trước xuất hiện một chùm ngân ti, liền đem tất cả các pháp khí này bao lại thật chặt, rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích được phân nào. Những tu sĩ chạy ra từ đại trận đều kinh ngạc nhìn thấy những điều này, trong nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải mau sử dụng linh quang thuật phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác nữa bọn họ đã dùng bí pháp ẩn thân nào đó một gã tu sĩ trúc cơ kỳ trong mắt chợt lóe lên linh quang kinh hãi kêu lên lời này vừa nói ra làm các tu sĩ khác giật mình tĩnh ngộ nhưng có thể sử dụng linh quang thuật cũng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ tu sĩ luyện khí kỳ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi hàn lập cũng dùng linh quang thuật hướng nơi này mà nhìn đến gặp phải một màn vừa rồi hàn lập cũng giật mình không nhỏ hiện tại được người khác nhắc nhở hắn cũng dùng linh quang thuật nhìn kỹ quả nhiên trước những tu sĩ của ma diễm môn xuất hiện một vài bóng người màu trắng yếu nhược trong tay của những người này đều thả ra một ít ngân ti những ngân ti này khống chế pháp khí khiến chúng không thể nhúc nhích giờ phút này những tu sĩ của lữ thiên mông phát hiện những bóng trắng này lập tức phát ra pháp khí hướng bọn họ tấn công đến nhưng những bóng trắng này lại vẫn như vậy vô luận là pháp khí gì công kích đến đều không thể gây thương tổn lớn đến bọn họ Tựa như là bất tử chi thân vậy, nhưng cũng may, mấy bóng trắng này chỉ biết binh khí trong tay chém qua lại, cùng với dùng tay thả ra ngân ti hai loại thủ đoạn này mà thôi, chỉ không tiến tới gần thì không có gì đáng ngại. Nói cách khác, ai tiến công ai cũng chưa biết được. Cái quỷ gì vậy? Hàn lập sợ hãi than, những người này không phải là nhân loại bình thường, chẳng lẽ lại là quỷ linh nào đó đã qua tế luyện? Một bên đâm chiều suy nghĩ, một bên vẫn chỉ huy kim nhận phía trước. Loại thái độ không quan tâm này rốt cuộc đem trung niên tu sĩ của thiên sát tông ở đối diện nổi giận, vị tu sĩ này một bên nghiêm mặt chỉ huy thanh qua, cùng với kim nhận của Hàn Lập giao đấu, một bên im lặng vỗ vào túi chữ vật, nhất thời trong đó bay ra một viên châu màu trắng không ngừng luân chuyển. Viên châu này xuất hiện lập tức đón gió lớn lên một cách nhanh chóng, giống như một căn phòng nhỏ hung hăng hướng đỉnh đầu Hàn Lập phóng tới Hàn Lập, tuy có chút phân thần, nhưng đối phương có hành động lớn như vậy thì hắn làm sao mà không phát hiện ra. Hắn cũng không hoảng, một tay chém ra phía trước, một kiếm quang màu xanh lập tức rời tay mà bay ra, cùng với hạt trao va chạm vài lần nhất thời cũng không thể tiến lên sau đó hàn lập mới từ trong trong túi chữ vật lấy ra một đôi ô long đoạn liền thay thế kiếm quang sắc tản đi kia tiếp tục tạo thành tình thế rằng co điều này làm cho tu sĩ thiên sát tông ở đối diện cực kỳ tức giận nhưng trong nhất thời cũng không làm được gì không hay một tiếng kêu lo lắng của tu sĩ lữ thiên mông vang lên làm trong lòng hàn lập run lên vội vàng hướng nơi đó nhìn lại chỉ thấy các hồng y nhân này đã đình chỉ nhiệm quyết mà những ngọn lửa màu xanh trong đại kỳ tu sĩ đã hướng về Lữ Thiên Mông. Đây là Thanh Dương Ma Hỏa. Hàn Lập mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh kia, trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an. Mà Lữ Thiên Mông, thấy đối phương đã thi pháp thành công trong tâm không khỏi có chút trầm xuống, nhưng mấy bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được. Chương 267: Ma Hỏa xính Uy. Lui về, tất cả mọi người lui về đại trận. Lữ Thiên Mông mắt thấy đại kỳ ngày càng tiến gần bỗng nhiên hô to một tiếng liền hướng về phía sau đại trận bỏ chạy. Các tu sĩ bên người nghe vậy lập tức theo bản năng đi theo vị này quay về trận. Tuyên Nhạc gặp phải tình cảnh như vậy cũng đồng dạng hạ mệnh lệnh triệt tiêu. Nhưng các tu sĩ phía bên Hàn Lập, này trừ một ít bộ phận đang chiếm thượng phong tùy thời có thể rời đi, số còn lại đều đang cùng địch thủ liều mạng dây dưa, căn bản không thể thoát thân. Đối thủ của Hàn Lập cũng như vậy, điên cuồng phát động công kích, ý đồ muốn chế trụ Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại cười lạnh một tiếng mặt khác liền thu hồi pháp khí, đồng thời cũng xuất ra bạch lân thuẫn, mượn thế công của đối phương bay về phía đại trận. Làm tu sĩ của thiên sát tông này bực bội đành phải dừng lại bên ngoài đại trận. Tuyên nhạc nhìn thấy tu sĩ bên mình còn có hơn phân nữa đang ở bên ngoài đại trận, ngược lại đấu càng thêm kịch liệt trong lòng đã cảm thấy không ổn. Muốn cùng với các tu sĩ khác đi ra ngoài viện trợ, nhưng vừa di động đã bị Lữ Thiên Mông kéo lại. Đã muộn, thanh dương ma hỏa đã được đối phương xuất ra. Lữ Thiên Mông biến sắc lắc lắc đầu nói, Nghe như vậy Hàn Lập mới chú ý, đến những ngọn lửa màu xanh được bắn ra từ những đại kỳ trong tay Hồng Y nhân. Hơn 10 viêm hỏa tập hợp tại không trung tạo thành một thanh viêm hỏa cầu thật kinh người, đường kinh đến mấy trượng, nhẹ nhàng phiêu phủ tại không trung, cực kỳ chói mắt. Cái này là gì? Tuyên Nhạc dùng mình muốn nói điều gì đó, nhưng các Hồng Y nhân phía dưới đã hành động khiến cho sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Các Hồng Y nhân phân biệt đem cờ chỉ về phía các tu sĩ của Thất Đại phái còn ở ngoài trận nhất thời hỏa cầu thật lớn phát ra một tiếng bụp, biến thành hơn 10 khối hỏa cầu đường kính chừng một thước, đánh thẳng về phía mấy tu sĩ này. Hỏa cầu màu xanh này tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền hướng đến trước mặt các tu sĩ của Thất Đại phái. Những người này sớm đã phát hiện ra dị biến của đại hỏa cầu này, đều không hẹn mà dùng các loại pháp khí nghênh đón hỏa cầu, một số ít dùng phù lục tấn công các hỏa cầu này, ý đồ muốn đánh rơi nó đi. Đáng tiếc là, những ngọn lửa màu xanh này được xưng là Thanh Dương Ma Hỏa, thật là rất đáng sợ, vô luận là pháp khí hay là phù lục công kích, khi vừa tiếp xúc với hỏa cầu màu xanh đều giống nhau, vô thanh vô tức bị tan rã không còn một mảnh. Thấy một màn không thể tưởng được này, mấy tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không đợi cho bọn họ kịp suy nghĩ tiếp, hơn 10 hỏa cầu đồng thời đồng thời tiến đến trên người bọn họ, các loại pháp thuật hộ thuẫn quanh bọn họ vừa tiếp xúc lập tức biến thành hư vô, ngay cả chủ nhân của nó cũng đồng dạng như vậy, tất cả đều biến mất không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Những tu sĩ chưa bị công kích còn lại thấy được cảnh đáng sợ này, liền không tiếp tục trần chờ đối diện với thiên sát tông tu sĩ cho dù là bị thương nặng hay ngay cả pháp khí đang dây dưa cũng không cần trực tiếp hướng đại trận chạy đi nhưng cứ như vậy hai ba người trong tâm trạng hoảng hốt trực tiếp chết dưới pháp khí của đối thủ sau đó tu sĩ thát đại phái đang phòng thủ linh quáng cùng với đối phương tiếp xúc trong chốc lát liền bị tổn thất mười tên tu sĩ luyện khí kỳ cùng một gã trúc cơ kỳ có thể nói là tổn thất thảm trọng nhưng uy lực của thanh dương ma hỏa đâu phải chỉ có như vậy mấy cái hỏa cầu màu xanh dưới sự thao túng của Hồng Y nhân nhanh chóng hợp thành một cái chỉnh thể, ngay sau đó liền biến thành một luồng lửa màu xanh hướng tứ sát trận mà phóng đến. Những tu sĩ ở trong trận nhìn thấy như vậy sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng đều sợ hãi. Tuyên Nhạc gặp phải cảnh này, nhíu nhíu hai hàng lông mày, hướng đến Lữ Thiên Mông hỏi, "Lữ huynh, hỏa diễm màu xanh này rốt cuộc là như thế nào vậy? Tu sĩ trúc cơ kỳ sao có khả năng phóng được chân hỏa đáng sợ như vậy? Đại trận này có thể ngăn cản được nó đánh vào không?" lữ thiên mông nghe đối phương hỏi liên tục như vậy liên không khỏi cười khổ nhưng nhìn thấy các tu sĩ khác đều ngưng thần chăm chú nhìn hắn đành phải bất đắc dĩ giải thích không dối gạt chư vị lữ mổ ngày đó giao chiến tại biên giới thì ngẫu nhiên nhìn thấy thanh dương ma hỏa đáng sợ này cho nên có thể phá tứ sát trận này hay không tại hạ không thể phỏng đoán được chỉ có điều ta nghe trưởng bối nói lại là loại hỏa diễm này không thể tùy tiện phóng được nó yêu cầu những cuồng diễm tu sĩ này phải tu luyện thanh dương ma hỏa quyết hơn nữa mỗi lần phóng thì tu vi bị giảm xuống rất nhiều cho nên nó mới khó ngăn cản như vậy lữ thiên mông nói những lời này làm cho tuyên nhạc lộ ra vẻ buồn bực lúc này hỏa diễm màu xanh biết kia đã cùng hào quang quanh cấm chế va chạm phát ra âm thanh bạo liệt kéo sự chú ý của mọi người đến đó chỉ thấy hỏa diễm màu xanh kia cuồn cuộn không ngừng giao thủ với luồng ánh sáng quanh cấm chế khiến nó nhộn nhạo không ngừng nhưng cuối cùng hỏa diễm cùng dừng lại làm cho tu sĩ thất đại phái thở phào một hơi nhưng bọn hàn lập cũng không có thoải mái được bao lâu vấn đề bọn họ lo lắng cũng đã xảy ra theo thời gian dần trôi đi luồng sáng bảo vệ ngày càng ảm đạm rõ ràng là đã có dấu hiệu đại trận sắp bị phá nhưng những hồng y nhân cũng đổ mồ hôi huy động đại kỳ nhưng rõ ràng chống đỡ trong thời gian ngắn nữa hoàn toàn không có vấn đề gì những tu sĩ trong trận đều đang khổ sở vắt óc suy nghĩ đối sách để đánh cho địch lui hay là thoát thân khỏi nơi đây mặt khác căn cứ theo tình địch xâm chiếm linh quáng hiện nay thì cho dù các tu sĩ thất phái thất bại rơi vào trong tay địch, cũng không bị giết chết lập tức, cũng có thể sẽ bị áp bức thôi, ai cũng không biết sau khi làm tù binh thì ma đạo sẽ xử trí như thế nào nữa, nhưng thất đại phái cùng ma đạo Lục tông hiện nay là thâm cừu đại hận rồi, làm sao có thể nương tay mà ưu đãi địch nhân được chứ? Hơn nữa, đối phương còn am hiểu thủ đoạn luyện hồn phách, chỉ điều này thôi cũng khiến cho tu sĩ bảy đại phái bất an rồi. Do đó, đầu hàng là điều bất đắc dĩ, căn bản không một ai nhắc đến. Ta biết một cái thông đạo có thể trực tiếp thoát ra ngoài được mấy chục dặm, chúng ta có thể theo đó mà chạy trốn. Dư hưng, lão già đã ở nơi đây hơn 10 năm bình tĩnh mở miệng nói. Lời này giống như là tăng đá lớn rơi xuống hồ nước, nhất thời làm cho tu sĩ tuyên nhạc lắp bắp kinh hãi nhưng sau đó liền hưng phấn lên. Dư huynh, thật chăng, thật tốt quá, có thể thoát thân rồi, được cứu rồi. Vốn tất cả các tu sĩ đang bất an trên mặt liền tràn đầy sinh khí, vui vẻ vô cùng, Hàn Lập cũng vừa mừng vừa sợ dù sao thì hắn đối với hỏa diễm màu xanh này một chút biện pháp cũng không có, đang nghĩ là cho dù có liều mạng cũng không thể nào thoát khỏi. Cố nén lại kích động trong lòng, tuyên nhạc cùng Lữ Thiên Mông. Sau khi xác định chính xác sự chân thật của thông đạo liền hạ lệnh nuôi lại. Còn Linh Quáng Thạch cũng không cần lo lắng, mình chỉ cần mang động khẩu hủy diệt đi thì đối phương không thể nào trong thời gian ngắn, cũng không thể cung ứng Linh Thạch được. Ở bên trong có chứa Linh Thạch nhưng người của ma đạo cũng không thể lấy đi. Khai thác linh thạch chính là phàm nhân nên khi song phương giao chiến, cũng không hề giết hại bọn họ, cho nên điều bọn họ phải làm chính là vỗ mông rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, Hàn Lập cùng hơn 50 tu sĩ còn lại hưng phấn tiến vào, trong đường hầm bên trong tòa linh quáng. Nhưng vừa tiến vào không được bao lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy hạp cốc run lên nhẹ nhẹ một chút, tứ sát trận đã bị phá. Tuyên nhạc sắc mặt không hề thay đổi nói một câu như vậy. Nhất thời, chúng tu sĩ gia tăng cước bộ nhanh hơn rất nhiều. Bên trong đường hầm, các tu sĩ cầm trên tay nguyệt quang thạch, chiếu sáng khắp nơi, vách tường bốn phía đều có thể nhìn rõ ràng được. Đường hầm này lại là do nhân công đào nên, điều này thôi cũng đã khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Được dư hưng tu sĩ giới thiệu nên nên mọi người mới hiểu rõ, đường hầm này vốn là một linh thạch phân mạch, cho nên bất chi, bất giác khi khai thác lấy linh thạch ra bên ngoài liền tạo ra đường hầm này, trực tiếp thông đến nơi khác. Đường hầm này đã rất lâu rồi nhưng may mắn là dư hưng tu sĩ nhớ rõ, nếu không thì hôm nay quả thật là không còn đường trốn. Lời này vừa nói ra lập tức được các tu sĩ khác liên tục gật gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này, đường hầm đột nhiên vang lên vài tiếng nổ thật lớn, khiến cho đường hầm chấn động nhiều, một chút nữa là có thể bị sập. Chúng tu sĩ hoảng sợ cực kỳ, vô số bùn đất rơi xuống mọi người, khiến cho xung quanh trở thành một mảnh tối đen. Mấy canh giờ sau, trên vách đá một hang động thiên nhiên, rắc một tiếng phá ra một mi ẹn hang, tiếp theo một con rối hình dáng thằn lằn từ trong động vọt ra, dò xét bốn phía một chút, sau đó lại nhảy vào trong động. Khoảng sau thời gian một bữa cơm, con rối đó từ trong một vách tường thoát ra ngoài, ngay sau đó liền có một người đi sát theo, đúng là Hàn Lập gặp đại nạn không chết. Hàn Lập đứng dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên mặt xuất hiện biểu tình may mắn. Chương 268, Bạch Chi Thủ là một cái động thạc nhũ thông đi tám phía, tuy không biết rốt cuộc là lớn nhỏ như thế nào. Hàn Lập sau khi đưa Nguyệt Quang Thạch xem xét xung quanh một phen, mới cho ra kết luận như vậy. Tuy khi đường hầm bị sập xuống, ngay khi đất đá rơi xuống Hàn Lập cực nhanh tạo ra một vòng bảo hộ. Kết quả là mặc dù bị đất đá rơi xuống liên tục như vậy, chôn sâu dưới đất nhưng cuối cùng vẫn có đường sống. Chẳng qua đường hầm rung động lớn như vậy thì cũng đã xảy ra biến đổi lớn nên Hàn Lập cũng không biết chính mình hiện tại đang ở nơi nào, cũng như không thể xác định được phương hướng một cách chính xác. Dưới tình huống bất đắc dĩ đành phải thả ra mấy con rối thằn lằn đi thăm dò, cho chúng đi khắp nơi hy vọng có thể tìm được đường ra. Lúc này hắn đã hối hận rất lớn, ngày đó tại sao lại không học thổ độn thuật, nếu không thì chỉ cần thi pháp một chút là có thể tự do đi lại trong đất rồi hôm nay sao còn phải đi theo khôi lỗ thú này từ từ mà mở thông đạo đi ra ý niệm dùng pháp khí mở đường chỉ lóe lên trong đầu hắn mà thôi tuyệt đối sẽ không thực hiện dưới tình huống không rõ phương hướng cùng vị trí hiện tại của mình tùy tiện lãng phí pháp lực cũng không phải là sự tình tốt gì huống hồ nếu dưới lớp lớp đất như vậy mà sử dụng pháp khí thì nguy hiểm cực kỳ một thao tác không đúng sẽ lại bị trôn vùi xuống lần nữa nghĩ như vậy hàn lập liền khống chế vài con khôi lỗ thú đem phạm vi xung quanh tra xét vài lần sau đó mới lựa chọn phương hướng rời đi tốt nhất buồn tẻ liên tục mấy canh giờ rốt cuộc cũng đi đến cái động thạc nhữ vô danh này điều này làm cho hàn lập lòng không khỏi thả lỏng xuống cảm giác được sống lại thật là tốt hàn lập quay đầu nhìn lại huyệt động mà mình đi ra trong lòng khẳng định còn có những người khác cũng đang cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ trong đường hầm đổ nát đó nhưng có hay không tìm được đường thoát ra ngoài thì cũng thật khó nói bởi vì tại một chỗ không hề có kẽ hở như vậy, thì cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ sợ kiên kỳ không lâu lắm, đệ tử luyện khí kỳ thì lại càng giữ nhiều lành ít rồi. Hàn lập tuy may mắn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực không thôi. Bọn họ sao lại khi tiến vào đường hầm không lâu, thì đường hầm bị sụp đổ cùng với động đất nữa chứ? Chẳng lẽ là do người ma đạo làm cho quỷ? Hàn lập cảm thấy 89 phần 10 là thật rồi. Ngay lúc này ở trên mặt đất, người của ma đạo lập tức phá hư cái động khẩu, đem sơn động cùng với hết thảy phá hỏng đi. Mà tại phía cao trên không trung kia, Hoàng Sam lão giả hướng sang cô gái mặc hồng y tiếc hận nói, "Liên sư muội, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy, bọn chúng cũng đã bỏ chạy như chó nhà có tang, thì cần gì phải vận dụng hám địa phù kia chứ? Phải biết rằng đây là một trung cấp phù lục vô cùng hiếm có." Hừ, muốn trước mặt Liên Phi Hoa ta bỏ trốn thì đâu có dễ dàng như vậy. Tuy nói nhiên vụ lần này chính là quét sạch mỏ linh thạch này, nhưng nhìn thấy bọn họ bình bình an an chạy đến nơi khác làm ta có cảm giác không thoải mái lắm. Hồng y cô nương bĩu bĩu môi, vẻ mặt điềm nhiên nói. Hoàng y lão giả ghe vậy không khỏi có chút giờ khóc dở cười. Lấy một cái lý do không ra gì như vậy, liền lãng phí một trung cấp phù lục hiếm có, thật sự là rất đáng cười. Nhưng người ta là nữ nhi duy nhất của môn chủ ma diễm môn. Khụ, chính mình cũng chỉ là một hộ pháp nhỏ nhoi của thiên sát tông mà thôi, làm sao lại nhàn nhã quản chuyện của người ta chứ? Nghĩ như vậy, lão già đành phải ngậm miệng lại không tiếp tục nói nữa. Không bao lâu, sau đem linh quáng phá hủy sạch sẽ, người của Ma đạo nhị tông liền rời khỏi nơi đây, dần dần không thấy bóng dáng nữa. Một ngày sau, một khu dược viên trồng dược thảo được bảy đại tông phái ẩn tàng cách nơi linh quáng không xa, cũng bị một nhóm người đánh lén, toàn bộ dược thảo chuẩn bị để luyện đan bị phá hủy hoàn toàn. Ngay cả cây con cũng bị thanh dương ma hỏa thiêu không còn một mảnh. Sự tình này lập tức được sự chú ý của thượng tầng thất đại tông phái so với chuyện linh quáng bị đánh lén thì quan trọng hơn rất nhiều dù sao thì linh quáng bị hủy thì chỉ cần một chút thời gian liền có thể khôi phục nhưng lần này linh thảo bị cướp và hỏa thiêu như vậy muốn phục hồi cũng phải mất rất nhiều năm cao tầng của thất đại phái xuất cao thủ đến muốn đuổi giết bọn họ nhưng không ngờ giữa đường lại bị phục kích bởi đội ngũ tiếp ứng của đối phương lại bị tổn thất thêm một phần nhỏ bị thất bại liên tục như thế thất đại phái tự nhiên không tiếp tục nhẫn nhị nữa sau khi khôi phục được một chút thực lực bọn họ liền cùng với ma đạo lục tông giao chiến hai ba trận lớn, đã bắt đầu cho một trường chém giết mới. Lúc này ở dưới đất Hàn Lập đang nhíu nhíu mày, rốt cuộc cũng phát hiện được một chút gió phát ra từ cái động khẩu kia, lập tức điều khiển hai con khôi lỗ thú đi, trước giò đường dối chính mình đi theo phía sau liên tiếp đi đi qua hơn 10 huyệt động, không gian của nhũ động càng lúc càng lớn. Nơi lớn nhất cơ hồ có thể chứa hơn trăm người cũng không có vấn đề gì. Đồng dạng gió cũng ngày càng mạnh mẽ thổi đến, điều này cũng làm cho Hàn Lập yên tâm hơn đôi chút, dù sao thì có gió thổi đến chứng tỏ có thông đạo thông với bên trên khi hàn lập bước vào một cái huyệt động mới thì bên trong cũng đã có bảy tám người rồi chính là mấy tu sĩ tuyên nhạc lữ thiên mông trung ngô khi bọn họ nhìn thấy bên cạnh hàn lập có hai con khôi lỗ thú thì có chút bất ngờ nhưng sau đó tuyên nhạc cười cười muốn nói điều gì đó đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ địa phương bên cạnh truyền đến làm cho tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt lộ ra vẻ giật mình Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mông liếc mắt nhau, cũng không hề hỏi Hàn Lập điều gì, lập tức bước nhanh đến nơi phát ra tiếng kêu thê lương vừa rồi. Trên đường cũng nhanh chóng thi triển các loại pháp thuật phòng ngự, pháp khí, nên đề phòng thì đề phòng, không dám bất cẩn phân nào. Hàn Lập gặp phải cảnh này, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn lấy ra Bạch Lân Thuẫn, chậm rãi theo sau. Nhưng hắn lại không hề thi triển pháp thuật phòng ngự nào, khinh thân thuật và ngự phong quyết cũng đã đồng thời thi triển trên người. Hắn luôn cho rằng, Tại không gian hẹp như vậy thì tốc độ so với phòng ngự càng trọng yếu hơn. Bọn họ một đường xuyên qua ba bốn huyệt động, đi đến một cái nhũ động thật lớn, thì nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Bên trong huyệt động, một con bạch chi thủ con nhện trắng trong suốt lớn đến mấy trượng, đang dùng những chiếc răng thật lớn cắn lên một khối máu thịt, mơ hồ còn có thể nhận ra đó là một thi thể. Bên ngoài thi thể có trang phục màu trắng, biểu hiện người này là một đệ tử yểm Nguyệt Tông đang chạy trốn. Xung quanh thi thể còn có ba bốn kiện pháp khí rơi xuống nhưng làm cho mọi người chăm chú nhìn chính là phía sau lưng bạch chi thủ có một đống quặng linh thạch bao lấy một lục giác truyền tống trận cực kỳ cô kính bên cạnh truyền tống trận còn có năm hài cốt đang đã tọa phát ra ngũ sắc quang hoa lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 thước trên tay đang cầm một lệnh bài màu lam tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhàn nhạt đây là cái gì một gã luyện khí kỳ nuốt nước miếng hỏi ai cũng không biết là hắn nói chính là con nhẹ quái dị truyền tống trận hay là những lệnh bài bên hài cốt tự nhiên cũng không ai trả lời hắn có lẽ âm thanh của người này đã làm kinh động đến con chi thủ, quái thú này đình chỉ gặm nhắm con mồi, mà dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người vừa bước vào huyệt động. Điều này làm cho bọn Hàn Lập dùng mình, vội vàng đề phòng. Nhưng quái thú nhìn một lát sau liền cúi đầu tiếp tục cắn xé thi thể, dường như không quan tâm đến những kẻ bị nó cho yếu nhược này, làm mọi người không khỏi nhìn nhau. Tìm chết sao? Một gã đệ tử yểm Nguyệt Tông nhìn thấy đồng môn chết trong miệng bạch chi thù này, cảm thấy thỏ tử hồ bi đột nhiên dương tay lên thả ra một pháp khí hình phi tiêu màu đỏ bắn nhanh về phía Bạch Chi Thù. Điều này làm cho những người lão thành như Lữ Thiên Mông hoảng sợ, thầm mắng ngu xuẩn. Phi tiêu bay nhanh về phía đầu Bạch Chi Thù, nhưng nó cũng không hề có ý tứ né tránh. Phành, một tiếng liền bị dội ngược trở ra. Một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại, nhưng cái pháp khi kia cũng có chút bị gấp khúc đi. Đến mức như thế quả thật là quá sức khoa trương. Đồng loạt động thủ, tuyên nhạc hung hăng nhìn tên đồng môn kia, không thể không kêu gọi mọi người đồng loạt ra tay. Bởi vì bạch chi thù kia cũng đã đình chỉ ăn, chậm rãi ung dung hướng bọn họ đi đến. Lời này vừa nói ra, lập tức mười đạo pháp khí đồng loạt biến hóa xuất ra uy lực tiến, về phía bạch chi thù đánh tới, hàn lập cũng xuất ra kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất. Nhất thời trên người bạch chi thù bị các loại hào quang bao phủ, cả thân hình bạch chi thù cũng ở nhìn trong vòng hào quang, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ mà thôi, phịch phịch bục bục một trận, hào quang của những pháp khí đều yếu đi nhiều thậm chí có năm sáu kiện pháp khí cấp thấp trực tiếp bị mất đi hoàn toàn linh lực rơi xuống bên dưới bọn hàn lập gặp phải cảnh này không khỏi kinh hãi thất sắc không hẹn đồng thời gọi pháp phí của mình trở về những đỉnh cấp pháp khí thì hoàn hảo không hề bị tổn thương pháp khí bậc cao thì xuất hiện một ít sức mẻ cũng không còn trọn vẹn còn những pháp khí bị rơi xuống chính là những pháp khí cấp thấp mà trên thân hình của con bạch chi thù này cũng đã có một chút vết thương nhưng nó vẫn không lo lắng chầm chậm hướng về bọn họ mà đi đến lui lữ thiên mông và tuyên nhạc nhìn nhau không hẹn mà đồng thời hét lớn tuy bọn họ đối với truyền tống trận cùng với những lệnh bài kia cũng có ý muốn nhưng cùng với yêu thú kia tiếp tục đánh bừa khả năng giết chết được nó cũng thật là thấp đến đáng thương chính là phản hồi đến địa điểm an toàn là quan trọng hơn nhưng vào lúc này con bạch chi thù lại hé miệng ra một cổ chất lỏng màu sáng trắng hướng đến bọn họ phun đến biết được quái thú này lợi hại như vậy ai còn ngu ngốc tiếp đón lấy chất lỏng này tất cả đều không hẹn mà né về hai bên không hay trong đầu Hàn Lập chợt lóe lên linh quang, nhớ đến điều gì đó không khỏi thất thanh kêu lên. Làm cho các tu sĩ khác có chút nao nao, không hiểu có điểm nào không phải. Chất lỏng kia trên đường bay đến đột nhiên hóa thành một mạng nhện, trực tiếp đánh về phía cửa động, lập tức dính vào, khiến mọi người không thể đi ra ngoài được các tu sĩ còn lại sắc mặt đại biến. Bọn họ lúc này mới phát hiện động thạch nhũ này chỉ có một cái cửa động mà thôi. Chương 269, huyết sắc. Chẳng lẽ nó muốn đem chúng ta bắt hết? Trung Ngô sắc mặt có chút trắng bệch nói, Hừ, tuyên nhạc không hề lên tiếng, dương tay lên phóng bảy tám hỏa cầu về phía mạng nhện nơi cửa động. Phanh phanh vài tiếng, mạng nhện không hề bị tổn hao gì, ngay cả lưu lại một chút dấu vết cũng không có. Lần này những người khác đều không khỏi sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ cũng hiểu được mạng nhện này không dễ dàng gì phá được. Trong lúc, vài móng vuốt của bạch chi thù đột nhiên co lại, tiếp theo khẽ dùng một chút lực, cả thân hình trực tiếp vọt tới. Xem phương hướng chính là hướng đến tuyên nhạc. Tuyên nhạc sắc mặt trầm xuống, một tay lấy ra phù lục màu vàng hướng mặt đất nhấn một cái nhất thời phù lục không tiếng động chìm vào lòng đất tiếp theo một số tảng đá lớn cách đó không xa hướng tới nơi này bay lại chuẩn xác là bay về phía bụng của bạch chi thù áp chặt vào đỉnh động làm nó nhất thời không thể động đậy được hay lữ thiên mông gặp phải cảnh này không khỏi ho lên một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng tiếp theo liền ném ra một cái túi da màu xanh biết nhắm ngay bạch chi thù bay đến bên trong ẩn ẩn có chút ánh sáng mờ lúc này con chi thù con nhện ở trên đỉnh động gầm rú lên vài tiếng, vài móng vuốt trong bụng họp lại, vừa lúc ôm lấy cột đá trên đỉnh, sau đó vận sức. Rắc ầm ầm một trận vang lên, cột đá đó bị nó dễ dàng đập nát, vô số đá vụn rơi xuống. Yêu thú rốt cục cũng đã khôi phục được tự do, thân hình rơi xuống, lập tức nằm ở đỉnh cột đá bị tổn hại kia, những con mắt nhỏ ở hai bên lóe ra lục quang, tựa hồ đã nổi giận. Nó dừng lại trên cột đá một chút, lập tức hướng đến các tu sĩ đánh tới nhưng vào lúc này một cổ ánh sáng mờ theo túi ra xuất ra chuẩn xác bao lấy bạch chi thủ trên không trung tiếp theo nhanh như chớp thu lại yêu thú cũng tự động hóa nhỏ được thu vào trong túi bọn hàn lập ở một bên há miệng kinh hãi nhìn cảnh tượng này một chi thủ khó chơi như thế lại có thể dễ dàng giam cầm như vậy thật sự là khó tưởng tượng lữ thiên mông cũng có một bộ dạng vừa mừng vừa sợ cái này chính là túi nhật nguyện uy lực rất lớn cũng đã thu lấy không ít yêu thú nhưng có thể thuận lợi thu thấy chi thủ này vào trong đó cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Chẳng qua, cũng đã làm cho hắn mừng như điên trong lòng, nếu là tuần thục được một đầu yêu thú như thế thì thực lực cũng tăng không ít. Nghĩ như vây, Lữ Thiên Mông dù có trầm ổn trở lại, cũng không thể giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Hắn cũng đã có chút không đợi được, hướng về túi da kia gọi lại. Nhất thời vật ấy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi bay về phía hắn. Các tu sĩ còn lại cũng hiểu, có một con yêu thú còn sống như vậy đối với tu sĩ của Linh Thú Sơn, có ý nghĩa như thế nào, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Nhưng vào lúc này, vật kia đang phi hành tại không trung đột nhiên dừng lại, đứng im ở không tiếp tục đi động nữa. Lữ Thiên Mông trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng tăng trưởng pháp lực mạnh mẽ muốn thu hồi lấy, nhưng cũng chỉ có thể là cho nó chớp lên vài cái rồi thôi. Vẫn dừng lại ở không trung. Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy, liền biết sự tình có chút không đúng liền cẩn thận hơn nhiều. Bên ngoài túi da cũng đã có biểu hiện biến hình rồi, tựa như yêu thú kia đang tác quái trong đó, loại dị tượng này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn liền biến mất đột nhiên sau đó oành một tiếng túi da đã bị nổ tung ra bạch chi thủ phá tung pháp khí liền khôi phục nguyên hình yêu thú bị cấm chế trong đó vừa thoát ra rõ ràng đã lâm vào trạng thái điên cuồng thân thể trong suốt dần dần chuyển hồng bắn ra hào quang màu đỏ máu thật đáng sợ cái miệng đầy răng nhọn nghiến lại không ngừng chuyển ra tiếng kèn kẹt đáng sợ bọn người lữ thiên mông gặp phải cảnh này đều cẩn thận lui về phía sau vài bước nới rộng ra khoảng cách lại tiếp tục dùng pháp khí tấn công nhưng móng vuốt của huyết chi thù này đã hoa lên lập tức giống như một tia điện hướng về hai gã tu sĩ xa nhất trong đó chỉ thấy hai đạo bạch quang nhấp nhoáng phục phục hai tiếng vòng bảo hộ của hai gã này bị một kích hoàn toàn phá hỏng thân thể liền bị chém thành hai mảnh phân biệt mất mạng tại đương trường trong đó người ở bên phải chính là tu sĩ trung ngô hắn nghĩ là di chuyển xa một chút thì có thể an toàn hơn nhìn thấy huyết chi thủ dùng thế xét đánh không kịp bưng tai lập tức khiến cho hai người phải chết thảm, làm những người khác kinh hãi thất sắc, nhanh chóng hướng về phía xa hơn, sợ lại giống như hai vị kia. Nhưng cũng đã muộn, thân thể huyết chi thủ chỉ nhoáng lên liền hóa thành một đạo huyết quang tiến về phía trước người của một tu sĩ hóa đao ổ. Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch, cắn răng phóng ra hai cây phi đao màu đen, hơn nữa thân hình cũng mau chóng bắn nhanh về phía sau. Nhưng từ trong miệng chi thủ này này, phun ra một cổ chất lỏng màu sáng trắng trực tiếp đón lấy hai thanh phi đao, lập tức khiến cho nó rơi xuống bên dưới. Tiếp theo cái miệng khổng lồ hướng về đầu của tu sĩ hóa đao ổ mà cắn đến. Máu phun ra cao hơn nữa thước làm cho mọi người hoảng sợ biến sắc. Những người còn lại trong đó có hàn lập, lập tức không hề trần chờ nữa, nhất thời phù lục pháp khí liên tục được phóng ra. Nhưng thân thể của huyết chi thủ lại nhanh nhẹn như gió, các pháp khí cùng pháp thuật theo sau nó trong sơn động hẹp hòi như vậy, cũng không thể làm được gì nó căn bản là không cùng loại tốc độ một lúc sau lại có thêm hai tu sĩ chết thảm dưới răng của nó tuy nhiên cũng có một vị xuất ra một cái khăn đón trước người có tác dụng ngăn cản được nó nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi cũng lâm vào tình cảnh khăn rách người chết móng vuốt cùng răng của nó thật sự rất lợi hại độ cứng cũng phải trên đỉnh cấp pháp khí lúc này trong sơn động cũng chỉ còn lại có lữ thiên mông tuyên nhạc cùng hà lập ba người ba người bọn họ đều lộ sắc mặt kinh sợ vô cùng nếu là ở một địa phương khác thì các vị tu sĩ cũng không có chết nhanh như vậy, dù sao đi nữa thì có thể ngự khí phi hành kéo dài thời gian hơn một ít. Phanh một tiếng chi thủ lại vọt đến bên người của Lữ Thiên Mông, một chảo đã phá vỡ phòng hộ đang muốn chém về phía người, thì bỗng xuất hiện một cái vật thể đen đúa cản lại vật thể này, phảng phất như là một cái tiểu thuẫn, nhưng nhìn kỹ biểu hiện dưới lộ ra lập tức phát hiện đó là một cái xác rùa to lớn, vô cùng. Lợi chảo của chi thủ chỉ để lại trên vật này một vết cào nhàn nhạt, nhạt các chỗ khác đều hoàn hảo không hề tổn hao chút gì, thật sự là làm cho người khác kinh ngạc. Chi thù này thấy tấn công không có dấu hiệu gì lập tức không hề trần chờ, liền bỏ qua lữ thiên mông, huyết quang lại chợt lóe lên, hướng về phía Hàn Lập cắn đến. Hàn Lập thần sắc có chút lạnh lùng nhìn nó, nhưng bất ngờ thân thể mơ hồ một chút liền biến mất tại chỗ, tiếp theo tại bảy tám trượng bên ngoài lại xuất hiện thân hình, điều này đã làm cho yêu thú ngẩn ngơ thế nên. Đứng tại chỗ một chút, chỉ chỉ hoãn trong một lát này một tiểu trung màu vàng của tuyên nhạc, rốt cuộc cũng đã đuổi đến nơi, hoàng quang chợt lóe lên liền biến lớn, đem yêu thú giam chặt lại bên trong, mà theo sau đó là một đoàn màu đen, chính là cặp ô long đoạt của Hàn Lập, cẩn thận xoay quanh bên ngoài cái chung, sợ rằng yêu thú lại một lần nữa thoát khốn mà ra. Nhị vị không cần phải lo lắng, già thiên trung này chính là pháp bảo được luyện chế bằng đồng tinh, nó tuyệt đối sẽ không thể đào thoát được, tuyên nhạc thần sắc cũng đã có chút hỏa hoãn, hướng về Hàn Lập và Lữ Thiên Mông giải thích. Nghe nói như vậy, Hàn Lập cũng an tâm hơn, thu lại ô long đoạt, tựa hồ rất an tâm. Lữ Thiên Mông cũng đi đến nhìn đồng trung trước mặt, sau một lúc trầm ngâm, thần sắc có chút bất an lắc lắc đầu nói, không được ta cũng không quá an tâm. Người hãy tiếp tục vây khốn con thú này đã, cho ta một chút thời gian tế xuất phù bảo, phải hoàn toàn tiêu diệt được nó. Tuyên nhạc nghe như vậy liền nhíu nhíu mày nhưng cũng không có lên tiếng, tựa hồ cũng đã đồng ý. Mà Hàn Lập nhìn truyền tống trận cùng hài cốt và lệnh bài kia, sau khi đâm chiêu một lúc liền hướng một bên đất chống ngồi xuống, tựa hồ việc xử lý chi thủ kia giao lại cho hai người này. Lúc này Lữ Thiên Mông đã lấy ra một phù bảo lấp lóe thanh quang, hai tay hợp lại chậm rãi rót linh lực vào. Hiển nhiên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sử dụng phù bảo rõ ràng mau lẹ, mới qua một thời gian ngắn liền rời tay, một thanh tiểu thước màu xanh khéo léo bắn ra, tại trên đầu của Lữ Thiên Mông bắt đầu xoay quanh. Được chưa? Ta thả yêu thú ra đây, Tuyên Nhạc thấy như vậy một bên khống chế tiểu trung một bên hỏi. Tốt lắm, các ngươi cứ an tâm mà chết đi, các bảo vật này sẽ do Lữ Mỗ nhận lấy. Lữ Thiên Mông mở chừng hai mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Tiếp theo liền hét lớn một tiếng, tiểu thước trên đầu phát ra vô số hào quang, trong khoảnh khắc liền chia ra làm hai, hai chia thành bốn, tám, trong chớp mắt liền huyễn hóa ra thành mấy trăm tiểu thước như nhau, mỗi tiểu thước đều phát ra tiếng gầm rú ông ông. Sau đó dưới sự thúc giục của Lữ Thiên Mông, đại bộ phận hướng về phía tuyên nhạc, và một ít hướng về hàn lập đang ngồi xếp bằng nơi xa kia. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc không khỏi khẽ biến, nắm chặt vật trong tay, nhìn chằm chằm vào phù bảo đang bay lại. Mà Tuyên Nhạc thần sắc cũng thản nhiên, đối diện với thế công của phù bảo lại xem như là hư vô. Nhìn thấy biểu tình của hai người, khuôn mặt đang đắc ý của Lữ Thiên Mông đột nhiên động lại, muốn đem quy sắc ra, nhưng lúc này trên mặt đất sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếp theo một đạo huyết quang xuất hiện bên người hắn. Nhất thời thân hình của Lữ Thiên Mông bị chia ra làm hai phần, mà hồng quang kia sau khi tiến lên được một đoạn liền dừng lại, kia chẳng phải là huyết chi thù đã thoát khốn sao. Trường 270, chảm sát. Lữ thiên mông đột tử, mất đi linh lực duy trì mất trăm tiểu thước kia, trong chốc lát lập tức phát ra thanh quang, liền biến thành một tiểu thước nhỏ rơi xuống đất, ở giữa hàn lập, tuyên nhạc cùng với con huyết chi thù kia. Tuyên nhạc mặt không chút thay đổi nhìn hàn lập, không có bất kỳ hành động gì, mà hàn lập hết nhìn con nhện lại nhìn sang tuyên nhạc, sắc mặt không đổi khoát tay tế xuất ra một lân thuẫn màu trắng, đồng thời bên người cũng xuất hiện tám con rối theo bạch quang từ người Hàn Lập phóng ra. Tuyên Nhạc rốt cục cũng động dung một ít, khoát tay triệu hồi tiểu trung màu vàng, thản nhiên nói, thực không nghĩ tới Hàn sư đệ cũng am hiểu khôi lỗ thuật, chẳng qua tu vi cũng không cao, những khôi lỗ này có thể là đối thủ của ta sao? Hàn Lập nghe xong thần sắc không đổi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu, huyết chi thủ này phải là do ngươi cố ý thả ra? Không sai. Tuyên Nhạc thừa nhận rất rõ ràng, đồng thời cũng lật cánh tay liền xuất hiện một vật giống như cái áo choàng bằng lụa đỏ mỏng xuất hiện trên tay. Ngươi không sợ ý quá thông minh. Cuối cùng bị con yêu thú này giết đi. Hàn lập kiếm liếm môi, cười lạnh nói. Ha ha, giết ta. Những khôi lỗ này trừ thân thể cứng một chút, thì có điểm nào còn có thể so với yêu thú cấp 4. Tuyên nhạc trào phúng nói, thần tình rõ ràng là cực kỳ khinh thường. Chẳng qua, ngươi với con thủy tinh chi thù này vui đùa đi. Hy vọng ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình nói xong liền đem lụa mỏng trong tay khoát lên người, vẫn còn đứng ở chỗ này, nhưng trong khoảnh khắc khí tức trên người biến mất không còn một chút. Hàn lập tuy có điểm ngoài ý muốn, nhưng không khỏi nhìn tấm lụa mỏng kia vài lần. Mà lúc này tuyên nhạc, mang theo gương mặt mi giờ em cười hướng về một góc của huyệt động chậm rãi đi đến, hoàn toàn muốn ở bên ngoài xem cuộc chiến. Các ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu hàn lập, nhất thời đoán ra hiệu quả của tấm lụa mỏng đó, làm sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía con chi thù kia chỉ thấy nó hung hăng nhìn chăm chú mình, hai chiếc răng lớn lại sát sát với nhau, đúng là đem hắn trở thành con mồi để săn. Hàn lập thân hình chợt lóe, hướng về góc của tuyên nhạc phóng đến. Huyết chi thù lạnh lùng nhìn hành động của Hàn lập, lập tức huyết quang đại thịnh, đồng dạng tiến về phía Hàn lập nhưng Hàn lập cũng đã sớm chuẩn bị mấy con khôi lỗi thú, lập tức đồng thời hé miệng ra luân lưu bắn ra từng đạo cột sáng đánh trên thân thể của huyết chi thù, kéo dài thêm một ít thời gian, trong nhất thời cũng không thể đuổi theo Hàn lập tuyên nhạc thấy hàn lập hướng về phía mình phóng tới trong lòng không khỏi dùng mình hắn kiên kỵ nhất là thân pháp như tia chớp của hàn lập sao dám tùy tiện để hàn lập lại gần người liền không hề suy tư đem tiểu trung trong tay hướng về hàn lập ném đi đồng thời trên người hào quang bắn ra bốn phía một bộ hỏa hồng sắc bì giáp xuất hiện trên người tấm lụa mỏng kia vì mất đi hiệu dụng đã bị thu hồi hàn lập nhìn thấy tiểu trung bay đến liền giơ tay lên một tấm gương nhỏ xuất hiện trong tay đồng thời một luồng hào quang mênh mông bắn ra lập tức đem tiểu trung thật lớn kia đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung. Thanh ngưng kính. Tuyên nhạc kinh hô một tiếng, đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh đại danh của bổn môn, thì hắn như thế nào lại không biết. Nhất thời tuyên nhạc có chút hoảng loạn tay chân, phải biết rằng, vốn hắn tưởng với già thiên trung này tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút thời. Gian, nhưng hàn lập cũng không có tạm ngừng lại mà tiếp tục vọt tới, như thế nào lại không lúng cuống tay chân đây. Cũng may là đối phương ở ngoài mười trượng, tuyên nhạc liền lập tức lấy ra băng vũ thuật, ra ngoài nhất thời biến thành một tảng băng chùy thật lớn hướng hàn lập bắn tới hắn nghĩ rằng chỉ cần đổi phương dùng thanh ngưng kính đối phó khẳng định thân pháp cũng sẽ bị chậm lại cũng đủ cho hắn phát động pháp khí lợi hại hơn rồi hàn lập nhìn thấy một tảng băng chùy thật lớn này phóng tới hàn quang trong mắt chợt lóe lên thế nhưng hắn lại đem thanh ngưng kính thu vào trong túi chữ vật đồng thời thân hình cũng gia tốc lên gấp đôi cả thân thể vạn vẹo xuyên qua băng chùy tiếp tục vọt tới tuyên nhạc thấy như vậy vẻ mặt đang thong dong biến mất không còn một mảnh sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Hàn Lập trong chớp mắt hướng trước người mình vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng không hề pháp động bất cứ pháp khí gì, chỉ ngưng tụ linh lục toàn thân lên hỏa hồng hộ giáp, hy vọng đỉnh giai phòng ngự pháp khí này có công hiệu, hóa giải nguy cơ trước mắt Hàn Lập, thấy hộ giáp của đối phương pháp ra hỏa quang chói mắt, trong mắt sát khí chợt tăng. Khẽ hé miệng ra, một mũi nhọn đen đen sớm được hắn chuẩn bị phun ra, mang theo âm thanh cực kỳ thê lương cực nhanh hướng, đến hộ giáp pháp khí của đối phương bắn tới, làm phát ra tiếng nổ kinh thiên tiếp theo lại xuất hiện một kiếm khí màu xanh hàn lập thân hình chợt lóe lên liền đứng trước người tuyên nhạc tuyên nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ hỏa hồng giáp trên người tại ngực xuất hiện một cái lỗ lớn bằng nắm tay làm cho linh khí hoàn toàn biến mất đã trở thành một phế phẩm mà đầu hắn cũng không hề có dấu hiệu gì đột nhiên rơi xuống ngay sau khi bị hàn lập phá hộ giáp đi đầu hắn trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang trực tiếp chém rơi xuống túi chữ vật bên hông tự nhiên cũng bị hàn lập thuận tay lấy đi Nhìn túi chữ vật trên tay kia, trong lòng Hàn Lập có cảm giác hưởng thụ nói không được. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền như vậy bị giết chết, nói vậy cũng thật là khó có thể tin được. Chẳng qua Hàn Lập lại rõ ràng, đối phương chết trên tay của chính mình, hoàn toàn bởi vì xuất bất kỳ ý, còn lại cũng là do địa hình chật hẹp hạn chế. Nếu là giao đấu ở trên không trung, thì đối phương tuyệt sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người, ít nhất cũng cách xa hơn 10 trượng, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành. Tốc độ của đối phương tuyệt đối không thấp hơn cực hạn thân pháp của chính mình. Còn có, lần này có thể một kích hủy hộ giáp của đối phương chính là nhờ sừng của mặc dao luyện chế thành một pháp khí tự bạo, cùng với hộ giáp của đối phương đồng quy vu tận. Nói tới cái sừng này, vị chủ điếm luyện chế ra cho mình còn không ngừng tiếc hận, nói là độc giác của mặc dao này mà trưởng thành hơn hai ba mươi năm, có thể luyện chế thành một pháp khí phi thường lợi hại, mà bởi vì sừng vừa mới sinh ra phẩm chất còn thấp, chỉ có thể luyện chế thành vật phẩm tiêu hao chẳng qua hôm nay phải dùng vật ấy giết chết một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ quả là cực kỳ tốn kém hàn lập đem thanh ngưng kính cùng tiểu chung của đối phương thu hồi thì sau lưng chuyển đến vài tiếng bạo liệt điều này làm cho hắn không tiếp tục suy tư mà vỗ vào túi chữ vật ở bên hông lập tức từ bên trong bay hai con khôi lỗ thú thì ra tám con khôi lỗ kia bị con huyết chi thủ này đến trước người lập tức bị cắt thành bảy tám phần rồi bây giờ huyết chi thủ lại hướng hàn lập vọt đến hàn lập khoát tay một đôi ô long đoạt xuất hiện liền ngay lập tức hóa lên thật lớn, đem huyết chi thủ từ không trung ngăn lại. Tiếp theo, cột sáng từ trong miệng của con rồi bắn ra, không ngừng công kích đến thân hình màu đỏ của yêu thú, khiến nó tạm thời dừng lại một chỗ, không thể tiếp tục tiến lên. Huyết chi thủ dưới tình huống như vậy liên tục phun ra mạng nhện, nhưng đáng tiếc là Hàn Lập vừa thấy yêu thú xuất chiêu này, ra lập tức thân hình nhoáng lên tránh mất, cho nên nếu có khôi lỗ thú nào tránh không được bị mạng nhện cuốn lấy, thì lập tức được hắn thu vào trong chữ vật đại trung đổi một con khác đi ra một chút cũng không dám chậm trễ tiếp tục kéo dài công kích ý tưởng tế xuất phù bảo giết đối phương là không thể thực hiện được dù sao thì dùng vòng bảo hộ cùng pháp khí để đón lấy mạng nhện là điều không chắc chắn lắm hàn lập không tiếp tục nề hà hít một hơi thật sâu đành phải tiếp tục bảo trì loại công kích này đối với huyết chi thù không dám lơi lõng tí nào quá một khắc sau tình huống xảy ra hoàn toàn giống với hàn lập dự định huyết sắc trên người huyết chi thù dần dần thối lui bên ngoài thân thể cũng dần dần xuất hiện những vết thương hiển nhiên chân nguyên của huyết chi thù này tiêu hao không ít, không thể tiếp tục duy trì linh lực để bảo hộ thân thể khỏi bị công kích. Hàn lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thì con chi thù này cũng cảm giác được có chút không ổn, vài lần muốn thoát ra sự công kích của hàn lập, hướng đến cái động khẩu đi đến, nhưng đều bị những con rối kia dùng những cột sáng rồn dập bắn tới bức nó trở về, cuối cùng bị hàn lập vây chết tại chỗ. Khi con yêu thú hao hết tia chân nguyên còn lại thì không thể phản kháng được nữa, mà Hàn Lập cũng xuất ra một thanh ngân kiếm sắc bén vô cùng tiến lên một bước đem đầu của nó chém xuống. Quả nhiên giáp xác của con thú này cứng rắn vô cùng, nhưng khi không còn pháp lực hộ thể liền nhẹ nhàng bị ngân kiếm phá hỏng phòng ngự. Sau đó, Hàn Lập đặt mông xuống ngồi ở bên cạnh, nửa ngày sau cũng không nói gì. Sau một lúc, hắn nhìn các tu sĩ chết khắp trong nhũ động, lần đầu hắn cảm thấy được sinh mệnh của người tu tiên yếu ớt như thế nào. Điều này làm cho trong lòng hắn có điểm bi ai có lẽ là một ngày nào đó, hắn cũng đồng dạng chết trên tay của người tu tiên, hoặc là tang mạng ở trong bụng con yêu thú nào đó. Nghĩ ngơi được một lát, Hàn Lập đem tiểu thức phù bỏ đến, tiếp theo, các đồ vật trong túi chữ vật đại của các thi thể hắn cũng thu lấy. Cuối cùng cẩn thận tiến gần lại truyền tống trận, ánh mắt chăm chú nhìn năm bộ hài cốt cùng với những lệnh bài kia không rời. Đại Na di lệnh, đây là do Lữ Thiên Mông xưng hô như vậy. Hàn Lập Lâm vào suy tư thẩm nghĩ. Chương 271, Đại Na di lệnh hòa cổ truyện tống trận, Đại Na Di lệnh danh xưng này Hàn Lập chưa từng nghe qua, nhưng thấy Lữ Thiên Mông không do dự ra tay diệt trừ người khác, liền biết sự chân quý của vật ấy. Chẳng qua đối mặt với tạo hình quỷ dị của hài cốt ngũ sắc, Hàn Lập cũng không dám tùy ý manh động. Hắn lấy ra kim nhận, cẩn thận đâm vào hài cốt, thấy không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm đi đến gần, cẩn thận dò xét khối lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lam lấp lánh, phóng ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt, nhạt, từ hoa văn cổ xưa mộc mạc cùng với chữ viết cổ ở mặt trên minh ấn xem ra nó rõ ràng là thượng cổ chi vật. Về phương diện khác Hàn Lập cũng không cảm ứng được có cái gì khác thường, linh lực ẩn giấu cũng không quá cao. Hàn Lập nghĩ nghĩ, dùng kim nhận trong tay nhẹ nhàng sử ra, dễ dàng đem lệnh bài đưa đến tay. Dùng ngón tay ấn một cái, thực không phải là vật liệu kim loại như trong tưởng tượng, ngược lại trong mềm có cứng, phẳng phất như là được chế tạo từ một loại gỗ nào đó. Hàn Lập nhìn trong chốc lát, sau đó liền thử rót vào một chút linh lực nhưng một cỗ hấp lực khổng lồ từ trên lệnh bài truyền đến làm cho một lượng lớn linh lực trong cơ thể hắn thoát ra hàn lập sợ tới mức nhanh chóng cắt đứt sự thu hút linh lực lúc này mới làm cho hấp lực biến mất hàn lập đã nếm đau khổ nên không dám thí nghiệm lung tung nữa mà là cẩn thận đem lệnh bài thu vào trong túi chữ vật tiếp theo hắn lại đi quanh truyền tống trận chẳng biết tên chi này vài vòng đối với việc nó truyền tống đến chỗ nào rất là tò mò đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng tiếp tục thí nghiệm huống hồ cho dù hắn có ý tưởng ngu ngốc này cũng không thể thực hiện được bởi vì một góc của truyền tống trận đã bị tổn hại tuy hư hao không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm cho nó không thể sử dụng một cách bình thường hàn lập trừng mắt nhìn đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản bắt đầu đem dạng thức hoa văn của truyền tống trận sao lục chuẩn bị tìm một ít người nhìn xem còn có thể chữa trị cho nó hay không hắn đối với điều này tràn ngập hy vọng sau khi hoàn thành xong hết thảy hàn lập liền tìm kiếm bốn phía trong huyệt động nhìn xem có còn bỏ sót thứ gì hay không kết quả ở sau một cột đá thô to phát hiện hai quả trứng tròn trong suốt kích cỡ bằng nắm tay vừa thấy chúng nó Hàn lập kinh hỉ dị thường không cần đoán liền biết đó chính là trứng của con nhện yêu thú kia lợi hại của yêu thú hắn đã tự mình thử nghiệm qua sao có thể bỏ qua thứ cơ hội này lập tức từ trong túi chữ vật của một tu sĩ linh thú sơn tìm được một cái túi ra được trang trí rất đẹp đem trứng con nhện cẩn thận thu vào trong sau đó nhét vào bên hông có thu hoạch lần này Hàn lập càng thêm chú ý tìm kiếm những chỗ còn lại đáng tiếc không có phát hiện gì chẳng qua Hàn Lập trong tâm đã rất hài lòng, cũng không thèm để ý. Hắn đem thi thể của bọn Tuyên Nhạc, Lữ Thiên Mông dùng hỏa cầu biến thành cho bụi, che giấu diệt tích. Khi gặp hài cốt ngũ sắt, Hàn Lập cũng tùy tay cho vài quả hỏa cầu nhỏ, đồng loạt chuẩn bị hủy diệt. Kết quả khi liệt hỏa thiêu đốt qua đi lại ngưng kết xuất ra bảy, tám hạt châu nhiều màu. Điều này làm cho Hàn Lập kinh ngạc, tự nhiên tò mò thu giữ lấy. Hàn Lập sau đó phải rời khỏi nơi này, nhưng vì không muốn cho truyền tống trận bị người khác phát hiện, nên khi hắn rời đi đã dùng thanh nguyên kiếm quang đem cửa động biến thành bột mịn hoàn toàn ngăn chặn việc đi vào đương nhiên hắn lưu lại một ít ám ký tại phụ cận để sau này có thể tìm được nơi này sau đó hàn lập dựa theo phương hướng gió thổi trong động thạch nhũ sau mấy canh giờ liền tìm được một cái cửa ra vô cùng bí mật rút cuộc bước lên trên mặt đất bởi vì sợ hãi người phê ma đạo còn lãng vãng tại phụ cận hàn lập một chút cũng không dám chỉ hoãn khởi động thần phong chu hướng thái nhạc sơn thoát đi bởi vì trên đường vô sự nên sau bảy 8 ngày Hàn Lập liền trở về Hoàng Phong Cốc, hắn hướng quản sự thuật lại một phen tao ngộ khi đã giảm lược bớt, sau đó liền trở về động phủ của mình đợi lệnh. Lúc này hắn cũng biết đợt đại chiến thứ hai đã bắt đầu. Hơn nữa lúc đầu bảy phái dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của hai nước, đối mặt với sáu tông tự hồ chiếm thượng phong, điều này làm cho không khí trong Hoàng Phong Cốc dịu đi rất nhiều, không hề giống như bị chiến sự ác liệt mà bi quan. Sau khi trở về, thấy trong động phủ hết thảy đều như trước Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm, Tuy nhiên hiện tại trở về môn phái không phải là một cử chỉ khôn ngoan, 89 phần 10 sẽ bị bắt làm lính, hiện tại bảy phái đối với đệ tử lâm trận lùi bước, lấy cơ tránh né nhiệm vụ, xử phạt thập phần nghiêm khắc, nhẹ thì xử phạt linh thạch, nặng thì phế bỏ pháp lực, điểm này là bất dung tình. Hơn nữa nghe người ta nói trong bảy phái đã có gần trăm người chịu xử phạt nặng, nhẹ không đồng nhất, mà có hay không có hành động tránh né chiến tranh, yêu cầu đệ tử không có nhiệm vụ cùng đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ, trong thời gian quy định phải trở về bổn môn báo cáo nếu như không xuất ra lý do vượt quá quy định thời gian liền sẽ bị phán định xử phạt đương nhiên việc tránh né không hề xuất hiện còn trực tiếp trốn sang nước khác hậu quả sẽ đáng sợ hơn sẽ bị bảy phái đuổi giết cả đời chỉ cần bảy phái tồn tại một ngày việc đuổi giết sẽ không đình chỉ hàn lập lúc này còn không muốn thoát ly hoàng phong cốc và việt quốc tự nhiên phải thành thành thật thật trở về nghe lệnh kỳ thật hắn phòng trừng khi chiến tranh ma đạo cùng chính đạo đồng thời mở rộng cả khu thiên nam sẽ có địa phương nào bình yên đây các nơi tu tiên giới có thể bị cuốn vào trong tranh đấu chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi tự nhiên như vậy còn không bằng ở tại việt quốc dù sao cũng khó rời bỏ quê hương chuyện thứ nhất khi hàn lập trở lại động phủ chính là đem trứng con nhện kia nhúng chìm vào trong linh nhãn chi tuyền để linh khí chậm rãi nuôi dưỡng ấp nở tiếp theo hắn liền đóng chặt cửa hai ngày rút cuộc đem tầng thứ nhất của đại diễn quyết luyện thành không biết là trùng hợp hay không thanh nguyên kiếm quyết lâu đã không có tiến triển đồng thời đột phá lên tầng thứ năm làm Hàn Lập tiền vào trình độ của trúc cơ trung kỳ. Hàn Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Dù sao lúc này mỗi khi tu vi tăng lên một ít, hy vọng bảo vệ tính mạng trong loạn lạc cũng lớn hơn một ít. Nhưng làm Hàn Lập kỳ quái chính là sau mấy ngày trở lại, đến nay trong môn phái không có phái hắn làm nhiệm vụ gì, điều này làm cho Hàn Lập có chút bất an. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, sự tình càng khác thường thì càng đại biểu cho phiền toái cùng nguy hiểm. Nhưng Hàn Lập thay đổi ý nghĩ, hiện tại cùng lục đạo tranh đấu còn có nhiệm vụ gì là an toàn ngay cả thủ vệ mỏ linh thạch cũng thiếu chút nữa là chết nhiệm vụ gì cũng không sao cả suy xét qua đi hàn lập khôi phục trở lại tâm tính bình thường nhân có thời gian ngắn ngủi này tìm hiểu xem đại na gì lệnh rút cuộc là cái gì và cũng không cần phải truyền tải sự tình của đồng huyên nhi cho sư phó hắn lý hóa nguyên cùng hồng phất sư bá bởi vì thân là tu sĩ kết đan kỳ bọn họ sớm đã có nhiệm vụ trên thân không ở tại trong môn phái hàn lập trải qua hai ngày ở trong thiên tri các tìm kiếm xung quanh rút cuộc tại một quyển sách gọi là động huyền giải tìm được sự giới thiệu đơn giản về đại na di lệnh theo như trên sách ghi lại cái lệnh bài màu xanh lam lấp lánh này là một pháp khí cần có khi một nhóm tu sĩ cổ xưa tiến hành truyền tống siêu khoảng cách nếu không sẽ không thể bảo đảm an toàn khi truyền tống chỉ có được đại na di lệnh tu sĩ cổ xưa mới không vì truyền tống quá xa mà bị áp lực không gian hình thành khi truyền tống đè ép đến chết cho nên khi truyền tống đoạn ngắn áp lực không gian tự nhiên có thể bỏ qua ví dụ như là tiểu truyền tống trận trong và ngoài nhạc lộc điện, Hàn Lập sẽ không có cảm giác không ổn. Cho nên sự bảo đảm an toàn của đại na di lệnh như thế nào trên sách, cũng không nói gì. Hơn nữa phương pháp chế tác đại na di lệnh sớm đã thất truyền trong loạn lạc của tu tiên giới. Sự tồn tại của đại na di lệnh vì thế cũng tiêu thanh biệt tích, đến hôm nay đã thành truyền thuyết chi vật, căn bản là không nghe nói qua ai có vật đó ở trong tay. Chẳng qua điều này đối với tu tiên giới hôm nay mà nói, cũng là một sự tình không sao cả bởi vì truyền tống trận cổ xưa so, với đại na di lệnh còn sớm trở thành truyền thuyết hơn. Địa phương khác thì không biết nhưng tại khu Thiên Nam này trước mắt một cái cũng không thấy. Còn ở một địa phương nào đó, không có ai ghé qua hay trong mật địa của gia tộc có hay không, điều này cũng khó nói. Nhưng tu tiên giới ngày nay có khả năng kiến tạo truyền tống trận xa nhất cũng chỉ có hơn trăm dặm mà thôi, so tính với truyền tống trận trăm ngàn dặm cổ xưa, căn bản không thể luận bàn. Nhưng như vậy mà giá cả xây dựng đã rất đắt đỏ một nhà một phái nhiều lắm cũng chỉ có ba bốn tòa mà thôi nhiều cũng sẽ làm cho họ đau lòng tốn của hàn lập sau khi rõ ràng tác dụng của đại na di lệnh trong đầu óc xuất hiện một ý niệm chính là cái truyền tống trận trên mặt đất kia chẳng lẽ chính là một loại cổ xưa phán đoán này làm tim hàn lập đập thình thịch trong lòng biết rằng xác suất đó là cực cao nếu như thế thì hắn có đại na di lệnh này cùng với việc tái sửa chữa truyền tống trận kia chẳng phải lập tức đi đến một địa phương ở ngoài ít nhất là trăm ngàn dặm sao vũng nước đục giữa bảy phái và sáu tông hắn liền không cần tham gia tranh đấu có thể đi tới một địa phương mới để tiếp tục tu luyện ý tưởng này nảy ra làm hắn rút cuộc nhẫn nại không được hắn bắt đầu tìm kiếm bộ sách về truyền thống trận cổ xưa nhìn xem có thể có phương pháp sửa chữa cái trận pháp kia hay không hàn lập tìm kiếm vài ngày ở trong phần lớn tàng thư của thiên tri các nhưng không thể từ trong sách về trận pháp tìm được tư liệu về truyền thống trận cổ xưa một chút cũng không tìm được điều này làm cho hắn thất vọng lúc này hàn lập liền nhớ tới một người có lẽ có khả năng giúp mình sửa chữa trận pháp này. Chương 272, một năm. Người Hàn Lập suy nghĩ tự nhiên chính là Tề Vân Tiêu, kẻ đã từng có ước định mấy năm với hắn. Vị bằng hữu trận pháp sư kia của Tề Vân Tiêu, một khi đã tinh thông điên đảo ngũ hành trận, thì đối với các pháp trận khác cũng sẽ tinh thông. Mà truyền tống trận pháp thượng cổ này cũng coi như là một loại trận pháp, do đó vị bằng hữu kia của hắn nói không chừng có thể chữa trị được. Hàn Lập nghĩ như vậy nên trong lòng rất là động tâm tính toán thời gian, thấy cách ngày tái hội lúc trước không còn xa. Nhưng hiện tại ở trong môn phái tùy thời đều có nhiệm vụ, đương nhiên không thể lập tức đi tìm đối phương, chỉ có sau này thử cách khác. Hàn Lập suy xét một phen liền có chút ủ rũ, không có lòng dạ nào lật dở mấy cuốn sách về trận pháp này nữa, hắn sau đó đi ra khỏi thiên chi các để trở về động phủ. Trở lại trong động phủ Hàn Lập phát hiện trứng con nhện tự hồ lớn hơn một vòng, xem ra linh nhãn chi tuyển đối với việc tăng tốc sự ấp nở thật hữu hiệu. Hàn lập thấy vậy lập tức vẽ một cái pháp trận khống thần đơn giản. Đây là một loại thủ đoạn cơ bản mà tu sĩ dùng để khống chế chứng yêu thú. Tiếp theo trích vài giọt tinh huyết vào pháp trận, đem trứng nhện thả vào trong đó. Đợi pháp trận có hiệu quả, hai quả trứng hấp thu hết tinh huyết mới đem chúng nó trở lại linh tuyền. Khi Hàn lập hoàn thành việc này, liền nhận được một đạo phủ truyền âm bảo hắn nhanh chóng tập hợp tại nghị sự điên. Hắn trong lòng dùng mình, biết nhiệm vụ rút cuộc đã đến. Trường chiến tranh giữa thất phái cùng lục tông trong một mảng loạn thạch của kim cổ nguyên nào đó ở ranh giới giữa Việt quốc và Sa Kỵ quốc, Hàn Lập đang chỉ huy hai đạo hắc quang biến hóa như ô long, vài cái kim nhận, đem một gã đệ tử trúc cơ sơ kỳ của Quỷ Linh môn vây khốn, điên cuồng tấn công không ngừng. Tuy trên người đối phương hắc khí cuồn cuộn, rất kinh người, ngoài ra còn ẩn ẩn có đầu lâu xương khô rung động ô ô, nhưng dưới sự công kích giống như vũ bão của hai bộ pháp khí nên rất nhanh đã bị Hàn Lập tìm thấy sơ hở, đem chảm thành mấy mảnh. Hàn Lập cực kỳ thuần thục cầm lấy túi chữ vật trên người đối phương, liền biến mất tại trên hoang nguyên mở mịt. Thu hoạch lần này đã có, hơn nữa sắc trời đã tối muộn. Dựa theo quy ước, tu sĩ kết đan kỳ của thất phái cùng ma đạo lúc này sẽ đi ra đánh nhau sống chết. Vạn nhất ảnh hưởng đến mình, không phải là chết oan uổng sao? Hàn Lập đã từng thấy qua tu sĩ kết đan kỳ tranh đấu, trong lòng liền sợ hãi không thôi. Trong vòng vài dặm đều bị đấu pháp của tu sĩ Ngự Linh, tông vào hóa đao ổ lần đó làm cho long trời lỡ đất, thiếu chút nữa đem hắn cuốn đi xa bảy, tám dặm. Từ đó về sau chỉ cần ngày có chút tối tăm, hắn sẽ sớm trở về, cho dù không có thu hoạch được gì cũng không sao. Một năm trước, hắn phụng mệnh cùng những người khác hộ tống một lượng linh thạch đến đất này. Sau đó đã bị giữ lại nơi đây, trở thành một vật hy sinh cao cấp của thất phái, không những liên tiếp tham gia tranh đấu quy mô lớn, nhân số hơn ngàn người mà còn xâm nhập vào kim cổ nguyên chém giết với địch nhân phân tán, như vừa rồi luôn luôn phát sinh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, từ sau khi chấm dứt làn sóng giao chiến bình, thủ lần thứ hai giữa ma đạo cùng thất phái, song phương ở kim cổ nguyên cách xa nhau tương đối, dần dần hình thành một tháng một trận đánh lớn. Mỗi ngày đều có những cuộc chiến đấu lớn nhỏ kỳ quái. Cái gọi là đánh lớn chính là song phương các phái xuất ra. Đội ngũ hơn một ngàn người, tranh đấu với nhau một phen. Mà đánh nhỏ chính là song phương các phái xuất ra một số tu sĩ nhất định, hoặc ba, năm thành một nhóm, hoặc đơn độc hành động, Tại trung tâm kim cổ nguyên liệp sát tu sĩ đối phương, đánh lớn thì không cần nói, Song Phương đánh một cú thật náo nhiệt, nhân số chết lại không có mấy, trừ phi là liều mạng, nếu không Song Phương mở ra hộ thuẫn kết giới, ai cũng đừng mong dễ dàng thương tổn đến. Đánh nhỏ, bởi vì tu sĩ kết đan kỳ cùng trúc cơ, kỳ thực lực không thể so với nhau nên Song Phương sau khi trải qua một phen thăm dò, liền đem thời gian từ rạng sáng đến chiều dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ chém giết. Đến buổi tối cao thủ kết đan kỳ của hai phe mới có thể xuất động để đại chiến một hồi. Tu sĩ kết đan kỳ đơn đà độc đấu, một trọi một thì đả bại đối phương rất dễ dàng, thậm chí có thể làm trọng thương đối thủ. Nhưng nếu muốn lấy đi tính mạng thì thật là không dễ. Dù sao một gã kết đan kỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn, thật sự tốc độ rất kinh người. Kể từ đó trong thời gian một năm tu sĩ trúc cơ, kỳ của hai bên đều bị tổn thương mấy trăm người, mà tu sĩ kết đan kỳ một người cũng không có. Điều này làm cho chủ sự song phương cảm thấy đau đớn không ít, cũng có chút buồn bực. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ pháp lực thấp kém, chỉ có thể làm lực lượng dự bị, ngược lại được bảo tồn thập phần đầy đủ. Chẳng qua trường đại chiến cùng việc đánh lén không ngừng trong một năm qua làm, cho tu sĩ lục tông, và thất phái cảm thấy ăn không tiêu. Song phương thật lực liều mạng tiêu diệt, làm suy yếu đối phương và còn đồng thời tích trữ lực lượng. Bọn họ cũng rất rõ ràng rằng thời khắc quyết chiến đã rất cận kề. Hàn lập khởi động thần phong chu, sau một canh giờ liền xuất hiện trong trận doanh của mình từng gian mộc ốc kích thước không đồng nhất thạch ốc trong cấm chế như ẩn như hiện sắp xếp lộn xà lộn xộn không có quy luật gì cả mấy cái này chính là người tu tiên tiện tay dùng mộc hệ hoặc thổ hệ đạo thuật xây dựng nên phòng ốc tạm thời đương nhiên là phải phân chia khu vực tùy theo môn phái hàn lập trước tiên đi đến chỗ ở của chính mình một gian thạch ốc không lớn sau khi đóng cửa hắn liền dùng một bộ trận kỳ tiểu cấm đem thạch ốc tạm thời phong bế tiếp theo hàn lập lấy ra những thứ đắc thủ hôm nay ở trong túi chữ vật bắt đầu kén cá chọn canh lại là đầu lâu xương khô cùng một đống cờ hiệu nhỏ mấy thứ quỷ quái này ngoại trừ người của quỷ linh môn ai có thể sử dụng chỉ có thể đổi một chút tiền di thanh kiếm này cũng được để lại dùng cái này Hàn Lập sau khi lầm nhầm tự nói liền rất nhanh đem pháp khí cùng vật phẩm hữu dụng trong đống đồ giữ lại những thứ không đáng tiền và không dùng được đều bỏ vào trong một cái túi chữ vật khác cầm lấy túi chữ vật này Hàn Lập dỡ bỏ trận kỳ đi ra khỏi phòng sau mấy lần quẹo, hắn hướng tới một gian phòng dễ dàng nhìn thấy trong một loạt nhà. Diện tích mục ốc này chiếm 5, 60 trượng, cả nhà đều màu vàng, dưới sự chiếu rọi của mặt trời, lấp lóe sáng lên, bình thường giống như được tạo thành từ kim loại. Hàn Lập không khách khí đẩy cửa đi vào, trong phòng ồn ào om sòm, cực kỳ náo nhiệt, có mười mấy tên tên tu sĩ có danh tiếng đang bày ra quầy giao dịch thứ gì đó, còn có rất nhiều tu sĩ đang cùng chủ quán có kè mặc cả hoặc là chọn lựa đồ vật trong quán. Hàn Lập như đã quá quen thuộc, nhanh chóng tiến đến mấy quầy hàng, những thứ trong túi chữ vật lập tức biến thành linh thạch, sau khi tẩu tán hết thì trên tay đã xuất hiện gần 100 viên linh thạch. Hàn Lập không chú ý tới người khác, hướng một quầy hàng lớn nhất trong phòng đi tới. Quầy này dài khoảng 7, 8 trượng, cơ hồ phải lớn hơn 3, 4 lần quầy khác, quán chủ còn là một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ béo nung núc. Hàn Lập cái gì cũng không nói, lập tức đem linh thạch từ trong túi chữ vật ném cho tên mập sau đó không khách khí nói, Trần Huynh, đổi cái long ngâm thảo kia, ta đã gom đủ 500 viên linh thạch rồi. a à, a à. nguyên lại là Hàn Huynh đệ. Thật lợi hại, nhanh như vậy đã đem tới linh thạch, để ta xem chút tên mập vừa thấy Hàn lập lập tức cười hì hì. Sau đó dùng đôi tay béo núc ních nắm lấy túi chữ vật, đem tâm thần đắm chìm vào trong đó, cảm ứng số lượng linh thạch. Tốt, tốt, đúng là 500 linh thạch. Đây là long ngâm thảo, thu lấy đi. Trần mập mặt mày hớn hở, từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận cái hộp nhỏ, trực tiếp mở nắp ra xem, sau khi liếc mắt một cái liền gật đầu thu lấy, sau đó chờ đợi một chút rồi hỏi tiếp, lần trước hỏi về phương thuốc, không có tin tức gì sao? Chỉ cần có phương thuốc, giá tiền ta có thể xem xét. Lão đệ, phương thuốc tuyệt đối là vật hi hữu, tuy trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể có một số, nhưng cũng đều là bảo bối. Ai lại lấy ra đem bán? Huống hồ lão đệ còn muốn phương thuốc hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ khó khăn lại chồng chất khó khăn, ta cố hết sức nhưng thật sự tìm không được. Trần Mập nghe xong lời của Hàn Lập, sắc mặt khổ đau, hướng về phía hắn kể khó kể khổ. Hàn Lập trong lòng có chút thất vọng, nhưng biểu hiện trên mặt lại lạnh nhạt cười nói, không quan hệ, không có cũng không sao. Vẫn muốn đa tạ Trần Huynh đã giúp ta có được hai cái. Trần Mập nghe xong lời ấy, cười hì hì nói, hai phương thuốc kia gần như là loại bỏ đi, đã tồn động trên tay ta nhiều năm. Ngươi muốn chúng nó, lúc ấy ta thật là có chút không dám tin tưởng chẳng qua lão đệ muốn mang về tiến hành thí nghiệm cải tiến. Điều này thật đúng là việc mà người thường không dám làm, dù sao tiêu phí quá lớn thời gian cùng tinh lực, nói không chừng chỉ có vài người tài cao mới có khả năng hoàn thành. Trần Mập nói xong liền có chút cảm khái. Hàn Lập nghe xong mỉm cười, không nói gì. Hắn từ lúc ở đây liền phát hiện được nơi giao dịch trong doanh trại này, ngạc nhiên thấy, trong này có rất nhiều vật phẩm chân quý căn bản không thể tìm thấy ở phường thị, từ nguyên liệu dược thảo đến công pháp, pháp khí, cơ hồ cái gì cần đều có. Dược tài thiếu của tụ linh đan dễ dàng thu thập khi giao dịch, chỉ cần trở về tiến hành nuôi dưỡng, lập tức có khả năng làm pháp lực hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ở tên mập mạp này, hắn chỉ tốn gần ngàn linh thạch liền mua được hai phương thuốc cổ, mà chỉ có trong mơ mới có được, điều này làm cho Hàn Lập kinh hỉ phát cuồng. Chương 273, xảo ngộ. Sau khi đào hết linh thạch trong túi tiền, thậm chí ngay cả đại bộ phận phương thuốc cổ được làm mới lại sau này hắn đều có. Một bộ phận còn lại, Hàn Lập cắn răng một cái, mạo hiểm xuất ra hai gốc dược thảo 400 năm, và tham gia nhiều lần nhiệm vụ liệp sát tu sĩ ma đạo nên cứ như vậy, chẳng những nhận được số linh thạch thưởng theo quy định, mà những thứ trong túi chữ vật của địch còn có khả năng trao đổi lấy nhiều linh thạch hơn. Bằng vài kiện phù bảo trong tay cùng với uy lực của đại diễn quyết, Hàn Lập cho dù đụng phải tu sĩ trúc cơ, hậu kỳ cũng có thể bình yên thoát thân trở về. Đồng dạng, nếu là tu sĩ ma đạo trúc cơ, sơ kỳ hay trung kỳ gặp phải Hàn Lập tự nhiên sẽ không có lực hoàn thủ bỏ mạng dưới tay hắn. Đương nhiên tên gia hỏa biến thái như thiếu chủ Quỷ Linh, môn bằng vào thân phận của hắn thì như thế nào lại tham gia cái hành động loại này. Kể từ đó trong một năm này Hàn Lập cũng có chút danh khí trong tu sĩ trúc cơ thất phái. Ai cũng biết Hoàng Phong Cốc xuất hiện một người mới, tu vi là trúc cơ trung kỳ nhưng liên tiếp ngắm bắn mười mấy tu sĩ ma đạo, mà toàn thân còn có thể trở về, có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hàn Lập dùng linh thạch đổi tới tay, đem nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu thập đủ nghe nói ở trong doanh trại của các phái khác cũng đồng dạng có sở giao dịch hắn liền hỏi vị trần mập này giúp hắn để ý xem có hay không có phương thuốc tuy nhiên hôm nay xem ra không có cái gì cả hàn lập đang muốn cáo từ đối phương bỗng nhiên bên người có một trận hương thơm sộc vỏ mũi hắn cảm thấy ngạc nhiên quay đầu thì thấy phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ lạnh lùng sau khi nhìn rõ khuôn mặt động lòng người thân thể mềm mại đầy đạn kia thần sắc trên mặt hàn lập không động nhưng trong lòng đã có chút lo sợ bất an không ngờ đó chính là vị trần sư muội từng có tiếp xúc ra thịt, tưởng tượng đến tình hình của đêm hương diễm nóng bỏng kia trong lòng hắn có một cảm giác khác thường lại nói tiếp hắn cùng nữ tử này từ sau khi rời khỏi cấm địa trong thời gian dài cũng không gặp mặt không biết đối phương khi nào cũng đi tới nơi đây ngũ bá đây là thứ người muốn trần sư muội nhàn nhạt liếc mắt dò xét hàn lập sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc liền đi tới trước trần mập đem một cái túi chữ vật đưa qua hì hì chất nữ xinh đẹp người đến rất đúng lúc trong này đang cần gấp hàng hóa đây trần mập gặp trần sư Mội liền nói thịt béo trên mặt cao hứng rung rung lên ngũ bá hàn lập bị danh xưng này của trần mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày hắn vạn vạn lần không nghĩ tới vị mập mạp mà mình biết hơn nửa năm nay chính là trưởng bối của trần sư muội bằng vào tu vi trúc cơ trung kỳ xem ra địa vị trong gia tộc trần thị khẳng định sẽ không thấp trần sư muội ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn hàn lập sau đó liền lạnh lùng không hề để ý đến hắn dù chỉ bằng nửa con mắt. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng có không ít tư vị. Trần Huynh, tại hạ trước tiên cáo tử, sau sẽ ghé thăm. Hàn Lập không muốn lưu lại nữa, liền nói lời khách khí, quay đầu đi ra bên ngoài sở giao dịch. Trần Sư muội xinh đẹp lúc này mới lạnh lùng nhìn bóng dáng Hàn Lập đi xa, đôi mi thanh tú nhăn lại hướng vị Trần Mập đang xem xét túi chữ vật hỏi, ngũ bá, tên tiểu quỷ nhát gan tìm người mua thứ gì sao? Tiểu quỷ nhát gan. Trần Mập bị từng lời, từng lời của vị chất nữ xinh đẹp gây chú ý chính là tên gia hỏa vừa rồi mới đứng ở trong này đó ngươi nói hàn lập trần mập chớp chớp đôi mắt nhỏ sắc mặt hiện ra vẻ khó tin chính là hắn có cái gì không đúng trần sư muội xinh đẹp có chút kỳ quái hỏi ngày đó trong lần đi tới cấm địa hàn lập không lưu lại ấn tượng tốt cho vị trần sư muội này nàng nghĩ rằng hàn lập chỉ là một tên trốn tránh cuộc chiến nhưng lại gặp được vận may to lớn trần mập trầm mặc một chút bỗng nhiên thở dài, khẩu khí có chút cổ quái nói, chất nữ xinh đẹp, người vừa đến nơi đây, có một số việc còn không rõ ràng cho lắm. Tuy không biết ngươi như thế nào cho rằng người này là tiểu quỷ nhát gan, nhưng thanh danh hắn trong đồng môn cũng không nhỏ đâu. Hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, tuyệt đối không phải là loại soàng. Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, hướng ra chủ tiến cử người này đó. Nếu có khả năng lung lạc hắn, chính là có cánh tay trợ giúp không nhỏ hắn tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ. Trần Sư muội nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng bây giờ lại hiện ra sự hoảng sợ, thật sự không dám tin tưởng lời nói nghe được ở trong tai. Nàng không khỏi ngơ ngác nhìn lại phương hướng đại môn của sở giao dịch, nhưng lúc này Hàn Lập đã sớm đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi sở giao dịch, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó liền hướng chỗ ở của vị sư phụ Lý Hóa Nguyên đi tới, như thường lệ chuẩn bị ân cần hỏi thăm, thực hiện một chút lễ nghĩa thầy trò. Lý Hóa Nguyên thân là tu sĩ kết đan kỳ, Chỗ ở tự nhiên không thể đặt ngang hàng với chỗ ở phổ thông. Ở trong trung tâm đại trận có một tòa nhà lớn cực kỳ thoải mái và cũng là chỗ sống rất hòa hợp. Lại nói tiếp bảy vị sư huynh của Hàn Lập, ngoại trừ đại sư huynh còn lưu thủ tại Lục Ba Động, những người khác đều có nhiệm vụ trên thân, không ở tại chỗ này, chỉ có Hàn Lập cùng tứ sư huynh Tống Mông là ở đây. Ngày đầu tiên khi Hàn Lập đến nơi này, liền đi bái kiến Lý Hóa Nguyên, tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn làm vị sư phụ này kinh hãi lắp bắp, cảm thấy kinh ngạc dù sao từ lúc Hàn Lập trúc cơ thành công cũng mới qua mấy năm mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường, cho dù tư chất tu sĩ tốt, cũng phải tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể tiến vào trung kỳ. Hàn Lập như thế nào đột nhiên tăng mạnh như thế, tự nhiên làm Lý Hóa Nguyên trở nên tò mò. Hắn sau khi tra xét thân thể Hàn Lập mà không đạt được gì, liền hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng nhanh. Hàn Lập tự nhiên sẽ không lộ ra sự thật, mà là thể hiện hình dáng hồ đồ chính mình cũng không rõ, làm Lý Hóa Nguyên buồn bực một lúc liền đem việc này cho qua trung quy hiện tại đại địch trước mắt lão cũng không có tiêu phí tâm tư trong thời gian dài để nghiên cứu việc này về sự tình yến ra đầu hàng và đồng huyên nhi lọt vào trong tay địch nhân lý hóa nguyên cùng hồng phất sư bá cũng đã biết đối với việc này ngoại trừ việc cực kỳ tức giận cũng không có khiển trách hàn lập quá nhiều dù sao thực lực đối phương rất mạnh mẽ hàn lập tự mình có khả năng thoát được một cái mạng nhỏ thật sự là không dễ dàng hàn lập đang nghĩ tới đây người đã đến bên ngoài phòng của lý hóa nguyên làm hắn kinh ngạc chính là tứ sư huynh tống mông hai tay ôm vai đang đứng ở ngoài phòng tinh thần phấn chấn dị thường phảng phất giống như là canh gác tống mông thấy hàn lập trên mặt liền mỉm cười trầm giọng nói hàn sư đệ cũng lại đây vấn an sư phụ hàn lập cười khẽ vâng dạ lại nói tiếp vị tống sư huynh này sau khi hàn lập nổi danh liền bắt ép hắn ở một chỗ không người tranh đấu luận bàn một phen tuy bị hàn lập dựa vào sự lợi hại của pháp khí đánh thắng một chiêu nhưng dần dần lại trở nên hòa hợp với hàn lập Giữa sư huynh đệ bắt đầu cười nói vui vẻ. Hàn sư đệ, sư phụ đang cùng vài vị khách nhân thương lượng sự tình, tạm thời chờ ở bên ngoài trong chốc lát đi. Thêm nữa, công pháp ta gần đây có tiến triển, không bằng chúng ta luận bàn một phen tống mông cười giải thích với Hàn Lập, nhưng sau đó lại đề xuất lời mời làm Hàn Lập cảm thấy đau đầu. Lại nói tiếp vị tống sư huynh này từ sau khi thua ở trên tay hắn, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng Hàn Lập sao sẵn sàng đem chi tiết của mình tùy ý tiết lộ ra? tự nhiên kiên trì không chịu. nếu là ở hoàng phong cốc, vị tống sư huynh này tuyệt đối sẽ không tốt như thế. nhưng cái hay chính là ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đối thủ rất nhiều. tống mong thấy dây dưa với hắn vài lần không có kết quả, liền không nhẫn nại được tìm kiếm người khác. cuối cùng điều này làm hàn lập thở dài nhẹ nhõm một hơi. bởi vậy hiện tại nghe được câu cuối cùng của đối phương, hàn lập cười khổ một chút, nói cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời. tuy nhiên trong lòng hàn lập đối với khách nhân của lý hóa nguyên cảm thấy có chút hứng thú dù sao được tống mông dùng câu thương lượng điều này nói rõ rằng người trong nhà tám chín phần cũng là tu sĩ kết đan kỳ bởi vậy khi hắn đang muốn từ trong miệng tống mông thám thính một phần thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra từ bên trong đi ra vài vị tu sĩ nam nữ mà vợ chồng lý hóa nguyên theo sát sau chắp tay đưa tiễn quả nhiên tất cả đều là tu sĩ kết đan kỳ hàn lập đã nhìn rõ bốn nam ba nữ tu vi sâu không lường được hắn cùng tống mông không dám cản đường vội vàng chia ra trái phải thúc thủ đứng ở hai bên lý hóa nguyên liếc mắt thấy hàn lập sau khi mỉm cười liền không thèm để ý tu sĩ khác tự nhiên cũng thấy hàn lập nhưng phần lớn cũng chỉ đảo qua dù sao một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì đáng để chú ý nhưng có một vị dáng người thon dài hoàn mỹ sau khi nữ tu sĩ với khăn che mặt này liếc mắt đảo qua hàn lập thân hình đột nhiên chấn động ngừng cước bộ đồng thời đôi mắt như hồ thu sáng ngời hiện lên vẻ khác thường khó có thể biện minh Nam cung tiên tử từng gặp qua liệt đồ sao? Tu sĩ khác phát hiện sự khác thường của nàng, không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn, Lý Hóa Nguyên cảm thấy nghi ngờ mới mở miệng hỏi. Nam cung tiên tử, mấy từ này rơi vào trong hai tai của Hàn Lập làm hắn trong lòng đánh dầm một cái, giống như làm nghiêng ngả ngũ vị, tư vị loại gì cũng có. Hắn tuy miễn cưỡng khống chế được sắc mặt không biến, nhưng tịnh không tự kìm hãm được liếc mắt nhìn vị nữ tu sĩ này. Chương 274, Phó ước. Không có, chỉ là lệnh đồ rất giống với một người bạn cũ của ta đã lâu rồi không gặp. Dị sắc trong mắt biến mất, khôi phục lại ánh mắt thanh lãnh. Những lời này làm Hàn Lập trong lòng chua chát, có chút hương vị khổ đau. "Ồ, như vậy thật đúng là xảo hợp." Lý Hóa Nguyên cười nói, liếc mắt trở lại dò xét Hàn Lập, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước, một chút khác thường cũng không lộ ra. Mà sau khi các tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau, tuy tất cả đều toát ra vẻ mặt như vậy, nhưng thực sự nói rằng bọn họ có vài phần tin tưởng thì chỉ có trời mới biết vị nam cung tiên tử này cũng biết lời ấy khó có thể làm cho người ta tín nhiệm nhưng nàng không biện giải gì mà nhẹ nhàng bay đi những người còn lại sau mấy lần nhìn hàn lập với thâm ý sâu sắc mới hướng vợ chồng lý hóa nguyên cáo từ nụ cười trên mặt lý hóa nguyên sau khi tất cả khách nhân đi rồi dần dần biến mất hắn nhíu mày quay mặt qua hàn lập nhàn nhạt nói theo ta vào trong phòng ta có điều muốn hỏi ngươi hàn lập thấy vậy trong lòng âm thầm kêu khổ đành phải lên tiếng đáp lời mà vị thiếu phụ sư nương kia ôn nhu an ủi hàn lập vài câu rồi cũng đi vào khi hàn lập đi vào phòng khách thì lý hóa nguyên đang ngồi ở trên ghế dựa bộ dáng có chút đăm chiêu thiếu phụ thì ngồi sát sao bên cạnh người biết vị yểm nguyệt tông tu sĩ nam cung uyển kia lý hóa nguyên thấy hàn lập đi đến trước người liền đình chỉ trầm tư không quanh co trực tiếp hỏi hàn lập nghe xong im lặng trong chốc lát trong tâm khoảnh khắc cân đo đong đếm vài lần biết rằng tình huống bộ dạng khác thường của nam cung uyển tất cả đều rơi vào trong mắt lão căn bản không thể đại khái cho qua, nên đành phải gật gật đầu, thừa nhận nói, đệ tử đích xác cùng Nam cung sư thúc từng ngẫu nhiên quen biết. Lý Hóa Nguyên nghe Hàn Lập dễ dàng thừa nhận như thế, cũng có chút ngoài ý muốn, thần sắc trên mặt nhất thời dịu đi. Sự việc như thế nào, có thể nói nghe được không? Thiếu phụ nghe Hàn Lập nói thế, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, không khỏi mở miệng hỏi. Vừa rồi Nam cung Uyển thẳng thừng phủ nhận việc quen biết với Hàn Lập, nhưng hiện tại vị đồ đệ này nói rằng quen biết, trong này khẳng định có đoạn cố sự mà lý hóa nguyên nghe xong lời nói của phu nhân mình liền gật gật đầu nhìn hàn lập xem ra cũng muốn biết nguyên ủy việc này sư phó thứ tội bởi vì chuyện này đề cập đến một ít việc riêng tư của nam cung sư thúc mà đệ tử từng đáp ứng qua tuyệt đối không đem sự tình tiết lộ ra ngoài xin sư phó sư nương lượng thứ hàn lập đã sớm chuẩn bị tốt một lý do quang minh chính đại cực kỳ uyển chuyển cự tuyệt nghe xong hàn lập nói thế vợ chồng lý hóa nguyên cảm thấy ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nhau sau khi lý hóa nguyên nghĩ ngợi tự hồ châm trước chậm rãi nói một khi đã đáp ứng đối phương vi sư tự nhiên không thể để cho ngươi thất tín tuy nhiên vi sư phải nhắc nhở ngươi một câu vị nam cung tiên tử này ít tiếp xúc thì tốt hơn phải biết rằng nhân mị công của yểm nguyệt tông vi sư sợ người bất chi bất giác nghe lời đối phương còn mờ mịt không biết nhưng hiện tại nhìn người thần trí tỉnh táo lời nói rõ ràng vi sư cũng yên lòng hàn lập nghe vậy trong lòng héo hon nhưng trong miệng vội vàng sưng phải Lý Hóa Nguyên thấy thần sắc Hàn Lập cung kính, bộ dáng tôn sư trọng đạo, một tia cuối cùng ở trong lòng nhanh chóng biến mất, hòa ái vui vẻ chỉ điểm về vấn đề tu luyện của Hàn Lập. Hắn tự nhiên tập trung chú ý nghe, không chịu bỏ sót một câu nào của Lý Hóa Nguyên. Sau nửa ngày, Lý Hóa Nguyên thuận miệng hỏi Hàn Lập vài câu về nhận thức tâm đắc trong tu luyện, đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng. Đột nhiên nói ra một câu ngoài dự đoán của mọi người. "Hàn Lập, vi sư hiện tại có việc riêng giao ngươi đi làm, ngươi có nguyện ý không?" việc riêng. Hàn lập trong lòng ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đáp, sư phó có việc gì cần phân phó. Đệ tử sẽ hết sức hoàn thành. Lý hóa nguyên rất cao hứng về thái độ không lưỡng lự của hàn lập. Sau khi lão đứng dậy chậm rãi, vu vơ đi hai bước trong phòng, liền trầm giọng nói với hắn, kỳ thật cũng không phải là sự tình gì nguy hiểm. Chính là kêu người tạm thời làm bảo tiêu một đoạn thời gian, giúp ta bảo hộ người ta an toàn. Bảo tiêu, người bảo vệ. Hàn lập có điểm ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nghe lời nói của Lý Hóa Nguyên thật lúc đầu là muốn cho tứ sư huynh ngươi tống mông đi, nhưng là gần đây ta ngẫu nhiên nghe người ta nói, về sự tình ngươi giết rất nhiều tu sĩ ma đạo, điều này cũng làm cho ta cùng sư nương ngươi giật mình không nhỏ. Không nghĩ rằng trong môn hạ của Lý Hóa Nguyên, còn có thể xuất hiện một người mạnh như vậy, nghe nói ngay cả người của lục phái khác cũng thường xuyên đàm luận việc này. Cứ như vậy, tự nhiên làm cho ta cảm thấy yên tâm, Lý Hóa Nguyên cười nói, có thể thấy được tâm tình lão lúc này cực kỳ tốt. Mà thiếu phụ ở một bên cũng đồng dạng cười dài nói, mặt khác tống mông từ nhỏ ở tại lục ba động không có sự lịch lãm trong thế tục khiếm khuyết về nhân tình thế thái rất lớn cho dù từ phương diện này mà nói thì người cần sai ngươi đi bảo vệ cũng là một phàm nhân của thế tục hàn lập nghe xong một phen tán dương ca ngợi của vợ chồng lý hóa nguyên trên mặt cười cười có chút ngượng ngùng bộ dáng xấu hổ tuy nhiên để hắn đi bảo hộ phàm nhân mặc dù thần sắc tuy bình thường nhưng trong lòng có chút buồn bực theo lý thuyết thì một vị phàm nhân có cái gì nguy hiểm đây Tùy tiện phái một đệ tử luyện khí kỳ liền đủ để làm bảo tiêu, làm gì một vị đệ tử trúc cơ kỳ như mình phải đi. Có lẽ Lý Hóa nguyên đoán ra nghi vấn của Hàn Lập nên lão nửa giải thích, nửa tự thuật nói: "Người mà ta kêu ngươi bảo hộ là hậu nhân của một vị sư huynh trước kia của ta, hắn đối với ta có đại ân cứu mạng. Nhưng con trai độc nhất của hắn là phàm nhân không có linh căn, không thể tu tiên, chỉ có thể ở tại thế tục, bởi vậy sau khi hắn chết ta từng phát thệ qua, chỉ cần ta còn sống một ngày tuyệt đối bảo đảm an toàn." và vinh hoa phú quý cho hậu nhân của hắn. Do đó hơn trăm năm qua ta âm thầm trợ giúp cho vài thế hệ đại phú đại quý, có nguy hiểm gì ta cũng sớm giúp bọn họ giải quyết sạch sẽ. Lý Hóa Nguyên nói tới đây liền dừng lại, phảng phất như hồi tưởng về chuyện cũ, nhưng sau đó thu liễm vẻ mặt nói, nhưng vài ngày trước ta nhận được tin tức, người của Ma Đạo Lục Tông có thể phái một ít đệ tử cấp thấp trà trộn vào thế tục của nước ta để tiến hành thanh tẩy một số phàm nhân, mà thất phái chúng ta trợ giúp ý đồ tấn công sự cung ứng nguyên liệu bình thường của thế tục đối với thất phái mà bởi vì quan hệ của ta cùng gia đình người này nên cũng sẽ bị người của ma đạo tính trung thành một loại do đó ta cần một người có khả năng ứng phó trường phong ba này bảo hộ bọn họ an toàn đương nhiên nếu là ma đạo không tìm bọn họ phiền toái vậy thì càng tốt hàn lập sau khi nghe xong cung kính gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được tốt lắm ta sẽ viết một phong thư cho gia chủ đương đại của gia đình này nói rõ ràng thân phận cùng tình huống của ngươi hắn cũng là người duy nhất biết được sự tình ta cùng với tổ tiên hắn. Mặt khác ta đã có thông báo qua rằng ngươi trong khoảng thời gian này, tính là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị xử phạt. Mà trong ngọc giản này có tư liệu về người nhà nọ, hiện tại ngươi cầm lấy nó và đi thu thập hành lý đi, sáng sớm mai xuất phát, đừng chậm trễ kẻo sinh biến cuối cùng lý hóa nguyên nghĩ nghĩ, phân phó nói. Tuân mệnh, hàn lập không người, nhẹ giọng đáp. Hắn ngồi ở trên thần phong chu, ở độ cao hơn 10 trượng toàn lực phi hành. Hiện tại hắn đi không phải là hướng đến kinh thành Việt Quốc Việt Đô, là chỗ ở của phàm nhân kia, mà là bay thẳng theo phương hướng của Nguyên Vũ Quốc. Hàn Lập thừa dịp tự do này, muốn trước tiên đi phó ước với Tề Vân Tiêu kia, thuận tiện xem xem vị trận pháp sư nọ có thể chữa trị được hay không pháp trận đã tổn hại bị nghi là cổ trận truyền tống kia. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng mà hắn có thể thoát thân, phòng khi thất phái đại bại trong cuộc quyết chiến. Nếu không ma đạo Lục Tông một khi ra tay, hắn chỉ có thể chạy trốn cầu sống trong những ngày còn lại của cuộc đời làm sao còn có thời gian để tu luyện. Hàn Lập tính toán rằng chuyến này sẽ không có gì tổn hại, thời gian hơn 20 ngày ngắn ngủi là đủ, căn bản sẽ không chậm trễ nhiệm vụ của Lý Hóa Nguyên, cho nên mới yên tâm đi. Địa phương ước định giữa Tề Vân Tiêu và Hàn Lập là ở trong một quán trà nào đó, tại một tòa tiểu thành của Nguyên Vũ Quốc. Theo như hắn nói, quán trà này chính là một vị hạ nhân của hắn mở ra, cho nên Hàn Lập tìm được nơi đó, tự nhiên có thể liên hệ với Tề Vân Tiêu. Tốc độ dọc đường của Hàn Lập nhanh như chớp, cho dù ngẫu nhiên gặp vài tên tu sĩ, cũng không chú ý bỏ qua, không có một tia ý đồ nào muốn dây dưa. Sau 7, 8 ngày đêm không ngừng bay, Hàn Lập rút cuộc đến một tiểu địa phương gọi là Kim Mã Thành. Vì không muốn gây ra náo động nên khi cách tiểu thành một vài dặm, hắn liền thu lại pháp khí, sau đó hạ xuống, chậm rãi ung dung hướng cửa thành đi tới. Kim Mã Thành này tuy không lớn, nhưng ở chỗ cửa thành rất đông, người ra người vào cực nhiều, xem ra khá phồn hoa. Hàn Lập tướng mạo bình thường, áo quần trên thân sớm đã thay đổi một bộ nho bào đã cũ, nhanh như chớp lẩn vào trong đám đông và theo dòng người tiến vào thành. Quán trà này danh khí không nhỏ, Hàn Lập tùy tiện tìm một hài đồng, sau khi nghe chỗ đến là Thanh Tuyền trà quán liền dễ dàng biết được sự tình, bước đi tới. Đương nhiên khi Hàn Lập đứng ở trước cửa của Thanh Tuyền trà quán, thì cảm thấy rất hứng thú nên dò xét. Chương 275, trà hương. Quán trà không lớn, chỉ là ba gian liền nhau hình thành mà thôi, nhưng nghênh đón là một cỗ trà hương sộc thẳng vào mũi Hàn Lập. Hắn có chút kinh ngạc, tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong hương trà này cảm ứng được linh khí nhàn nhạt, nhạt. Trong lòng hàn lập rung động, liền không hề do dự bước vào trong. Ba gian phòng bài trí thành một hàng, một lớn hai nhỏ, lúc này tất cả đều đầy khách uống tụm năm tụm ba. Thậm chí vì trong quán trà không còn chỗ trống, nên có vài người ăn mặc khác nhau đang đứng yên lặng ở một bên chờ đợi. Cho dù trong quán khách nhân rất nhiều nhưng không có một người nào ồn ào, lớn tiếng phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt, có tư có vị nhấm nháp tách trà trước mắt, chỉ có một số rất ít người đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó. Mà trên tường của gian lớn ở giữa dán một tờ giấy vàng rất to khoảng hơn một trượng, mặt trên viết mỗi người mỗi ngày chỉ một ấm trà, mấy chữ to như rồng bay phượng múa, cực kỳ bắt mắt. Hàn Lập trông thấy mấy chữ này, trong lòng có chút buồn cười, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói sinh ý làm ăn còn có hạn chế số lượng. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là cười thôi, vẫn không phí tâm suy nghĩ làm gì mà sau khi quét nhanh khắp phòng, lập tức hướng tới một người sáng sủa có bộ dáng trưởng quầy ở trong góc đi qua. Người trưởng quỹ việc vàn của quán trà này tuổi ước chừng hơn 40, có ít dấu mép, bộ dáng cực kỳ tinh minh. Lúc này hắn đang ở phía sau quầy thu tiền, cúi đầu dùng bàn tính, thỉnh thoảng nhìn một quyển sổ sách ở bên người. Hàn lập đi tới vài bước, đứng ở trước quầy thu tiền, sau đó lạnh nhạt không nói. Điều này làm cho trưởng quầy có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tới, sau khi thấy rõ ràng Hàn Lập, sắc mặt hắn lập tức đại biến, vội vàng đem bàn tính và sổ sách để sang một bên, từ sau quầy đi ra. Hắn có chút sợ hãi cung kính hỏi, vị tiền bối này có chuyện gì muốn vãn bối hỗ trợ sao? Tại hạ nhất định hết sức. Trưởng quầy này không ngờ cũng là người tu tiên, nhưng tu vi thấp đến mức đáng thương, chỉ có bộ dáng luyện khí kỳ tầng thứ tư. Hôm nay đối mặt với vị tiền bối, Hàn Lập sâu không lường được này, tự nhiên trong lòng thấp thỏm bất an. Hàn Lập không nói hai lời, từ trong ống tay áo phất nhẹ, một cái ngọc bội trong suốt màu xanh liền xuất hiện trên mặt bàn trưởng quầy vừa thấy ngọc bội này trước tiên ngẩn ra nhưng lập tức trên mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ nói nguyên lai là hàng tiền bối giá lâm vãn bối đã thất lễ tề thiếu gia đã sớm phân phó qua nói tiền bối sẽ tới trong thời gian gần đây vãn bối sớm đã chờ đợi rất lâu hàn lập nghe xong lời ấy của đối phương dùng phương pháp đồng dạng thu ngọc bội lại bình tĩnh nói ta hiện tại muốn gặp thiếu gia ngươi ngươi dẫn đường đi tuân mệnh tiền bối trưởng quầy tuân theo đáp ứng. Tiếp theo người này gọi một gã phục sức điếm tiểu nhị, sau khi dặn bảo vài câu liền mang theo Hàn Lập từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp ra khỏi tiểu thành, theo hướng tây mà đi. Phía tây Kim Mã Thành là một một mảng quần thể đồi núi màu vàng xanh, lớn lớn nhỏ nhỏ không biết nhiều ít bao nhiêu, nhưng trưởng quầy như là ma xó mang theo Hàn Lập đi trong đống đồi núi. Sau khi rẽ rẽ quẹo quẹo vài lần liền đi, ra một thung lũng bằng phẳng chiếm hơn trăm mẫu. Tại giữa vùng thung lũng này có bảy, tám gian thạch ốc màu trắng, bốn phía đông một chỗ, tây một chỗ có vài loại trúc màu xanh biếc, thưa thưa thớt thớt nhìn không lọt mắt. Trưởng quầy mang. Hàn lập tới phụ cận nơi đây liền khom lưng nói với hắn một câu, tiền bối, thiếu gia của nhà ta ở trong phòng. Tuy ngoài trận bày một chút trận pháp, vốn tại hạ cần phải bẩm cáo thiếu gia một tiếng mới có thể mang ngoại nhân tiến vào. Nhưng sự tình của hàn tiền bối thiếu gia đã sớm phân phó qua, vì thế tiền bối phải theo sát tại hạ, nếu không đụng chạm cấm chế sẽ rất phiền toái. Hàn lập có chút đăm chiêu nhìn bốn phía thung lũng này, tựa hồ rất thanh tú, không có quy luật gì, liền nói, được rồi, ngươi cứ đi ở trước là được. Trưởng quầy nghe vậy, lúc này mới hít một hơi, cẩn thận mang hàn lập hướng phòng ốc đi đến. Lộ tuyến hắn đi cực kỳ kỳ lạ, chốc chốc đi tới ba bước, rồi lại lùi lại hai bước, chốc chốc lại hướng phía đông đi năm bước, nhưng lại quay đầu đi tới sáu bước. Toàn bộ hành động vô cùng hỗn độn, tựa hồ không tìm ra quy luật gì. Sau đó hai người hắn chậm rãi tiến sát phòng ốc ở giữa thung lũng, thiếu gia, hàn tiền bối đã đến, mời người ra gặp mặt. Khi ở khoảng cách hơn 10 trượng, trưởng quầy rút cuộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, hướng về gian phòng ở lớn nhất lớn tiếng hô. Hàn tiền bối đến sao? Thật tốt quá. Chẳng qua chờ một chút ta lập tức sẽ đi ra ngoài. Từ trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỉ của tề vân tiêu, nhưng sau đó lại phanh một tiếng trầm muộn vang lên, tiếp theo lại truyền đến lời kêu khổ không ngừng của hắn. Khục, lại thất bại. Cửa đá mở ra, tề vân tiêu với vẻ mặt thất vọng đi ra, trên người còn phẳng phất một cỗ hơi thở nóng bức tuy nhiên sau khi hắn thấy hàn lập sắc mặt u ám nhất thời sáng sủa thực có chút hưng phấn bước lên phía trước nói đúng là tiền bối việc này thật tốt quá xin mời đến đây để vãn bối làm trọn đạo địa chủ trong này không có gì khác nhưng trà hương thượng hảo thật là có vài chén tề vân tiêu nhiệt tình vạn phần muốn mời hàn lập vào trong gian phòng ở một bên trong lúc này tay chân so với mấy năm trước thành thục lão luyện hơn rất nhiều thực đã cực khổ cho đạo hữu rồi hàn lập biết còn phải cầu người ta nên rất khách khi nói tiếp theo liền tiến vào trong phòng lần lượt ngồi vào cái bàn hình chữ nhật tiền bối cái kia tề vân tiêu sau khi phân phó trưởng quầy đi pha trà liền quay đầu lại bộ dáng có chút do dự muốn nói cái gì đó hàn lập mỉm cười không nói lật tay quyển vân tiêu tâm đắc liền xuất hiện trên bàn quyển sách vẫn như trước ngân quang lấp lánh điều này nói rõ rằng nó vẫn bị cấm chế tề vân tiêu thấy quyển sách này tinh thần liền rung lên vừa định đem tay cầm lấy nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói một câu tiền bối chờ một lát. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ đoán được dụng ý của đối phương. Không bao lâu sau Tề Vân Tiêu hưng phấn trở lại phòng, trong tay xuất ra một cái hộp gỗ dài hơn một xích. Tiền bối, trong này là một bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành trận, cải tiến, uy lực tuy không có lớn như dự tính ban đầu là có khả năng đạt đến một nửa của trận pháp nguyên bản, nhưng cũng tăng tới một phần ba, so với trận pháp trước kia mạnh hơn nhiều tề vân tiêu có chút xin lỗi nói hiển nhiên trước tiên nói về uy lực của bộ pháp khí bố trận mà hắn có thể gia tăng làm lòng hắn có chút bất an một phần ba hàn lập thần sắc rung động trong lòng cực kỳ kinh ngạc phải biết rằng hắn vốn không trông cậy vào khả năng cải tiến bộ trận kỳ kia điên đảo ngũ hành trận có thể phát huy một phần mười uy lực đã làm cho hàn lập cực kỳ hài lòng rồi cần biết rằng tu sĩ kết đan kỳ như lôi vạn hạc gặp trận này cũng cảm thấy đau đầu nếu là thực sự có thể tăng thêm hai, ba lần uy lực không phải là có thể ngăn cản tu sĩ kết đan kỳ ở ngoài sao. Nghĩ đến đây Hàn Lập không thể kiềm chế, tiếp nhận lấy hộp gỗ, chuẩn bị nhìn kỹ một chút, mà Tề Vân Tiêu cũng cầm lấy quyển sách màu bạc nhìn ngắm cẩn thận. Mở nắp hộp, một bộ trận kỳ cùng trận bàn linh khí bức người liền xuất hiện. Hàn Lập lấy ra từng món đồ nhìn kỹ một phen, số lượng trận kỳ và trận bàn của bộ pháp khí này so với cái trước nhiều hơn nhiều. Hơn nữa hoa văn của chúng rõ ràng là phức tạp hơn, xem ra lời đối phương là thật uy lực đích xác so với bộ trước kia lớn hơn hàn lập vui mừng thu hồi bộ trận kỳ sau đó liếc mắt nhìn đối phương lúc này tề vân tiêu sắc mặt tràn đầy vui mừng lấy tay nhẹ vỗ về vân tiêu tâm đắc xem ra cũng đồng dạng nghiệm chứng qua phong ấn bộ pháp khi bố trận cải tiến này của ngươi ta rất vừa lòng thật sự đã làm phiền đạo hữu mặt hàn lập mang nụ cười nói tiền bối nói lời đâu đâu rồi tại hạ còn muốn cảm kích vạn phần tiền bối đem quyển sách này hoàn hảo trả lại mà mảy may không chút tổn hao nào vãn bối phải đa tạ mới đúng tề vân tiêu nghe hàn lập nói như thế đem đầu lắc lắc như đánh trống thành khẩn nói hàn lập cười cười khiêm tốn nói vài câu sau đó liền tán gẫu với tề vân tiêu mà vị trưởng quầy sau khi đi xuống chốc lát liền mang lên hai chén trà thơm ngon màu xanh biếc hương vị của trà này rõ ràng thơm ngát hơn so với trà bên thanh tuyền trà xá kia hiển nhiên lá trà phải thượng đẳng hơn linh khí tỏa ra cũng đậm hơn một chút hàn lập và tề vân tiêu ân cần thân thiết mời nhau cả hai cùng uống nhất thời cảm thấy trong miệng tràn đầy sảng khoái nhẹ nhàng thần trí thanh minh không kìm hãm được tán dương trà ngon không nghĩ tới có thể đem lá trà chế biến tỏa ra linh khí thật sự là kỳ diệu hết chỗ nói đây là do bàn tay của đạo hữu làm sao hàn lập cực kỳ khâm phục hàn lập nói thật tâm thật ý có khả năng đem lá trà ẩn chứa linh khí đây là sự tình chưa bao giờ nghe nói qua huống chi nước trà đích xác mùi hương thơm ngát vô cùng tuyệt không thể kém so với loại trà tuyệt đỉnh của thế gian. Tề Vân Tiêu nghe xong lời nói của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích, tiền bối đã hiểu lầm, trà này không phải do vãn bối điều chế ra, mà là được bạn tốt tặng làm quà, lá trà này là do người bạn đó, tiêu tốn mất 10 năm ở thế gian mới có thể nghiên cứu ra. Chương 276, xuất thủ. Bạn tốt, có phải là người mà đạo hữu muốn tìm linh dược để cứu mạng? Hàn Lập hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng, hắn chính là đang sầu khổ vì không có đề tài để nói về vị trận pháp sư kia gặp được cơ hội này tự nhiên không chịu bỏ qua tề vân tiêu thấy hàn lập hỏi như thế run run có chút trở nên trần trừ nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì hạ quyết tâm gật gật đầu nói tiền bối nói đúng linh trà này đích thật là vị trí hữu kia của tại hạ chế biến thêm nữa may nhờ gốc linh thảo ngàn năm kia của tiền bối làm thuốc dẫn mới có thể bảo vệ tính mạng tuy hôm nay không lo tính mạng nhưng thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn cho nên, cho nên vãn bối đang muốn hỏi tiền bối còn có linh thảo lâu năm nữa hay không? Cho dù không có linh thảo ngàn năm thì bảy, tám trăm năm cũng có thể làm cho hào hữu của vãn bối có nhiều hy vọng khỏi hẳn. Tại hạ nguyện ý dùng các loại trận kỳ để trao đổi linh thảo. Nói xong những từ này, Tề Vân Tiêu tràn đầy vẻ chờ đợi, đem toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú Hàn Lập. Hắn nghe Tề Vân Tiêu nói vậy, có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương một khi đã cần sự giúp đỡ của mình, Việc thỉnh đối phương chữa trị truyền tống trận kia xem như có khả năng thành công. Nhưng là trên mặt tự nhiên vẫn làm ra chút biểu tình khó xử, để đối phương nhận lấy nhân tình của mình. Nghĩ đến đây hắn làm ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói, "Linh Thảo, trong tay tại hạ đích xác còn có một ít, nhưng mấy cái này tại hạ định luyện chế một số đan dược để dùng, thật sự là." Những lời còn lại Hàn Lập chưa nói hết nhưng thần tình chủ trừ sớm đã cho Tề Vân Tiêu, biết rằng việc này rất khó xử dù sao một lô đan dược hảo hạng ý nghĩa như thế nào đối với một vị tu sĩ, đối phương phải rất minh bạch mới đúng. Mà Tề Vân Tiêu vừa nghe đến việc trên người Hàn Lập quả thực còn có linh thảo, nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Nhưng sau khi những lời tiếp theo, liền trở nên lo âu cực độ, thậm chí không đợi Hàn Lập nói xong, lập tức dùng ngữ khí có nửa khẩn cầu nói, vãn bối biết rằng để cho Hàn Tiền bối đem linh thảo xuất ra thực có điểm ép buộc người làm điều trái ý, nhưng tại hạ mắt thấy trí hữu cả ngày bộ dáng thống khổ, thật sự là đau đớn chua sót chỉ cần tiền bối vui lòng đem linh thảo nhượng lại tại hạ nguyện đem tất cả pháp khí bố trận mặc cho tiền bối tùy ý chọn lựa cho dù lấy toàn bộ vãn bối cũng không có một câu oán hận hàn lập nghe đối phương nói ra lời này trong lòng rất là rúng động pháp khí bố trận khác của tề vân tiêu cho dù không bằng loại biến thái như điên đảo ngũ hành trận nhưng cũng là tinh phẩm khó gặp nếu là lấy tới tay được mấy bộ khẳng định sẽ làm cho phòng hộ tự thân gia tăng không ít huống chi có một ít trận pháp tính công kích cũng cực kỳ cường đại nếu có khả năng đem cường địch vây khốn trong đó cũng là một loại thủ pháp lợi hại để giết địch tuy nhiên mục tiêu chủ yếu của hàn lập lần này là muốn đối phương chữa trị truyền tống trận tổn hại kia nếu là lấy pháp khí bố trận chỉ sợ sẽ không nhắc lại được việc này nữa nếu không sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng tham lam vô độ hàn lập hiện tại không muốn hai người này căm ghét hắn sau khi nghĩ ngợi một chút liền định cự tuyệt loại trao đổi này của đối phương định chuyển đề tài qua việc truyền tống trận nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh la hét hồn hển của một nữ tử trẻ tuổi. Tề thiếu gia, không tốt rồi. Tiểu thư nhà ta đã xảy ra chuyện. Nhanh đi giải cứu nàng đi. Thanh âm nữ tử này truyền vào trong phòng, sắc mặt tề vân tiêu lập tức đại biến. Hắn vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Thậm chí ngay cả chào vị khách nhân là hàn lập đây cũng không để ý. Mà trưởng quầy đang đứng ở bên cũng đồng dạng kinh hoàng thất sắc chạy ra ngoài. Hai hàng lông mày của hàn lập rung động một chút. Trên mặt thần sắc không đổi, nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc. Hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi ra ngoài, trên bãi đất trống ngoài phòng, Tề Vân Tiêu cùng trưởng quầy vẻ mặt đang khẩn trương nghe một nữ tử khoảng 18, 19 tuổi nói cái gì đó. Nữ tử này làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, một mặt đang kể chuyện, một mặt thần tình lo lắng, nhưng khi thấy một người lạ lẫm từ trong phòng đi tới, lập tức giật mình, ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên thần sắc kinh hãi. Hàn Lập thấy vậy cười vô tình, đứng lại tại chỗ, không có đi qua. Nhưng Tề Vân Tiêu vừa quay mặt trông thấy hắn liền giống như là vớ được cây cọc cứu mạng, phi tới trước mặt Hàn Lập, hơn nữa vẻ mặt kích động cầu khẩn, tiền bối, hảo hữu của tại hạ bị một nhóm tu sĩ tâm địa hung ác vây khốn ở một nơi nào đó, hiện tại chỉ có tiền bối mới có thể cứu giúp. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay, vãn bối nhất định lễ trọng cảm tạ. Tề đạo hữu nói rõ một chút, có phải vị tiểu thư trong miệng cô nương này chính là vị trí hữu tinh thông trận pháp kia? Hàn Lập nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy, bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành kia chính là tại hạ cùng với cô nương kia đồng loạt hợp lực chế ra tề vân tiêu ánh mắt thiết tha nhìn hàn lập cuống quýt nói mà vị nữ tử xinh đẹp kia dựa vào tầng năm luyện khí kỳ của nàng nhìn không ra tu vi nông sâu của hàn lập làm cho nàng kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra có chút sợ hãi nhìn hàn lập nhưng hàn lập lại chuyển hướng đến nàng trầm giọng nói vị cô nương này có thể đem chuyện trải qua kể thêm lần nữa để biết nguyên ủy của việc này hàn lập tuy biết hiện tại là thời cơ thi ân tốt nhất nhưng cũng muốn hiểu rõ thực lực cùng số lượng địch nhân có khi người không cứu ra được mà ngược lại còn đem chính hắn hãm nhập vào trong ồ sự tình là như thế này hôm nay ta cùng tiểu thư đến phụ cận nữ tử xinh đẹp thấy hàn lập mở miệng hỏi không khỏi có chút hoảng hốt đem sự tình trải qua thuật lại nguyên lai tiểu thư trong miệng cô nương này hai ngày trước do lá trà thượng hạng dùng để điều chế linh trà đã không còn cứ theo như thói quen lúc trước đến bích vân sơn cách nơi này không xa để thu thập một ít nhưng ở trên núi kia gặp một đám nam tu sĩ luyện khí kỳ chủ phó hai người thấy nhiều người tu tiên xuất hiện như vậy đã nghĩ có chút không ổn liền định lập tức hạ sơn trở về ai mà biết rằng trong đám tu sĩ có một người từng thấy nữ tử này bố trí trận pháp cho một vài tiểu gia tộc nhận ra thân phận trận pháp sư của nàng nhất thời hắn liền đem việc này nói cho đồng bọn kết quả là bọn chúng lập tức sinh ra ý nghĩ xấu xa chuẩn bị đem nữ tử này bắt sống sau đó ép buộc truyền thụ những điều tâm đắc về trận pháp cho bọn chúng nhưng vị tiểu thư này cũng thông minh dị thường không đợi đối phương động thủ liền mang nha hoàn bên cạnh thoát đi trước một bước để ra khỏi núi này theo đường cũ trở về nhưng khi trốn được nửa đường nàng liền phát hiện những người này vẫn còn truy đuổi không tha có xu thế càng ngày càng gần nếu như thế nhất định sẽ bị bọn họ bắt sống bởi vì bất đắc dĩ nên nàng đành phải dùng một bộ trận kỳ mang theo tùy thân vội vàng bố trí một trận pháp đơn giản trong rừng cây trước tiên bảo vệ chính mình sau đó để cho nha hoàn rời khỏi nơi này trước khi địch nhân đến hướng tề vân tiêu cầu cứu hàn lập một bên nghe đối phương giảng thuật một bên trầm ngâm không nói nghe nữ tử này nói địch nhân chỉ là bảy tám tu tiên giả luyện khí kỳ mà thôi xem ra không cần phải lo lắng việc này chính mình nhất định phải giúp nghĩ đến đây hàn lập liền gật đầu nói cô nương chỉ đường đi chúng ta đi ngay nói xong hàn lập trong ánh mắt cảm kích của tề vân tiêu vùng ống tay áo một cái tiểu chu màu trắng từ nhỏ biến lớn xuất hiện trước mắt tất cả đều lên đi cứu người như cứu hỏa pháp khí này tuy nhỏ một chút, nhưng phi hành cực nhanh, mang bốn, năm người không có vấn đề gì. Thân hình hàn lập nhoáng lên, đứng ở trên thuyền, quay đầu lại nói với những người khác. Tề vân tiêu cùng nữ tử trẻ tuổi lúc này mới giật mình hiểu ra, đồng loạt nhảy lên tiểu chu. Khi trưởng quầy cũng định đi lên thì tề vân tiêu lại ngăn cản hắn và nói, lâm thúc, tu vi của ngươi rất thấp. Nói không chừng chỉ sợ có cái gì nguy hiểm, hay là lưu lại ở đây đi. Chúng ta cứu người xong sẽ lập tức trở về. Trưởng quầy nghe vậy, vẻ mặt do dự, nhưng biết Tề Vân Tiêu đích thật là vì muốn hắn tốt, đành phải có chút không tình nguyện ở lại. Vì thế bọn người Hàn Lập điều khiển Tiểu Chu, biến thành một đạo bạch quang, biến mất ở cuối chân trời. Thần Phong Chu một đường hướng phía nam khẩn trương bay đi, dưới sự điều khiển toàn lực của Hàn Lập, tốc độ cực nhanh làm hai người kia có chút chết lặng, sau một lát thời gian liền bay đến bầu trời của rừng cây đã bày trận, để vây khốn đối thủ. Lúc này cây cối ngoài rừng hơi nghiêng ngả, bảy, tám tên kia vẫn chưa rời đi đang chỉ huy các loại pháp khí mãnh liệt công kích không ngừng mắt thấy đã đem một tầng thanh quang bạc bạc che chắn rừng cây làm suy yếu nguy hiểm đã cận kề tề vân tiêu thấy vậy hai mắt đỏ lên muốn lập tức nhảy xuống nhưng bị hàn lập kéo lại nhàn nhạt nói không cần gấp xem pháp khí mấy người này sử dụng thực cũng được xem hình dáng cũng là người của tu tiên gia tộc nào đó bọn họ một khi đã biết vị cô nương này là trận pháp sư chỉ sợ cho dù đánh nuôi bọn họ về sau có thể sẽ còn dây dưa không bằng ta giúp các ngươi thanh trừ sạch sẽ tề vân tiêu vừa nghe những người này về sau còn có thể dây dưa trong lòng tức giận không tự chủ được gật gật đầu hàn lập thấy vậy tự nhiên cười sau đó nhìn mấy tên tu sĩ ở bên dưới vẫn đang còn mờ mịt không biết trong mắt hàn quang chợt lóe hai tay hắn đột nhiên đồng thời dương lên nhất thời hai đạo hắc quang cùng sáu đạo kim quang rời tay bay ra trong nháy mắt đi đến trước mấy người này sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng nhẹ nhàng vây quanh, ngay cả hộ thuẫn cũng chưa kịp mở ra liền ngã xuống đất, đột nhiên bị Hàn Lập trong khoảnh khắc đồng thời đánh chết. Tề Vân Tiêu cùng Nha Hoàn kia hoảng sợ nhìn một màn này, bọn hắn tuy biết tu tiên giả luyện khí, kỳ khẳng định còn lâu mới là đối thủ của tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng vạn vạn lần không nghĩ tới rằng Hàn Lập thoải mái, nhẹ nhàng giết mấy người kia như vậy. Phải biết rằng trong những người này tu vi cao nhất bộ dáng, đã đạt được công pháp tầng thứ 11, mà chính Tề Vân Tiêu chỉ có tầng 9 mà thôi. Hàn Lập không để ý đến thần sắc kính sợ của hai người này, ngự khí bay xuống. Thần Phong Chu vẫn còn chưa hoàn toàn chạm đất, Tề Vân Tiêu đã không dàn nổi nhảy ra trước tiên, hoảng hốt hướng rừng cây phóng đi, trong miệng còn cực kỳ khẩn trương, không ngừng hô, âm nhi. Chương 277, Tân Như Âm. Hàn Lập nhìn thân ảnh Tề Vân Tiêu đầu nhập vào trong rừng, cười sừng sốt. Xem bộ dáng hắn thất thố như thế, Hàn Lập tuy đối với chuyện tình nam nữ tiếp xúc không nhiều nhưng liếc mắt, cũng nhìn ra được Tề Vân Tiêu đối với nữ tử tinh thông trận pháp này, tuyệt đối không phải là bạn tốt như bình thường, hơn phân nửa là quan hệ nam nữ luyến ái khổ đau, nếu không cũng sẽ không khẩn trương thành ra bộ dáng như thế này. Mà nha hoàn kia cũng đồng dạng lòng như lửa đốt vội vàng đi qua. Hàn Lập ở ngoài rừng thản nhiên đợi trong chốc lát, sau đó Tề Vân Tiêu cùng nha hoàn xinh đẹp kia và một nữ tử áo lam cao hứng phấn chấn đi ra khỏi rừng cây, hướng Hàn Lập bước tới. Hàn Lập không khách khi đối mặt nhìn kỹ nữ tử áo lam này. Dáng người trung bình, cái mũi khéo léo, một đôi mắt sáng trong suốt như nước, sau khi liếc mắt nhìn Hàn Lập, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xem ra Tề Vân Tiêu kia đã đem thân phận của hắn nói cho cô gái này. Nói thật, ngũ quan dung mạo của nữ tử áo lam thực không xuất sắc, thậm chí so với nha hoàn xinh đẹp kia còn không bằng. Nhưng vẻ mặt nàng ung dung, tao nhã, dáng dấp giơ tay nhấc chân thủy mị, duyên dáng, kết hợp với đôi mắt đen phẳng phất như biết nói chuyện, cái này đủ để bù lại sự thiếu khuyết của dung mạo. Cho dù ai vừa thấy cô gái này, chẳng những không nghĩ rằng tư sắc bình thường, ngược lại còn sinh ra cảm giác kinh diễm, tuyệt sẽ không nói chuyện lộn xộn với nha hoàn bên cạnh. Nhưng sau khi Hàn Lập thấy phong tư tuyệt thế của nữ tử áo lam, lại cảm thấy đau đầu. Hắn không cần đoán cũng biết vị này tuyệt đối là một loại người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ viễn siêu so với thường nhân. Cùng nàng nói năng chỉ sợ phải cố gắng vô cùng, tuyệt đối sẽ không giao thiệp thoải mái như với Tề Vân Tiêu, tựa hồ chính mình đều đem hết thảy nắm trong tay. Đa tạ tiền bối đến cứu giúp, tiểu nữ tử Tân như âm cảm kích vô cùng. Nữ tử áo lam ung dung đi đến trước Hàn Lập, nhẹ nhàng thước tha thi lễ, thanh âm thanh thúy cực kỳ dễ nghe. Tân cô nương không cần đa lễ, tại hạ chỉ ra chút sức mọn. Tuy nhiên nên nhanh chóng trở về, những người này chỉ sợ có chút lai lịch, vạn nhất trưởng bối của bọn họ cũng ở gần đây, vậy thật phiền toái. Hàn lập vẫy vẫy tay, khách khí nói, uể oải thúc giục mấy người chạy nhanh. Tề Vân Tiêu ở một bên nghe thấy Hàn Lập nói như thế, có chút lo lắng, không ngừng gật đầu đồng ý, phải đó, âm nhi. Chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, nơi này đích xác là rất nguy hiểm từ khi tề vân tiêu nhìn thấy tân như âm hai mắt liền thủy chung không rời xa dung mạo kiều diễm trắng trong như ngọc hiện tại lại nói năng thân mật vô cùng làm hàn lập nghe xong cũng thấy có chút dùng mình trên khuôn mặt tân như âm khẽ đỏ lên xuất hiện nét ửng hồng nàng có chút xấu hổ về tề vân tiêu với đầu óc đơn giản ở bên cạnh sau khi do dự một chút đôi môi đỏ mọng khẽ nhách lên đáp ứng được rồi chúng ta hiện tại đi đi chính là mấy cái thi thể này tân như âm nước mắt nhìn mấy cổ tử thi còn muốn nói thêm cái gì đó. Cái này dễ giải quyết thôi, thiêu cháy là được. Hàn lập không thèm để ý nói, sau đó năm ngón tay phải hé ra, bảy, tám hỏa cầu to bằng miệng bát bắn tới, nhất thời đem mấy thi thể kia biến thành cho bụi, chỉ để lại từng cái, từng cái túi chữ vật lưu trên mặt đất. Thủ đoạn hủy thi thành thục của hắn làm cho nữ tử áo lam hơi đổi sắc, trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng nàng không phải là kẻ nhu nhược, sau đó lại lộ ra bộ dáng. Như không có chuyện gì là lạ, cùng Tề Vân Tiêu tán gẫu vài câu, Đồ vật trong mấy túi chữ vật này đối với ta không có tác dụng gì, vị cô nương nếu không chê thì thu thập đi, đỡ phải lưu lại rồi lộ ra dấu vết. Lúc này Hàn Lập quay mặt, đối với Nha Hoàn xinh đẹp ở bên tân như âm ôn hòa nói, tiền bối, thực sự là cho ta sao? Nha Hoàn này vừa nghe xong lời của Hàn Lập, trên mặt kinh hỉ vạn phần, khó có thể tin hỏi lại một câu. Nàng thấy Hàn Lập cười khẽ một chút, gật gật đầu, liền lập tức nói lời đa tạ, sau đó cao hứng chạy qua, đem túi chữ vật nhất nhất nhặt lấy đối với nàng mà nói cái này tuyệt đối là vận may từ trên trời rơi xuống trong túi này có thể có những thứ tốt a à. tân như âm thấy màn này thì có điểm dùng mình nhưng sau đó thần sắc như thường sau khi cùng hàn lập khách khi nói một câu liền cùng tề vân tiêu lên tiểu chu đang lơ lửng giữa không trung sau khi nha hoàn xinh đẹp trong tay cầm một đống túi chữ vật cũng ở trên pháp khí thì thân hình hàn lập nhoáng lên tiểu chu lập tức linh lực từ dưới chân rót ra ngự khí bay lên trời trên nửa đường trở về Nữ tử áo lam đề xuất mời Hàn Lập cùng Tề Vân Tiêu đến chỗ nàng, để cho nàng chính thức đáp tạ ơn cứu mạng. Tề Vân Tiêu có cơ hội thân cận với người yêu dấu, sao có thể nói ra dù chỉ là nửa chữ không? Lập tức gấp không kịp đợi đáp ứng liền, mà Hàn Lập đồng dạng nghĩ rằng đây là một cơ hội rất tốt để hướng tới đối phương đề xuất việc chữa trị truyền tống trận, nên cũng trầm ngâm một chút, không có phản đối. Vì thế tiểu Chu dưới sự điều khiển của Hàn Lập nhẹ nhàng quay đầu, đổi hướng tây bắc bay đi. Sau mấy canh giờ, dưới sự chỉ điểm của Tân Như Âm, Tiểu Chu Hạ xuống một chỗ tầm thường. Nơi này ngoại trừ bốn phía tràn ngập sương mù nhàn nhạt, nhạt, còn lại thì Hàn Lập không nhìn ra được chỗ dị thường, tựa như rất giống với nhiều ngọn núi nhỏ vô danh của thế gian, cực kỳ bình thường. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, là chỗ ở của một vị trận pháp sư, ở phụ cận khẳng định sẽ có biện pháp phòng bị, tám chín phần còn là trận pháp không phải là nhỏ. Chính là do mình đối với trận pháp biết không nhiều lắm, bởi vậy mới nhìn không ra ảo diệu tại phụ cận. Trong lòng hắn không dám có chút ý tứ khinh thường. Dưới sự dẫn dắt của nữ tử áo lam, một hàng người Hàn Lập dừng lại trước một mảng nhà trúc ở giữa sườn núi, đây chính là chỗ ở của Tân Như Âm. Nàng đưa Hàn Lập cùng Tề Vân Tiêu, hai người tiến vào trong một gian trúc phòng to lớn để nghỉ tạm, mà nàng cũng nha hoàn đi qua một phòng khác để chải tóc, thay quần áo. Dù sao trải qua một phen bị truy đuổi, trên quần áo của hai vị nữ tử này có bám ít cho bụi, đối với con gái trời sinh yêu thích sạch sẽ mà nói thì việc này thật sự khó có thể chịu được hàn lập ngồi trên một cái ghế trúc rất hứng thú nhìn bộ dáng không yên của tề vân tiêu đối phương thỉnh thoảng đi đến trước cửa phòng hướng ra ngoài nhìn nhìn vài lần phảng phất chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến cho hắn khó nhịn như là cách ba thu bộ dáng hoàn toàn si tình hàn lập nhìn xem thật sự thú vị khóe miệng liền không khỏi khẽ nhách lên lộ ra vẻ mặt cười mà không cười vừa lúc bị tề vân tiêu trong lúc vô ý xoay người nhìn thấy thần tình của hắn nhất thời đỏ bừng hàm hồ biện giải vài câu sau đó ngượng ngùng ngồi trở lại nguyên vị yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây chính là sự tình quang minh chính đại. Tề đạo hữu để ý gì chứ? Hàn lập nhấp một ngụm linh. Cha thượng đẳng trên bàn, sau khi cười lạnh nhạt, nói với thần sắc tự nhiên. Tiền bối. Không phải, ta không có. Tề vân tiêu càng lộ ra tay chân luống cuống. Vào lúc này nha hoàn xinh đẹp kia tiến đến, cuối cùng giải vây cho tề vân tiêu. Không bao lâu sau tân như âm cũng thay đổi một bộ áo màu trắng, phong tư có khác một chút đi đến, liền giống như một đóa hoa sen trắng muốt nở rộ, làm cho người ta thấy cực kỳ đẹp mắt. Lần này đội ơn Hàn Tiền Bối và Tề huynh tiến đến giải cứu, như âm ghi nhớ trong lòng, xin cho tiểu nữ tử lấy trà thay rượu, kính nhị vị một ly, thể hiện một chút lòng thành. Tân Như Âm sau khi tiến vào phòng liền từ trên tay nha hoàn xinh đẹp bên cạnh, phân biệt tiếp lấy từng chén trà, sau đó dịu dàng động lòng người hướng hai người Hàn Lập kính một ly. Hàn Lập sau khi tiếp nhận chén trà này, trong lòng cười khổ một chút, âm thầm thở dài nữ tử này thật đúng là đặc biệt lời nói thật thâm sâu mặc dù không hứa hẹn điều gì nhưng làm cho người ta không thể bắt bẻ được mà tề vân tiêu thấy người trong lòng kính cha mình sớm đã cao hứng ngất ngây quay cuồng uống xong ly trà tư vị gì cũng không có thể hiện chỉ có cười ngây ngô không thôi tân như âm thấy vẻ mặt tề vân tiêu như thế cảm thấy đau đầu đành phải quay mặt qua tán gẫu với hàn lập muốn biết một chút thân phận bí ẩn của hắn xem có phải là tu sĩ của một môn phái hay là một đại gia tộc hay không dù sao một tu tiên giả trúc cơ, kỳ khẳng định phải có lai lịch nhất định hàn lập, đương nhiên sẽ không ngây thơ dễ dàng lộ ra chi tiết của mình, cố ý trong trái ngóng phải nói với tân như âm. Sau khi nói hết lời mà cô gái này vẫn không tìm được một chút tin tức hữu dụng, làm cho tân như âm sau khi dò xét một hồi, liền trở nên rất buồn bực. Nhưng trong tâm càng trở nên sợ hãi đối với hàn lập. Đối với tân như âm mà nói, cho dù hàn lập trợ giúp một việc lớn như thế, nhưng cũng không nhất định rằng hàn lập sẽ không có chủ ý giống như mấy tên kia. Vì đề phòng vạn nhất, nàng tự nhiên cố gắng đem 12 phần tinh thần để cẩn thận hơn. Hàn Tiền Bối, tại hạ đã đáp ứng qua người, chỉ cần có thể cứu Như Âm, trận kỳ cùng trận bàn ta luyện chế lúc trước, người có thể tự do chọn lựa. Lúc này trên người tại hạ có đem theo mấy bộ, không bằng tiền bối trước tiên nhìn xem có vừa lòng hay không." Câu nói này làm Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, đồng thời vui mừng, cuối cùng có thể dẫn dắt đến vấn đề quan trọng nhất của mình rồi. Mà Tân Như Âm nghe câu này, trước tiên cả kinh, nhưng lập tức rất cảm kích, mỉm cười với Tề Vân Tiêu, làm hắn sau khi thấy vậy, chỉ có thể hạnh phúc cười ngây ngô vài tiếng. Sự việc trận kỳ cùng trận bàn, trước tiên không vội. Tại hạ kỳ thật có một việc khác muốn tìm tân đạo hữu hỗ trợ. Chỉ cần có thể giúp tại hạ giải quyết, liền không cần nói cái gì thù lao. Ngược lại tại hạ có thể đem một gốc linh thảo 800 năm dùng, để luyện đan đưa cho tân đạo hữu chữa bệnh. Hàn Lập đột nhiên nói ra lời này làm hai người vạn phần kinh ngạc. Tiền bối nguyện ý nhượng lại linh thảo. Tề Vân Tiêu nghe lời ấy, không tự kìm hãm được, kinh hỉ hỏi. Hiển nhiên hắn lúc này, hoàn toàn hãm nhập vào việc có linh thảo chữa bệnh cho người yêu dấu, kích động khi có nhiều hy vọng chữa khỏi hẳn. Chương 278, bán nhân chi ước. Cả đương sự Tân Như Âm ngay từ đầu cũng đồng dạng kích động. Dù sao điều này có quan hệ với chứng bệnh lâu năm không dứt của nàng, nhưng sau khi thần sắc trên mặt thay đổi vài lần, nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng trần chờ nói, tiền bối rút cuộc là có chuyện gì cần vãn bối hỗ trợ, thẳng thắn nói là được, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa cùng lương tâm tiểu nữ tử nhất định sẽ đáp ứng khi tân như âm nói điều này đôi mắt sáng trong suốt nhìn thẳng hàn lập sợ hắn đề xuất một yêu cầu căn bản không thể đáp ứng được hàn lập thấy bộ dáng cẩn thận của cô gái này không khỏi hiểu được cười cười điều này làm cho hắn nhớ tới tình hình khi mình mới bước vào con đường tu hành đồng dạng cũng thật cẩn thận sợ bước đi nhầm mà vứt bỏ cái mạng nhỏ tân đạo hữu không cần khẩn trương như thế ta chỉ muốn đạo hữu giúp ta chữa trị một món đồ có liên quan đến trận pháp chỉ cần có thể phục hồi ta sẽ đem linh thảo hai tay dâng lên hàn lập thần sắc bình tĩnh nói không tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương bộ dáng với lòng dạ thản nhiên tân như âm sau khi nghe xong có chút bán tín bán nghi nhưng nàng cũng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm đồng thời dung mạo kiểu diễm tỏa sáng nói nếu thật sự chỉ là thứ cần chữa trị điều này đương nhiên không có vấn đề gì như âm nhất định đem hết tài năng sở học phục hồi xin tiền bối yên tâm thần sắc nữ tử này nguyên bổn là không nóng không lạnh nay bỗng nhiên cười tươi, phong tư diễm lệ, làm Hàn Lập cũng không khỏi ngẩn ngơ, thoáng thất thần. Càng không cần nói vị tề vân tiêu đã yêu nàng lâu năm, lúc này sớm đã bị nụ cười mà trở nên si ngốc, không thể thu lại. Tân như âm nhìn ra dị sắc trong mắt Hàn Lập, trên khuôn mặt không khỏi hiện lên nét đỏ ửng, càng làm tăng thêm vài phần phong tình kiều mị. Hàn Lập lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục nói, nói thật. Tại hạ tuy biết tân đạo hữu khẳng định đối với trận pháp có nghiên cứu thâm hậu, nhưng có chữa trị được thứ này hay không hàn mỗ trong lòng thật sự cũng không trách mà vật kia nguyên không thể di động đi xa cho nên tại hạ đem nó phục chế thành bản vẽ hy vọng đạo hữu có thể dựa theo bản vẽ nhìn ra một chút đạo lý để chữa trị vật ấy hàn lập nói xong liền lấy ngọc giản từ trong túi chữ vật ra giao cho đối phương tân như âm tiếp nhận nó lập tức tò mò rót tâm thần vào trong để nhìn xem kết quả thứ trong ngọc giản làm nàng kinh ngạc thất thanh kêu lên cổ truyền tống trận Hàn Lập nghe được thanh âm hô lên của đối phương, một tia lo lắng cuối cùng ở trong lòng cũng không cánh mà bay đi. Trận pháp kia đích thực là truyền tống trận cổ xưa, như vậy cần phải xem cô gái này có chữa trị được không? Hàn Lập nghĩ như thế, không khỏi cẩn thận chú ý vẻ mặt lúc này của Tân Như Âm, sợ lộ ra thần sắc khó xử. Mà Tề Vân Tiêu kia nghe được mấy chữ cổ truyền tống trận, vẻ mặt cũng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Tân Như Âm mới thở dài một hơi, rút cuộc đem tâm thần từ trong ngọc giản thu về sau đó nàng cúi đầu ngẫm nghĩ trông chốc lát mới ngẩng lên nghiêm chỉnh nói với hàn lập cổ truyền tống trận này thực sự là hàng thật giá thật vốn dựa vào trình độ của ta thì không thể chữa trị được thứ đã hoàn toàn bị hủy nhưng chỗ hư hại ở cái này rất ít chỉ là một góc nhỏ trong đó vừa khéo bộ phận trận pháp này là một trong ít loại mà ta đã học qua như thế xem ra có nhiều hy vọng phục hồi nó khi tân như âm nói xong lời cuối cùng trên mặt cũng lộ ra vẻ may mắn Hàn Lập nghe xong lời ấy, trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng, nhưng những lời tiếp theo của đối phương lại đả kích hắn không nhẹ. Nhưng loại cổ pháp trận thường không sử dụng nhiều, ta nghiên cứu không quá sâu. Bởi vậy tiền bối phải cho chút thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị được bản vẽ cổ truyền tống trận ở trong ngọc giản này. Tân Như Âm nói tiếp, trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng. Đương nhiên có thể, nhưng Tân đạo hữu phòng trừng phải cần bao nhiêu lâu mới đủ, ta đến lúc đó lại tới là được. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút miệng đáp lời. Chỉ cần thời gian nửa năm, không sai biệt lắm. Dù sao trước kia ta đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Tân Như Âm không chần chừ nói, xem ra nàng sớm đã ước lượng qua. Được rồi, sau nửa năm ta sẽ đến lấy bản vẽ đã được phục hồi, hy vọng tân cô nương sẽ không làm Hàn Mỗ thất vọng. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười gật gật đầu nói. Sau đó Hàn Lập chính thức đem việc chữa trị truyền tống trận phó thác cho vị nữ tử trận pháp sư Tân Như Âm này, rồi cùng bọn Tề Vân Tiêu tán gẫu thêm một buổi chiều, sau liền cáo từ trước khi đi hắn dặn dò hai người vài câu bảo bọn họ cẩn thận hơn một chút tốt nhất là thay đổi chỗ ở dù sao giết chết vài tên tu sĩ kia khẳng định sẽ có người đến điều tra hung thủ mà bọn họ ở phụ cận thật sự rất dễ bị bại lộ hàn lập lần này nói ra tề vân tiêu cùng tân như âm hai người liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ khó xử cuối cùng đối với đề nghị thay đổi chỗ ở cũng giữ thái độ không phủ nhận mặc dù hàn lập nghĩ rằng điều đó có chút lo lắng kỳ quái nhưng cũng không tiện nói thêm gì Liên giá ngự Pháp khi bay đi, hướng Việt Quốc tiến đến. Nhất quốc đô thành của Việt Quốc chính là Việt Kinh đại danh đỉnh đỉnh. Nó chẳng những là đại thành đệ nhất Việt Quốc, vừa khéo là nơi trung tâm nhất, thông suốt bốn phương tám hướng, là trung tâm trao đổi kinh tế, văn hóa của cả nước. Mà trong một thành phố như vậy, tự nhiên tắc đất đã trở thành tắc vàng, chẳng những giá tiền phòng ốc hơn mấy lần thành thị bình thường. Tuy có những người nguyện ý xuất ra giá cả rất cao nhưng không ai sẵn lòng bán. Dù sao sống ở trong kinh thành cũng đã là một loại biểu tượng cho thân phận. Cả kinh thành Việt Quốc bị chia ra bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Khu phía Bắc là Hoàng Thành, tự nhiên sẽ không để cho người ngoài Hoàng Thất cư ngụ. Mà tương ứng với nó là khu phía Nam, là chỗ ở cho các quan lại lớn nhỏ, tất cả đều phải là người có quan có chức mới có tư cách đi vào. Nếu là một nhà nào đó khi không có ai nhậm chức ở trong triều, thì gia đình này tự nhiên cũng phải ly khai khỏi khu này. Chương 279, Đại Phú Tần Trạch Trong kinh thành, hình thành sự đối lập rõ nét so với khu phía nam chính là khu phía tây cảnh tượng tương phản với hào sâu tường cao tất cả phòng ốc của khu phía tây đều loằng xoàng bên trong là những người làm công việc tạp dịch thấp kém nhất tiểu thương người bán rong và người cùng khổ đương nhiên cũng có một bộ phận vô lại nhàn rỗi chuyện gì cũng không làm thêm người từ khu khác lạc đến cũng ở tại nơi này mà cách tương đối xa khu phía tây là khu phía đông ở đó có một ít phú thương đại hộ sống mặc dù nhà những người này không có người làm quan nên không thể tiến vào khu phía nam, nhưng nhà cửa to lớn được xây dựng nguy nga lộng lẫy. Tất cả đều không tiếc tiền để cho trạch viện của mình có thể ở phụ cận đứng đầu, chen ép ở trên những gia đình đại hộ khác. Đương nhiên cũng có những trạch viện của những nhà có danh tiếng, người ở gần đó căn bản không thể nổi bật hơn được. Mấy cái đó chẳng những hơi thở phú quý và chiếm diện tích hơn xa kẻ khác, mà người ở trong đó còn là đại thương cự phú, gia tài vạn quan ở một góc của khu phía đông có một siêu cấp trạch viện, đó chính là tần trạch, một nhà giàu có. Diện tích chiếm hơn 10 mẫu, làm cho người biết giá cả đất đai, ở kinh thành không ai không há mồm cứng lưỡi cả nửa ngày. Tần gia chẳng những phú khả địch quốc, lũng đoạn một phần tư sinh ý quạng đồng của Việt quốc, hơn nữa nghe nói ra chủ thần thông quảng đại, trong triều đều có quan to chuyên môn đứng ra nói chuyện cho bọn họ. Hạ nhân của một nhà đại quý như thế, tự nhiên khí lực đầy mình, lời nói ra so với hạ nhân các trạch viện khác cũng lớn hơn rất nhiều tên giữ cửa tần quý của tần trạch chính là nghĩ như vậy mỗi lần có người muốn đi vào tần trạch cầu kiến gia chủ vô luận thân phận là gì có hay không có chức tước tất cả đều đối với hắn một tên hạ nhân nhỏ nhoi khách khí vạn phần không dám đắc tội với hắn tí nào dần dần điều này làm cho hắn cơ hồ có cảm giác chính mình là đại nhân vật bởi vậy về sau mỗi khi có người nào đó đưa thiếp cầu kiến tần ra tự nhiên phải hiếu kính một chút nếu không hắn sẽ có sắc mặt khó coi nói không chừng sẽ đặt qua một bên ba bốn ngày mới thông báo Đương nhiên, nếu một ít nhân vật có thân phận cao quý đến cửa, hắn vẫn rất quy củ, hoàn toàn thể hiện bộ dáng có trách nhiệm mặc dù cực khổ, oán giận. Đối với nhóm thiếu gia, tiểu thư hay ra vào, lại cực kỳ ân cần, chu đáo, cứ như vậy hắn thật đúng là làm cho nhiều chủ tử rất là vừa lòng, thậm chí có tin tức ngoài lề nói rằng, tới đây còn muốn tăng cấp hắn lên làm quản sự những việc bên ngoài, có thể đi ra ngoài trưởng quản sinh ý nào đó. Tần Quý sau khi biết được, trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào cảm giác đi đường nhẹ nhàng phiêu phiêu trong nhiều ngày. Hôm nay hắn tần quý đại gia, di chuyển ghế dài, nằm ở chỗ dâm mắt trước cửa lớn để tránh nóng. Sớm hôm nay gia chủ đã ra ngoài đi bàn việc kinh doanh, vài vị thiếu gia, tiểu thư cũng đã cùng với công tử bạn thân đến núi non phụ cận để du ngoạn. Trong trạch viện hôm nay ngoại trừ vài vị phu nhân, chỉ có vị tiểu thư quá phụ đang sống. Điều này có thể làm hắn thở ra một hơi, yên tâm nhàn nhã một chút. Thời điểm khi tần quý đang được gió nhẹ man mát thổi qua, có chút mơ màng, bỗng nhiên truyền đến thanh âm rụt rè của một nam tử tuổi trẻ. Xin hỏi đây có phải là tần trạch không? Tần quý đang có ý ngái ngủ, bị âm thanh này làm cho không cánh. Mà bay, cảm giác cực kỳ khó chịu, không mở mắt liền mắng to vì tức giận, kêu cái gì mà kêu. Khóc tăng hả? Không nhìn thấy quý gia nhà ngươi đang nằm sao chứ? Nói xong, tần quý mới 12 phần không tình nguyện mở mắt nhìn lại, thần tình rất là tức giận. Điều này cũng là do hắn từ âm thanh sợ hãi của đối phương, cho rằng đó chỉ là một tên tiểu tốt nên mới dám đối đãi phóng túng như thế. Tần Quý rút cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng người nói chuyện, đó là một vị nam tử mặc áo vải thô khoảng 24, 25 tuổi, tướng mạo bình thường, không bắt mắt. Hơi thở còn để lộ ra ngoài sự quê mùa, cục mịch, rõ ràng là mới từ nông thôn lên thành thị. Thấy vậy, khí lực trong lòng của hắn lại càng phát ra. Hắn ngồi dậy, không nói hai lời, ngẩng cao đầu như được huấn luyện thành thục, dường như việc quấy giày Tần Quý đại gia như hắn nghỉ ngơi chính là phạm phải tội lớn tày trời, khó có thể tha thứ. Hắn mắng mỏ, nước miếng bay tứ tung, ước chừng sau khi thời gian kéo dài khoảng một chén trà nhỏ vẫn chưa bỏ qua, mà thanh niên quê mùa cục mịch này, phẳng phất cũng bị tần đại gia như hắn làm cho bối rối, biểu tình tay chân luống cuống, chỉ biết ngây ngốc đứng nghe tần quý dày la. Sau nửa ngày tà hỏa của tần quý mới hoàn toàn phát tiết sạch sẽ, mới dừng của mắng gay gắt. Sau đó hắn liếc xéo thanh niên, tựa hồ nhớ tới câu hỏi lúc đầu của đối phương, liền tùy ý hỏi lại một câu, Ngươi đến tần trạch làm gì? Chúng ta trong này không thiếu tạp dịch cùng hạ nhân, nên nhanh chóng rời đi. Hạ nhân bổn trạch cũng không phải dễ làm đâu. Không thu người có lai lịch không rõ ràng, trước tiên đi tìm người bảo lãnh đến rồi nói đi. Tần quý bằng kinh nghiệm trước đây của mình, lập tức đoán định người trẻ tuổi mà hơi thở vẫn chưa hết mùi bùn đất này, khẳng định là ước muốn viển vông tìm việc tại tần trạch, người như thế hắn đã gặp rất nhiều. Ta không phải tìm việc, tần ngôn là thúc thúc của ta, đây là một phong thư người trong nhà bảo ta đưa cho tần thúc, thanh niên tựa hồ mới vừa tỉnh táo lại từ trong sự của trách nặng nề sau khi nghe xong lời tần quý vội vàng từ trong áo lấy ra một phong thư nhăn nhúm lắp bắp hướng tần quý giải thích cái gì lão gia là thúc thúc của ngươi tần quý đang muốn cầm lấy ấm cha ở gần đó uống vài ngụ thì nhất thời bị lời nói của thanh niên này làm cho sợ hãi tới mức trực tiếp đem nước trà phun ra kinh hãi thất sắc hỏi cái này ta cũng không biết nhưng người nhà bảo ta xưng hô là tần thúc thanh niên gãi gãi đầu, trên mặt có chút bộ dáng xấu hổ. Nhưng lần này Tần Quý rút cuộc không dám dễ dàng cười nhạo đối phương, vạn nhất vị này thực sự có quan hệ gì đó với lão gia, hắn sẽ ăn quả đắng. Vì thế sau khi hắn do dự, cẩn thận hỏi, "Phong thư này ta có thể liếc mắt xem một chút được không? Xin các hạ yên tâm, tại hạ chính là xem bì thư, tuyệt không dám mở ra." Thanh niên nghe Tần Quý nói xong, gật gật đầu đồng ý ngoài dự kiến, hơn nữa một mặt đưa thư tín này cho hắn, một mặt nói vốn là muốn đem thư này đưa cho ngươi để ngươi giúp chuyển giao cho tần thúc tần quý tiếp nhận phong thư mà có thể chính xác là một tính kiện vội vàng lướt qua vài lần tuy nói hạ nhân bình thường căn bản sẽ không có khả năng nhận biết chữ nhưng là tần quý hồi còn nhỏ cũng đã qua nửa năm ở trường tư nên cũng có thể nhận biết câu chữ bởi vậy công việc giữ cửa mà vô số hạ nhân hâm mộ mới có thể rơi xuống đầu hắn tần ngôn hiền chất tự thân mở mấy chữ to đen trên phong thư làm tần quý trong lòng nhảy loạn một trận xem khẩu khí tựa hồ là trưởng bối của lão gia nhà mình. Nghĩ đến đây sắc mặt tần quý lập tức biến đổi, cố gắng dặn ra vài nụ cười, hướng thanh niên nói, vị công tử này, lão gia của ta không có nhà, nhưng có vài vị phu nhân ở trong phòng, ngươi có muốn đem tín thư này chuyển cho phu nhân hay không? Thái độ tần quý không khỏi đại biến, ngay cả xưng hô cũng lập tức đề thăng. Điều này không được đâu. Phong thư này nhất định phải do tần thúc tự thân mở ra xem. Thanh niên trở nên trần chờ, cuối cùng kiên quyết lắc lắc đầu, như vậy đi, nếu không ta vào trước bẩm báo một chút với phu nhân, nhìn xem phu nhân rút cuộc trả lời các hạ như thế nào cho thuyết phục. Tần quý cũng không dám để thanh niên này rời đi, vạn nhất thực sự có việc gì quan trọng sợ mình làm chậm trễ, sau đó liền quay đầu muốn vào giao cho phu nhân xử lý, sự tình gì hắn cũng mặc kệ, tần quý làm hạ nhân đã lâu như vậy nên cũng có chút tâm kế. Lần này thanh niên lại đồng ý, tần quý sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón vị người nhà vừa mới lên này, để hắn tạm thời giúp quan sát chính mình liền chạy vào trong nhà. Hạ nhân khác thấy hắn có bộ dáng như lửa cháy đến mông, đều có chút kinh ngạc. Tần Quý trực tiếp chạy đến hậu viện, hướng một vị nha hoàn chân to đang giữ sân nói mấy câu, liền an tâm trở lại đại môn đợi trả lời. Hắn trở lại trước cửa, cùng thanh niên này cười nói mấy câu, một vị tiểu nha hoàn nhất lưu tướng mạo cũng được chạy đến. Đi đến gần hai người, nàng cảm thấy hứng thú nhìn thanh niên quê mùa vài lần, sau đó liền truyền miệng lời của vị phu nhân nào đó trước tiên để vị thanh niên này đến một gian xương phòng nghỉ ngơi, đợi khi lão gia trở về mới định đoạt thân phận thật giả, dù sao người của tộc Tần ra rất nhiều. Nói không chừng thật sự là trưởng bối của một chi phụ nào đó có việc tìm tới tận cửa. Một khi ở trên đã có lời xử lý chuyện này, Tần Quý cũng liền an tâm, tiếp tục làm tốt việc giữ cửa của hắn. Mà tiểu nha hoàn kia mang theo thanh niên hướng xương phòng đãi khách tạm thời đi đến. Trên đường rất nhiều người nhìn thấy hình dáng thanh niên này, quê mùa cục mịch đều cảm thấy kinh ngạc liếc nhìn hắn vài lần, mà thanh niên này tự hồ cảm thấy bất an hắn rõ ràng đem đầu hạ thấp chỉ nhìn mặt đất im lặng đi theo phía sau tiểu nha hoàn điều này làm cho tiểu nha hoàn khi quay đầu liếc mắt nhìn thấy bộ dáng của thanh niên lạ lùng như vậy không khỏi thất thanh cười rồi sau đó còn nhìn lại nam tử này vài lần cười hì hì nghĩ rằng người này rất thú vị sau khi đem thanh niên an trí trong một chỗ của xương phòng tiểu nha hoàn dặn dò hắn không được chạy loạn liền cười hì, hì hì trở về phục mệnh đợi khi nàng vừa rời khỏi phòng ở, bộ dáng thanh niên nam tử vốn vụng về, lúng túng đột nhiên động thân, ngốc tính trong mắt lập tức biến mất, cả người nhàn nhạt phát ra một loại hơi thở tiêu sái, còn đâu quê mùa. Thực không thể tưởng tượng được tần gia nổi danh như vậy. Xem ra người ma đạo không có khả năng buông thao mục tiêu rõ ràng như thế. Thanh niên nhìn ra ngoài phòng, nhăn mặt nhíu mày, miệng thì thào lẩm bẩm. Hắn đúng là hàn lập, đã toàn lực ngự khí, vất vả hơn 10 ngày đường, cuối cùng mới đến được Việt Kinh, mà Tần Trạch chính là đối tượng Lý Hóa Nguyên yêu cầu hắn bảo vệ. Tuy nhiên Hàn Lập nghĩ đến việc Lý Hóa Nguyên ăn bài thân phận cho hắn, không khỏi rất bực mình. Lão ở trong thư, bảo người đứng. Đầu Tần gia ăn bài thân phận hắn là hậu nhân của một chi phụ, để Hàn Lập giả dạng làm người thân thích từ dưới quê lên. Điều này mới có thể giấu giếm tai mắt những người ở lâu trong tần trạch. Thân phận tiểu tử thôn quê tuy làm Hàn Lập có chút không thích, nhưng hắn giả dạng lại không tốn sức. Dù sao trước đây Hàn Lập là một tiểu hài tử nhà nông chính hiệu ở thôn Thiên Tích, ngữ khí xử sự, sự với người ngoài thế nào cho giống, thì hắn không cần phải phí tâm suy nghĩ. Sau khi Hàn lập đóng cửa, liền ngồi xuống giường luyện khí, hy vọng có thể làm cho tu vi của mình trong lúc hộ vệ tần trạch tăng tiến một chút. Hàn lập bất chi bất giác thực hiện một vòng tuần hoàn lớn thì đã đến đêm, lúc này rút cuộc có âm thanh lạo xạo của người trước cửa. Tinh thần Hàn lập rung lên, thần thái trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh, khôi phục hình tượng ngốc tiểu tử quê mùa cục mịch. Sau khi cánh cửa mở ra, bên ngoài có một vị phó dịch ăn mặc kiểu hạ nhân. Lão già nhà ta đã hồi phủ, hiện tại phu nhân kêu ngươi qua, này theo ta đi đi. Hạ nhân này không khách khi nói với Hàn Lập, sau đó xoay người bước đi, xem ra vẫn chưa để Hàn Lập vào trong mắt. Điều này cũng khó trách, vị này cùng tên tần quý canh cửa kia bất đồng. Thân là tâm phúc bên người của một phu nhân nào đó, hắn hàng năm nhìn thấy không ít người thân thích nghèo khổ đến tần phủ xin tiền, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hơn phân nữa lão gia sẽ tiếp đãi một chút tên dân quê này, rồi sẽ cho ít ngân lượng để hắn trở về, căn bản sẽ không cho ở lâu trong phủ. Mà Hàn Lập Thành thật vâng lời, đi theo người này rời xương phòng, thẳng đến phòng khách của Tần Trạch. Lúc này trong phòng khách có một vị phụ nhân ung dung tao nhã hơn 40 tuổi, đang hướng tới vị đứng đầu Tần gia Tần Ngôn nhắc tới việc của Hàn Lập. Một khi đã dám cầm tín thư tới thăm, hơn phân nửa sẽ không giả. Xem ra thực là trưởng bối gia tộc kêu người tìm tới cửa. Nhìn xem rút cuộc có yêu cầu gì, nếu không quá đáng thì tận lực thỏa mãn một chút đi. Đừng để cho người của chi chúng ta ở trong tộc mang tiếng xấu đối với thân thích nghèo khổ. Tuổi tần ngôn ước chừng hơn 50, nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên xem ra giống như hơn 40, không có chút già cả. Hôm nay hắn đang uống trà tổ yến, sau khi cổ họng thanh mắt mới chậm rãi nói. mươi 280, tiếp kiến. Lão già sáng suốt, chúng ta đích xác không thiếu ngân lượng, nhưng thanh danh không thể mất. Phụ nhân đối diện mỉm cười nói, hoàn toàn thể hiện bộ dáng hiền thê, tần ngôn thấy vậy càng thêm vừa lòng vị tam phu nhân này ở với mình đã nhiều năm như vậy như tay chân bên mình tâm tư tinh tế một điểm đều không giảm sút điều này làm cho lão càng yên tâm thậm chí bình thường có việc ra ngoài liền đem chuyện lớn nhỏ trong tần trạch giao cho nàng xử lý hơn nữa mỗi lần đều cực kỳ hài lòng lão gia thiếp đã phái người đem hắn đến đây phu quân sau khi gặp qua sẽ do thiếp ứng phó việc nhỏ này phụ nhân tiếp tục ôn nhu nói Tần Ngôn nghe vậy, mỉm cười, vừa định mở miệng nói gì đó, thì ngoài phòng liền truyền đến âm thanh bẩm cáo của hạ nhân. "Lão gia, Tần Bình đã dẫn khách tới, hiện tại có muốn triệu kiến hay không?" "Kêu Tần Bình mang người vào đây đi." Tần Ngôn thuận miệng phân phó, sau đó không mở miệng nữa, hướng Tam phu nhân cười cười xin lỗi. "Tuân mệnh." Hạ nhân lên tiếng, cũng không nói gì thêm, mà ở ngoài phòng khách Đi phía sau Tần Bình là một vị thanh niên ngơ ngơ ngáo ngáo. Nam tử trẻ tuổi này một mặt đi tới, một mặt liếc trái nhìn phải đánh giá hết thảy phòng khách tựa hồ đối với thứ gì trong phòng cũng đều tò mò vô cùng đợi hai người đi vào sảnh tần bình hồi bẩm một tiếng sau đó tự động rời đi chỉ còn lại người thanh niên đang có chút bất an đối diện với vợ chồng tần ngôn tần ngôn cùng tam phu nhân nhìn thấy bộ dáng thanh niên luống cuống tay chân không khỏi nhìn nhau cùng cười tiếp theo lão ho nhẹ một tiếng nói với người thanh niên nghe nói tiểu huynh đệ có thư của trưởng bối tần mỗ chẳng biết việc này có thật hay không có thể đem thư giao cho tại hạ xem xét được chứ? Thanh niên cũng chính là Hàn Lập nước mắt nhìn vị đứng đầu tần gia này, lộ ra bộ dáng do dự, phẳng phất có chút không tin tưởng, hỏi ngược lại, người chính là tần thúc sao? Ông nội của ta chuyển miệng rằng chỉ có thể giao thư này cho bản thân tần thúc thôi. Tam phu nhân nghe xong Hàn Lập nói thế liền nao nao, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười thành tiếng. Tại đại sảnh tiếp khách của tần trạch, có người dám to gan lớn mật giả mạo người đứng đầu tần gia sao? Người thanh niên này hỏi thật sự là rất thú vị mà tần ngôn nghe xong ngây người ngẩn ngơ đồng thời lộ ra thần sắc cười khổ lão đành phải bất đắc dĩ nói tiếp tại hạ đương nhiên là chủ nhân chân chính của tần trạch tuy nhiên có phải là tần thúc của các hạ hay không thì phải xem qua thư mới có thể xác nhận được bộ dáng thừa nhận của tần ngôn làm tam phu nhân ở bên nhìn thấy thật sự rất thú vị không nghĩ tới tại việt kinh đại danh đỉnh đỉnh cơ hồ không người nào không biết chủ nhân tần ra vậy mà bị một thanh niên cả người quê mùa cục mịch hoài nghi thật sự là một chuyện hoang đường nghe tần ngôn nói thế trên mặt hàn lập mới thể hiện ra biểu tình tin mà không tin rút cuộc hắn móc móc kéo kéo ra một phong thư bị nhào nát như giấy loại đưa cho tần ngôn lão sớm đã không kiên nhẫn cố nén xúc động không đem tay giật lấy thư tín rút cuộc bảo chỉ được phong độ tiếp lấy phong thư tuy nhiên lão thực không có lập tức mở thư mà thâm ý sâu sắc lít nhìn hàn lập bỗng nhiên sau đó đem thư bỏ xuống bàn vỗ nhẹ hai tay sau hai tiếp bốc bốp, từ bên ngoài sảnh lập tức đi vào một vị lão giả áo xanh đầu đầy tóc bạc Tần Ngôn không nói hai lời, tay chỉ phong thư này. Lão giả lập tức cung kính tiến lên cầm lấy. Tiếp theo liền xem xét cẩn thận nó dưới ánh nắng chiếu vào trong phòng, cuối cùng hai tay đang cầm lại đem thư để trở về trên bàn. Không có vấn đề. Sau khi lão giả thốt ra mấy từ, liền không người thối lui. Tất cả vừa xảy ra đều vô thanh vô tức, giống như quỷ mị. Tần ngôn yên lòng, nhàn nhạt liếc nhìn hàn lập, thấy bộ dáng vị này mờ mịt, không khỏi trên mặt mang nụ cười đắc ý. Sau đó lão không giải thích gì, liền đem thư này thuần thục mở ra, rút tờ thư ra nhìn kỹ. Tam phu nhân một bên thấy vậy, hướng về phía Hàn Lập cười hòa ái một chút, liền bưng chén trà trước mặt muốn nhấp một ngụm. Nhưng không đợi phụ nhân bưng lên thì Tần Ngôn đang ngồi xem thư tín bỗng ai ra, một chút, đột nhiên đứng dậy, thần tình cực kỳ ngạc nhiên cổ quái. "Lão gia, có chuyện gì? Thư tín này là giả sao chứ?" Tam phu nhân lắp bắp kinh hãi, cuống quýt đặt chén trà xuống do hỏi, bộ dáng cực kỳ quan tâm. "Không phải, thư này là thật." nhưng là của một vị trưởng bối có đại ân đối với ta thần sắc khoảng khắc liền khôi phục lại bình thường khẩu khí rất bình tĩnh nói sau đó hắn hướng về phía ái thê của mình sau khi nhìn tần ngôn mới quay lại dò xét hàn lập lần nữa các hạ gọi là hàn lập tần lão ra hỏi một câu tuy khẩu khí giống như vừa rồi nhưng tam phu nhân lại lờ mờ nhận ra chỗ không đúng khi vị phụ nhân này đang hồ nghi thì hàn lập lại mạnh mẽ gật đầu đúng vậy ta chính là hàn lập có phải ông nội của ta đã nói là ta có thể lưu lại ở trong này đúng không? A à, a, à, đương nhiên có thể. Ta trước đây từng cùng gia phụ gặp qua Hóa Nguyên Bá phụ một lần, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy hậu nhân của người, ta sẽ xem ngươi giống như cháu chắt thân thuộc. Tần Ngôn đột nhiên hoan hỉ vui sướng lên tiếng cười ha hà, âm thanh vang lớn, làm hạ nhân ở phụ cận đều nghe được, nhìn nhau mặt mày mờ mịt, chẳng biết lão gia nhà mình vì sao ở trong phòng khách cao hứng như thế. Đến đây, theo ta vào phòng bên nói về tình huống gần đây của hóa nguyên bá phụ đi. Những người khác không ai được phép vào trong, ta cần phải cùng với hàn hiền chất chuyện trò. Tần ngôn cầm lấy cánh tay hàn lập, cực kỳ nhiệt tình nói. Tiếp theo kéo hắn đi đến cửa bên, ngăn trở hành động muốn đi theo của tam phu nhân. Tam phu nhân vốn đã cảm thấy giật mình, nay lại càng thêm hồ đồ. Bà đành phải trơ mắt nhìn tần lão ra cùng hàn lập từ cửa bên đi ra ngoài. Mà bà không dám không nghe theo sự phân phó tự tiện tiến vào, Lúc này phụ nhân một đầu đầy nghi vấn. Hàn Lập đi theo Tần Ngôn tới một chỗ cực kỳ u tĩnh ở phòng bên. Lão hai lời không nói, di chuyển một chút cái bình cổ dùng để trang trí trong phòng, sau đó trên vách tường trống rỗng xuất hiện một gian mật thất. Tần Ngôn thấy vậy, không chần chờ đi vào, mà Hàn Lập sau khi mỉm cười một chút, cũng theo sau. Mật thất này không lớn nhưng đầy đủ mọi thứ, chẳng những có bàn, có ghế, còn có một cái giá sách bằng gỗ đàn hương cao hơn một trượng, có vẻ cực kỳ tinh xảo các hạ một khi đã là người do lý tiên sư phái đến thì cũng là người tu tiên vừa rồi trong phòng khách tần mỗ đã đắc tội mong rằng hàn tiên sư không khiển trách tần ngôn sau khi đóng cửa mật thất thần sắc liền cung kính hướng hàn lập giải thích không có gì không biết không có tội huống chi tràng diễn này còn phải tiếp tục hàn lập tùy ý ngồi xuống bên cạnh bàn không thèm để ý nói hắn lúc này cả người thần thái vì đó biến đổi khôi phục hơi thở tiêu sái vốn có đa tạ tiên sự đại lượng tần ngôn nghe xong càng thêm cung kính thủy trung đứng một bên không có lộ ra ý tứ bất mãn người tu tiên rút cuộc là ai tần ngôn thật sự rất rõ ràng căn bản đó chính là mấy người thần sống giống như thần tiên huống chi nếu vị lý tiên sư kia không một tay duy trì bọn họ tần gia tuyệt đối không có thanh thế hiển hách như ngày hôm nay về tình về lý tần ngôn cũng không dám có ý bất kính tần gia chủ cũng ngồi đi không cần khách khí lý tiên sư trong miệng người chính là gia sư sở dĩ đối với tần gia mà nói ta cũng không tính là ngoại nhân hàn lập mỉm cười nói không dám tại hạ là một phàm nhân như thế nào dám đối với tiên sư vô lễ tại hạ đứng ở một bên nghe hàn tiên sư phân phó là được tần ngôn liên tục lắc đầu không chịu ngồi xuống điều này làm cho hàn lập có chút trầm ngâm đâm chiêu một chút sau đó liền không hề miễn cưỡng đối phương chẳng biết hàn tiên sư đến nơi này có gì muốn làm trong thư lý tiên sư chỉ nói rõ thân phận của người cụ thể sự tình gì thì trong đó lại không đề cập chút nào tần mỗ có được biết một phần hay không tần ngôn thật cẩn thận hỏi ra vấn đề trong lòng quan tâm nhất bởi vì dựa theo lời gia phụ khi lâm chung thì lý tiên sư có đại ân đối với tần gia chỉ khi nào tần gia xuất hiện nguy hiểm không thể giải quyết mới tự mình xuất hiện hoặc là phái người tới tương trợ chẳng lẽ tần gia gặp phiền toái lớn hay sao hàn lập liếc mắt thấy người đứng đầu tần gia hiện lên thần sắc lo âu sau khi suy nghĩ liền châm trước nói, sự tình là như thế này, kỳ thật việc này liên quan đến người tu tiên ngoại quốc, chúng ta nhận được tin nói. Hàn Lập Thần sắc như thường đem việc Ma đạo Lục tông có thể xuống tay, đối với Tần gia, dùng cách nói mà phàm nhân có khả năng hiểu được một cách tốt nhất, chậm rãi kể cho Tần Ngôn, làm vị Tần lão gia này khiếp sợ. Sau nửa ngày, lão mới có chút lắp bắp nói, điều này, nói như vậy, tu sĩ quốc gia khác muốn xuống tay đối với phàm nhân chúng ta. Điều này, điều này phải làm thế nào cho tốt? bộ giáng vị đứng đầu tần ra tay chân luống cuống mà hàn lập sau khi nhàn nhạt cười liền bình tĩnh an ủi nói tần gia chủ không cần lo lắng lần này tu sĩ tiềm nhập việt quốc pháp lực không cao có tại hạ tọa trấn tần phủ sẽ không để cho bọn họ dễ dàng đắc thủ